Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 236. Dương Tử Hân nhẹ khẽ thở dài một hơi, cái này 1-2 năm tới, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là cùng năm đó tên thanh niên kia lần nữa gặp mặt. Dưới so sánh, đối với cái này cái gọi là Dương Chân Vực thứ nhất yêu nghiệt nhưng là không có hứng thú quá lớn. Ngay tại lúc này, một tên thân hình xinh xắn thiếu nữ, đi tới Dương Tử Hân bên người, vô cùng là hưng phấn nói, Tím Hân, Diệp công tử muốn tới, chúng ta ngày mai nói không chừng vậy có cơ hội thấy hắn. Ha ha ha, lặng lẽ nói cho ngươi, gần đây, ta nằm mơ thường xuyên nằm mơ thấy Diệp công tử. Tên thiếu nữ này, tên là Trần Khả Doanh, là Dương Tử Hân ở bên trong tông bạn tốt. Dương Tử Hân nghe vậy, không khỏi được bất đắc dĩ cười một tiếng, Trần Khả Doanh cái gì cũng tốt, chính là quá si mê. Nàng không khỏi được mở miệng nói, Khả Doanh, ta khuyên ngươi, không muốn ôm hy vọng quá lớn, tiếp gặp Diệp công tử, là ở Thánh Cung, chúng ta Tấn Cung, tổng cộng 20.000 tên nữ đệ tử, há có thể người người cũng đến Thánh Cung đi. Trần Khả Doanh nghe vậy, tựa như được đả kích thật lớn, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái này tiếng chuông ngay tức thì, Tấn Cung nữ đệ tử đều là thần sắc động một cái, hướng Tấn Cung quảng trường đi tới. Tiếng chuông vang lên, thuyết minh thiếu cung chủ có chuyện muốn tuyên bố. Thánh Huyền Đạo Cung, Tấn Cung và Huyền Cung, nhất là đệ tử ưu tú, liền sẽ trở thành là thiếu cung chủ. Mà Tấn Cung thiếu cung chủ, tên là Lý Tinh Kỳ. Chỉ gặp, giữa quảng trường, đứng một tên khí chất lạnh lùng, mặc thúy sắc quần lụa mỏng, làm mặt hướng thiên nhưng vô cùng là đẹp hình dáng, thân hình cao gầy thiếu nữ. Nàng chính là Lý Tinh Kỳ. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ nữ đệ tử, ở Lý Tinh Kỳ trước mặt cũng là yên tĩnh lại, hiển nhiên, nàng ở trong lòng mọi người vô cùng cái uy tín. Nếu như nói, Dương Tử Hân dung mạo ở Tấn Cung bên trong, là hàng đầu tồn tại, Lý Tinh Kỳ thì cùng không phân cao thấp. Hai người, có thể nói là Tấn Cung đẹp nhất hai người phụ nữ. Làm hết 10 phần, đều ở đây 9, 5 điểm trở lên, cơ hồ không có có thể kén chọn địa phương, duy nhất ngọc có tỉ vết, có thể, chính là Lý Tinh Kỳ trước ngực phập phồng tựa hồ bình thản một ít. Bất quá, cho dù đặt ở toàn bộ Dương Chân Vực, hai người đều là cao cấp người đẹp. Nhưng, nếu bàn về thực lực, Lý Tinh Kỳ nhưng đủ để hoàn bạo Dương Tử Hân. Lý Tinh Kỳ tuổi tác, không tới 1.000 tuổi, cũng đã là một tên thủy nguyên cảnh đỉnh cấp tồn tại. So với 36 phụ yêu nghiệt, có thể còn kém một ít, nhưng cũng là vô cùng là xuất chúng. Lý Tinh Kỳ nhàn nhạt nói, mọi người hẳn đều đã nghe nói, ngày mai Dương Chân Vực Diệp Thần Diệp Công Tử muốn giá lâm ta Thánh Huyền Đạo Cung, đạo chủ đã hạ lệnh, Huyền Cung cùng Tấn Cung, các phái 50 tên đệ tử, nghênh đón Diệp Công Tử. Cái này Diệp Công Tử cảnh giới tuy không cao, nhưng tiềm lực khủng bố, đạo chủ có suy diễn thuật, đều không cách nào suy diễn người này tương lai, đạo chủ hoài nghi. Người này sau này thành tựu sẽ bước lên thiên nhân vực, trở thành một khối chí cường. Đây là, một tên nữ đệ tử có chút kích động hỏi, thiếu cung chủ, xin hỏi tuyển chọn tiêu chuẩn là cái gì? Trong chốc lát, mọi người tim cũng xách lên, ngưng mắt nhìn Lý Tinh Kỳ. Lý Tinh Kỳ nghe vậy, mặt đẹp trên thần sắc có chút mất tự nhiên nói, ừ. Đạo chủ nói, vị này Diệp công tử, tựa hồ, khá là thích, nữ sắc, cho nên, Huyền Cung tuyển chọn. Dựa theo thực lực tiêu chuẩn, mà Tấn Cung tuyển chọn, thì là dựa theo sắc đẹp tiêu chuẩn. Đạo chủ, đã đem danh sách cho ta, trừ ta ra, còn có 49 cái danh ngạch, tiếp theo ta niệm đến tên chữ, bước ra khỏi hàng, ở ta trước mặt, xếp thành một đội. Hắt hắt xì, giờ phút này đang người đi đường Diệp Thần đột nhiên hắt hơi một cái, hắn bất đắc dĩ sờ một cái lỗ mũi kỳ quái nói, chẳng lẽ có người ở nói xấu ta? Không nghĩ nhiều nữa. Diệp Thần tiếp tục chạy tới Thánh Huyền Đạo Cung, hắn tin tưởng lấy mình ở Dương Chân Vực thành tựu, đủ để cho Thánh Huyền Đạo Cung mở toang ra cửa cung hoan nghênh mình. Giờ phút này, Tấn Cung. Nói thật, Lý Tinh Kỳ đối với cái loại này phương thức chọn lựa, có chút không ưa. Nàng có mình kiêu ngạo, không thích cái loại này bị đối đãi khác biệt cảm giác. Bất quá, nàng rất rõ ràng, Diệp Thần như vậy tiềm lực nhắm thẳng vào thiên nhân vực tồn tại tuyệt không phải nàng có thể không vâng lời. Tu võ thế giới, rất thực tế, nếu Diệp Thần thích nữ sắc, như vậy, mặc dù nàng không có ý nghĩ này, nhưng, nếu như bị Diệp Thần coi trọng, cũng chỉ có thể thuận theo thôi. Có thể, nàng cảm thấy không ưa, những người khác cũng không như thế cảm thấy à. Diệp Thần thích nữ sắc,
đối với Tấn Cung đại đa số nữ đệ tử mà nói đều là một cái thiên đại tin tức tốt. Bởi vì, đây là các nàng thay đổi vận mạng tốt cơ hội à. Nếu như có thể bị Diệp Thần vừa ý, cho dù, Diệp Thần chỉ là vui đùa một chút, chỉ cần có thể cùng Diệp Thần tới giữa có một chút điểm quan hệ, như vậy, cũng sẽ cho các nàng mang đến chỗ tốt cực lớn chứ. Chí ít, ở Thánh Huyền Đạo Cung bên trong đãi ngộ, đem sẽ hoàn toàn không cùng. Bất quá, quảng trường bên trong có người vui mừng, có người buồn, buồn không phải Diệp Thần thích nữ sắc, mà là bởi vì các nàng sắc đẹp chưa đủ. Trần Khả Doanh vỉnh miệng, có chút ủy khuất cúi đầu, nàng tướng mạo cũng là vô cùng là xuất chúng, 9 điểm trở lên, chỉ là, vóc người có chút thon nhỏ, không tính là cao cấp người đẹp, chí ít, ở người đẹp này như Mây Tấn Cung bên trong, chưa có xếp hạng trước 50. Bất quá, rất nhanh, nàng chính là ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Dương Tử Hân nói, Tím Hân, lấy ngươi dung mạo, nhất định có thể gặp được Diệp công tử, ngươi có thể phải thật tốt xem nha, sau khi trở về, nói cho ta Diệp công tử dáng dấp ra sao. Dương Tử Hân nghe vậy, không biết làm sao cười nói, được rồi, ta biết. Mặc dù, nàng đối với cái này Dương Chân Vực trẻ tuổi yêu nghiệt không có hứng thú, nhưng, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có một phần tò mò. Tò mò, cái này Diệp Thần cùng ban đầu mình biết thanh niên, rốt cuộc có không có quan hệ. Cho nên, có thể được cái này cơ hội, đáy lòng của nàng cũng là vui vẻ. Dương Tử Hân, Ngô Lăng Nhã, Lâm Tử Thất, Phù Phỉ, Đàm Nguyệt Nguyệt. Rất nhanh, 49 tên nữ đệ tử liền vượt qua đám người ra, xếp thành một cái đội ngũ. Mà đứng ở đội ngũ phía trước nhất, chính là Dương Tử Hân. Tấn cùng một đám nữ đệ tử đều là vô cùng hâm mộ nhìn Dương Tử Hân, mặc dù, chọn đi ra ngoài tổng cộng có 50 tên nữ đệ tử, nhưng, chân chính có thể bị Diệp Thần chú ý tới, sợ rằng, cũng chỉ có bao gồm Lý Tinh Kỳ ở bên trong, xếp hạng đội ngũ trước ba vị ba người phụ nữ chứ. Dẫu sao, Thánh Cung bên trong, Diệp Thần nhất định là ngồi ở chủ vị lên, mà Huyền Cung cùng Tấn Cung đệ tử chia nhóm hai bên, xếp ở phía sau người rất có thể cũng sẽ bị cột, đồng môn vân. Vân che đỡ. Thành tựu thiếu cung chủ, Lý Tinh Kỳ có thể sẽ không đứng ở đội ngũ bên trong, như vậy, đội ngũ người thứ nhất, Diệp Thần đầu tiên nhìn có thể thấy, rất có thể chính là Dương Tử Hân à. Đây là, một cô gái từ đội ngũ bên trong đi ra, đám người ánh mắt chớp mắt hướng phụ nữ kia nhìn. Cô gái này giống vậy sinh được vô cùng đẹp, vóc người nóng bỏng, nhưng so với Dương Tử Hân, Lý Tinh Kỳ nhưng còn kém một cấp bậc, bất quá, thực lực. Ngược lại không tệ, thủy nguyên 8 tầng thiên tồn tại. Lý Tinh Kỳ nhìn người đàn bà này, khẽ cau mày nói, Đàm Nguyệt Nguyệt, ngươi làm gì? Nàng chính là hạng thứ 5 Đàm Nguyệt Nguyệt. Đàm Nguyệt Nguyệt nghe được Diệp Thần phải tới tin tức, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng nhất định phải tranh thủ hết thảy có thể trở thành Diệp Thần người phụ nữ. Chí ít, cũng phải cùng Diệp Thần một buổi tối. Cho tới nay, theo đuổi Đàm Nguyệt Nguyệt người không thiếu, nhưng... Nàng toàn bộ cự tuyệt, sở dĩ thủ thân như ngọc, không phải bởi vì nàng có bao nhiêu băng thanh ngọc khiết, mà là bởi vì, nàng rất rõ ràng, cô gái tấm thân xử nữ là lớn nhất vốn một trong. Hiện tại, chính là đầu tư thời cơ tốt nhất à. Chỉ là suy nghĩ một chút, vạn nhất Diệp Thần vừa ý mình, lựa chọn mình trở thành đạo lữ đâu. Như vậy tới một cái, toàn bộ Dương Chân Vực còn có cái gì là nàng không có được sao? Sau này thậm chí có thể cùng Diệp Thần cùng đi vực ngoại thiên nhân vực. Như vậy sinh hoạt, mới là nàng Đàm Nguyệt Nguyệt mong muốn à. Đàm Nguyệt Nguyệt nhìn Lý Tinh Kỳ, có chút tùy ý nói, thiếu cung chủ, ta muốn xin và Dương Tử Hân đổi chỗ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, đây đối với bất kỳ phái nữ mà nói đều là bay lên đầu nhánh thật tốt cơ hội à, thậm chí, so cái gì võ đạo cơ duyên cũng trọng yếu hơn được nhiều. Đàm Nguyệt Nguyệt lại muốn đổi. Cái loại này hành vi, cùng cướp người cơ duyên không có khác biệt. Lý Tinh Kỳ thần sắc trầm xuống, mắt đẹp lạnh như băng nhìn chằm chằm Đàm Nguyệt Nguyệt nói, Đàm Nguyệt Nguyệt, ngươi ở nói nhăng gì đó, thứ hạng là đạo chủ quyết định, chẳng lẽ ngươi muốn không vâng lời đạo chủ. Đàm Nguyệt Nguyệt nghe vậy, nhưng là thần sắc như thường, tựa như đối với Lý Tinh Kỳ không có nhiều ít sợ hãi vậy, nhàn nhạt nói, thiếu cung chủ, đạo chủ chỉ là quyết định thí sinh. Cũng không có nói vị trí, nhất định phải giữ cái này trong danh sách hạng tới chứ. Ta cảm thấy Dương Tử Hân, thực lực quá yếu, có tổn ta Thánh Huyền Đạo Cung mặt mũi, cho nên ta muốn thay thế thay nàng. Đám người nghe vậy, đều là ánh mắt chớp mắt, Đàm Nguyệt Nguyệt thực lực, nhưng là xuất sắc, có thể nói,
là Tấn Cung đứng sau Lý Tinh Kỳ tồn tại, tu vi thủy nguyên 8 tầng thiên. Hơn nữa, nàng sở dĩ như thế không có sợ hãi, không chỉ là bởi vì nàng thực lực, càng bởi vì nàng bối cảnh. Đàm Nguyệt Nguyệt ca ca, chính là Huyền Cung thiếu cung chủ tên là Đàm Thiên. Mặc dù cùng là thiếu cung chủ, nhưng, Đàm Thiên thực lực, càng hơn Lý Tinh Kỳ một nước, Huyền Cung vậy so Tấn Cung càng cường đại hơn, cho nên, đối với Lý Tinh Kỳ, Đàm Nguyệt Nguyệt cũng không có hắn nàng Tấn Cung đệ tử như vậy kính sợ. Lý Tinh Kỳ nghe vậy, mắt đẹp bên trong mơ hồ hiện lên vẻ tức giận, giữa lúc nàng chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc đó, Dương Tử Hân nhưng là đứng dậy nói, thiếu cung chủ, ta nguyện ý cùng Đàm Nguyệt Nguyệt hoán đổi vị trí. Lời vừa nói ra, phía dưới các nữ đệ tử đều là mặt lộ vẻ khó tin. Như thế thiên đại tốt cơ hội, Dương Tử Hân lại muốn buông tha. Mà Lý Tinh Kỳ, mặc dù không thích loại phương thức này, nhưng, vậy không thể phủ nhận, lấy Dương Tử Hân điều kiện là thật sự có thể bị Diệp Thần coi trọng, nàng không khỏi được cau mày nói, Dương Tử Hân, suy nghĩ thật kỹ, như vậy cơ hội có thể gặp không thể cầu, bỏ lỡ cũng chưa có. Một bên, Trần Khả Doanh đều là gấp gáp, chuẩn bị lên tiếng khuyên giải. Dương Tử Hân nhưng là không chút do dự nói, thiếu cung chủ, ta đã suy nghĩ kỹ. Đàm Nguyệt Nguyệt nghe vậy, chính là mặt lộ đại hỉ vẻ, nàng cười ha ha một tiếng nói, ha ha, vẫn là tím hân sư muội thức được thân thể to lớn nha, tỷ tỷ nếu là bị Diệp công tử vừa ý, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Nàng lời tuy như thế nói, nhưng trong lòng thì châm chọc nói, một cái ngu xuẩn, có cơ hội không biết tranh thủ, lớn lên đẹp thì thế nào? Sẽ không dùng. Đáng đời lập tức các người. Đám người tất cả đều là không khỏi có chút thương tiếc, so sánh với Đàm Nguyệt Nguyệt, các nàng càng thích Dương Tử Hân. Dương Tử Hân nhưng là lơ đễnh, nàng làm như vậy, có hai cái nguyên nhân. Một, nàng thích là Diệp Thần, nhưng, không phải cái này Diệp Thần, sở dĩ muốn tham gia lần này đón khách, vậy chỉ là vì chứng thật ý nghĩ trong lòng mà thôi, cho nên, Diệp Thần có thể không thể nhìn thấy nàng, đối với nàng mà nói, không có vấn đề. Thậm chí nàng không hy vọng Diệp Thần thấy mình. Hai, Lý Tinh Kỳ từ nàng nhập môn tới một cái, đối với nàng liền khá là chiếu cố, làm người chính trực, mà Tấn Cung cùng Huyền Cung thiếu cung chủ, đều là đạo chủ kế vị người, nàng không hy vọng Lý Tinh Kỳ hôm nay bởi vì loại chuyện nhỏ này, cùng Đàm Thiên phát sinh mâu thuẫn, bất lợi cho tương lai Lý Tinh Kỳ cạnh tranh đạo chủ vị. Lý Tinh Kỳ trầm mặc chốc lát, cuối cùng, vẫn khẽ gật đầu một cái nói, được, vậy ngày mai, ngươi liền cùng Đàm Nguyệt Nguyệt hoán đổi vị trí. Nếu sự việc đã quyết định, mọi người hồi đi tu luyện đi. Nàng tự nhiên biết, Dương Tử Hân làm như vậy có chút tự cân nhắc thành phần, vì vậy, đối với Dương Tử Hân mở miệng nói, ngươi theo ta tới. Vừa nói, liền dẫn Dương Tử Hân hướng mình động phủ đi tới. Đàm Nguyệt Nguyệt đắc ý nhìn Dương Tử Hân hai người một mắt, cười lạnh một tiếng, chung quanh mấy tên ngày thường đi theo Đàm Nguyệt Nguyệt bên người nữ đệ tử, lập tức chào đón. Nịnh nọt đến, Đàm sư tỷ ngày mai nhất định sẽ thắng được Diệp công tử xem trọng. Đúng nha, trừ Đàm sư tỷ, Diệp công tử còn có thể vừa ý ai à? Chỉ có Đàm sư tỷ mới xứng với Diệp công tử. Đàm Nguyệt Nguyệt nghe vậy, bộc phát chỉ cao khí ngang. Dương Tử Hân đi theo Lý Tinh Kỳ tiến vào nàng trong động phủ. Lý Tinh Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, ngươi có biết ngươi buông tha cái gì không? Dương Tử Hân nghe vậy, nhàn nhạt nói, thiếu cung chủ, thật ra thì, nguyên bản ta liền đối với xếp hạng vị thứ nhất không có hứng thú gì, ta không thích dùng loại phương thức này lên chức. Lý Tinh Kỳ ánh mắt nhỏ tránh, Dương Tử Hân cái loại này tính cách nói dễ nghe điểm kêu ngây thơ, khó nghe một chút chính là bảo thủ, tu võ người vì tăng lên thực lực, vì tiến hơn một bước, cần hết tất cả có thể bắt được bất kỳ cơ hội. Bất quá, Lý Tinh Kỳ nhưng cùng Dương Tử Hân là giống nhau cái nhìn, có lúc, người sống không thể chỉ vì lợi ích. Thật ra thì, nếu như Dương Tử Hân nói là vì nàng không cùng Đàm Thiên mâu thuẫn mà làm như vậy, nàng sẽ kiên trì để cho Dương Tử Hân xếp hạng thứ nhất, nhưng, nếu là Dương Tử Hân mình không muốn, vậy nàng cũng sẽ không miễn cưỡng Dương Tử Hân. Lý Tinh Kỳ nhẹ thở dài một cái nói, nhà đầu ngốc, sau này có chuyện gì đến tìm ta, ngày mới bắt đầu, không nên kêu ta thiếu cung chủ, kêu ta Tinh Kỳ tỷ chính là, tốt lắm, trở về đi thôi. Dương Tử Hân nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Liền rời đi Lý Tinh Kỳ động phủ. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy được mấy đạo thân ảnh, chắn trước mặt. Nàng ánh mắt nhỏ tránh, trước mắt chính là Đàm Nguyệt Nguyệt các người. Đàm Nguyệt Nguyệt có chút cân nhắc đánh giá Dương Tử Hân nói, tím hân sư muội, ngươi và thiếu cung chủ nói những gì,
tỷ tỷ có chút tò mò. Dương Tử Hân nhàn nhạt nói, không việc gì, tránh ra. Đàm Nguyệt Nguyệt bên cạnh mấy người phụ nữ nghe vậy, lạnh lùng quát, Dương Tử Hân, Đàm sư tỷ nói với ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi thái độ gì? Cầm vị trí nhường cho Đàm sư tỷ, là phải, ngươi không muốn dẫm lên mặt mũi. Ha ha, cùng Đàm sư tỷ trở thành Diệp công tử người phụ nữ sau đó, ngươi còn dám như thế đối với sư tỷ nói chuyện sao? Đàm Nguyệt Nguyệt cặp mắt híp lại nói, Tím Hân sư muội, ngày mai, ngươi tốt nhất không cần có cái gì ý tưởng không nên có, nếu làm hư ta chuyện tốt, sư tỷ có thể sẽ không bỏ qua ngươi, nghe rõ ràng không? Đàm Nguyệt Nguyệt mặc dù hạng thứ 5, nhưng, trên thực tế cùng thứ 2 đến tên thứ 4 nữ đệ tử, chênh lệch cũng không lớn, duy nhất đối với nàng chân chính có uy hiếp, chính là Dương Tử Hân. Dương Tử Hân lạnh lùng nhìn Đàm Nguyệt Nguyệt, khóe miệng dương lên một nụ cười, ở nàng nhìn lại, Đàm Nguyệt Nguyệt phụ nữ như vậy là đáng buồn. Nàng nhàn nhạt nói, ta đối với cái gì Dương chân vực yêu nghiệt không có hứng thú, ngươi không cần phải lo lắng. Đàm Nguyệt Nguyệt mỉm cười nói, vậy thì tốt. Dứt lời, liền dẫn đám người rời đi. Sáng sớm ngày thứ 2, Thánh Huyền Đạo Cung đạo chủ, trưởng lão các người, cũng đã đứng ở cửa cung, từng cái trông mong nhìn chân trời, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính cùng vẻ chờ mong, chờ đợi truyền thuyết kia bên trong thanh niên hạ xuống. Cùng lúc đó, ở Lý Tinh Kỳ dưới sự hướng dẫn, Tấn Cung các nữ đệ tử vậy đi tới Thánh Cung trước. Đi phía trước nhất, chính là Lý Tinh Kỳ cùng Đàm Nguyệt Nguyệt. Đàm Nguyệt Nguyệt trên mặt hóa thành tinh xảo trang điểm, mặc một kiện vô cùng là khinh bạc, hoa mỹ, gần như trong suốt màu trắng nhạt quần lụa mỏng, lần này chuyên tâm lối ăn mặc, để cho nàng dung mạo xinh đẹp vậy không thiếu, mặc dù so với Lý Tinh Kỳ cùng Dương Tử Hân, còn có một chút chênh lệch, nhưng, cũng đã đến gần 9.5 điểm. Ngay tại lúc này, lại là mấy chục người hướng Thánh Cung đi tới, cái này mấy chục người đều là nam tử. Người cầm đầu, mặc quần áo đen, mặt mũi lạnh lùng, chính là Huyền Cung thiếu cung chủ, Đàm Thiên. Đàm Nguyệt Nguyệt thấy được Đàm Thiên, cũng là có chút hưng phấn hỏi ca, ta ngày hôm nay lối ăn mặc được như thế nào? Đàm Thiên ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, rất tốt. Nhất định có thể hấp dẫn đến Diệp công tử ánh mắt. Đàm Nguyệt Nguyệt tự tin cười một tiếng, trong mắt càng ngày càng sáng ngời, liền ca ca cũng như thế nói, xem ra, nàng hôm nay thật có rất lớn cơ hội bị Diệp công tử vừa ý. Đột nhiên tới giữa, một đạo lôi quang xuất hiện ở nơi chân trời, thoáng qua liền đi tới Thánh Huyền Đạo Cung trước, biến thành một đầu xanh thẳm giao long, chính là Phi Lôi Giao. Một tên dung mạo uy nghiêm, dưới hàm sinh ba tròm râu dài người trung niên, trong mắt ánh sáng chớp mắt, lúc này dẫn đám người hành lễ nói, cung nghênh Diệp công tử. Người này, chính là Thánh Huyền Đạo Cung đạo chủ Lý Tổ Thượng. Diệp thần thần sắc nhàn nhạt, cũng không ngoài suy đoán, dọc theo con đường này, hắn cũng không có giấu giếm hành tích, Thánh Huyền Đạo Cung nhận được tin tức ở hắn ý liệu bên trong. Lý Tổ Thượng nghiêng người một dẫn đạo, mời Diệp công tử theo ta tới. Diệp thần gật đầu một cái, liền đi theo một đám Thánh Huyền Đạo Cung cao tầng, tiến vào Thánh Cung bên trong, ngồi ở trên chủ tọa. Đây là, Huyền Cung cùng Tấn Cung đệ tử, rối rít tiến vào Thánh Cung bên trong, hướng về phía chủ tọa lên Diệp thần hành lễ nói, gặp qua Diệp công tử. Lý Tinh Kỳ thần sắc nhàn nhạt, không có gì quá nhiều biểu thị. Mà Đàm Nguyệt Nguyệt mỗi đi một bước nhưng đều đưa mình dáng vẻ, biểu dương được tinh tế, ánh mắt quyến rũ như tơ, ẩn tình đưa mắt nhìn Diệp thần, cả người tản ra lửa nóng hơi thở, lại phối hợp trên cái này chuyên tâm tu bổ dung mạo, ngược lại cũng là khá là mê người. Lý Tổ Thượng có chút bất ngờ, đứng ở phía trước là Đàm Nguyệt Nguyệt, nhưng, thấy Đàm Nguyệt Nguyệt hiện ra mị lực, nhưng cũng là cười chúm chím gật đầu một cái. Hắn hy vọng nhất chính là cùng Diệp thần leo lên quan hệ. Nếu như Diệp thần coi trọng Thánh Huyền Đạo Cung nữ đệ tử, như vậy Thánh Huyền Đạo Cung há chẳng phải là từ đây một bước lên trời. Còn như tên đệ tử này là ai cũng không trọng yếu. So sánh với không trang điểm Dương Tử Hân cùng Lý Tinh Kỳ, hắn cảm thấy, Đàm Nguyệt Nguyệt có thể hơn nữa thích hợp hấp dẫn Diệp thần. Mà giờ khắc này, phần lớn Tấn Cung nữ đệ tử đều là kích động. Diệp thần sự tích mặc dù truyền khắp toàn bộ Dương chân vực, nhưng chân chính gặp qua Diệp thần người không hề nhiều. Hôm nay, gặp được đây, những nữ đệ tử này phát hiện, Diệp thần tướng mạo lại là vô cùng là anh tuấn. Trong chốc lát, những nữ đệ tử này, mắt đẹp bên trong đều phải chảy ra mật tới, từng cái bước chân đều có chút không yên, cảm giác thân thể như nhũn ra. Đàm Nguyệt Nguyệt lại là vô cùng hưng phấn,
đối với Diệp Thần khát vọng càng thêm mãnh liệt. Trên thực tế, Diệp Thần mặc dù coi như anh tuấn, nhưng tuyệt đối không có đến như thế nghịch thiên bước. Bất quá, phái nữ đều là rất cảm tính sinh vật, Diệp Thần đủ loại thành tựu, vốn là để cho các nàng vô cùng si mê, tự nhiên, sẽ theo bản năng đối với Diệp Thần dung mạo tiến hành nhất định mỹ hóa. Chỉ có một người, mặt đẹp bên trên hiện lên đờ đẫn vẻ, người này dĩ nhiên chính là Dương Tử Hân. Nàng thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đây là ảo giác sao? Xuất hiện trước mắt, truyền thuyết này bên trong yêu nghiệt, lớn lên và ban đầu mình ở giới vực thành gặp phải tên thanh niên kia, giống nhau như đúc gà. Cái này dung mạo, Dương Tử Hân trong mộng thấy qua vô số lần, tuyệt đối không thể nào nhận sai. Trong chốc lát, hô hấp của nàng cũng có chút gấp rút, mặt đẹp hơi ửng đỏ, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ kích động, thậm chí, không nhịn được đã muốn đi ra đội ngũ, cùng Diệp Thần gặp nhau. Có thể rất nhanh, nàng ánh mắt liền phai nhạt xuống. Dương Tử Hân khẽ thở dài một tiếng, hôm nay, nàng cùng Diệp Thần đã là hai cái thế giới người. Đã từng, Dương Thiên Võ nói, Diệp Thần cùng Dương Tử Hân là hai cái thế giới người, Dương Tử Hân xem thường, có thể hiện tại, nàng phát hiện, những lời này ngược lại thật nói đúng. Chỉ bất quá, là nàng căn bản không xứng với Diệp Thần à. Bây giờ Diệp Thần, là chân chánh nhân trung long phượng. Mà nàng đâu? Bất quá là một tên phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa thủy nguyên võ giả thôi. Nếu như nàng hiện tại cùng Diệp Thần gặp mặt, Diệp Thần sẽ nguyện ý cùng nàng nhận nhau sao? Nói không chừng, chỉ có thể được Diệp Thần coi thường thôi. Trong chốc lát, Dương Tử Hân sợ. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, đối với những đệ tử này cũng không có biết bao để ý, những thứ này tấn cùng đệ tử quả thật lớn lên cũng không tệ, coi như người đẹp, nhưng... Diệp Thần cũng không phải như vậy thấy được người đẹp liền đi không nhúc nhích đường tính cách. Nhưng vào lúc này, một mực im lặng Huyền Hàn Ngọc nhưng là khẽ di một tiếng nói, con bé này tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần nghe vậy, hơi sững sờ nói, cái gì? Huyền Hàn Ngọc có chút cân nhắc cười nói, thằng nhóc, xem ra, ngươi quá nhiều phụ nữ, hơn đến chính ngươi cũng không nhớ được. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, mơ hồ cảm thấy một cổ rất tinh tường hơi thở. Hắn trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngay tức thì quay đầu, hướng Tấn Cung đệ tử đội ngũ nhìn. Cái này vừa thấy, hắn con ngươi nhưng là bỗng nhiên co rúm một cái. Cặp mắt kia ngay tức thì phong tỏa đứng ở đội ngũ bên trong Dương Tử Hân. Lý Tổ Thượng cùng Đàm Nguyệt Nguyệt thấy vậy, trong mắt đều là lóe lên vẻ vui mừng. Lý Tổ Thượng ám cười thầm nói, mình an bài quả nhiên không sai, vị này Diệp công tử, thật là thích nữ sắc, nếu không... Làm sao cái này Tấn Cung đệ tử vừa tiến đến, hắn ánh mắt liền rơi vào bên kia. Mà Đàm Nguyệt Nguyệt lại là tâm hồn thiếu nữ không ngừng nhảy, nàng cảm thấy, Diệp Thần là vừa ý mình. Lý Tinh Kỳ chính là khẽ cau mày, mắt đẹp bên trong, lóe lên vẻ khinh thường, nói thật, nàng đối với Diệp Thần thành tựu, cũng là vô cùng là kính nể, đem Diệp Thần coi là mình tấm gương, có thể, Diệp Thần thật giống như lời đồn đãi bên trong như vậy thích nữ sắc, lại để cho nàng thất vọng. Diệp Thần thân hình động một cái, từ trên chủ tọa đứng lên, hướng Tấn Cung đệ tử chỗ ở phương hướng đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Thần trên mình. Không thiếu nữ đệ tử cũng đối với đứng ở vị trí đầu não Đàm Nguyệt Nguyệt, ném ánh mắt hâm mộ. Ở các nàng xem ra, ngồi ở Diệp Thần vị trí, phần lớn Tấn Cung đệ tử mặt mũi là không thấy rõ, mà Diệp Thần nhanh như vậy sẽ hành động, như vậy, hắn trước nhất chú ý tới rất có thể chính là Đàm Nguyệt Nguyệt. Mặc dù trong lòng đối với Diệp Thần có chút thất vọng, nhưng, nên có lễ phép, vẫn là phải có, gặp Diệp Thần hướng mình đội ngũ đi lên, Lý Tinh Kỳ thi lễ một cái nói, Thánh Huyền Đạo Cung Tấn Cung Thiếu Cung Chủ Lý Tinh Kỳ, gặp qua Diệp Công Tử. Đàm Nguyệt Nguyệt khẽ cau mày, có chút không vui nhìn Lý Tinh Kỳ, ở nàng nhìn lại, Lý Tinh Kỳ là muốn hấp dẫn Diệp Thần sự chú ý. Nàng âm thầm hừ lạnh một tiếng nói, nữ nhân đáng chết, trong ngày thường giả thanh cao, hiện tại. So với ai khác cũng lẳng lơ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục mình tâm trạng, không muốn cho Diệp Thần phản ứng Lý Tinh Kỳ cơ hội, tiến lên một bước, cử chỉ vô cùng ưu nhã đối với Diệp Thần thi lễ một cái nói, gặp qua Diệp Công Tử, thiếp Tấn Cung đệ tử Đàm Nguyệt Nguyệt, ngưỡng mộ đã lâu Diệp Công Tử đại danh, thân ngày vừa gặp, quả thật ngọc thụ lâm phong, tư thế oai hùng hiên ngang. Đàm Nguyệt Nguyệt bất luận là động tác, vẫn là nói năng, cũng không có so nhu hòa. Tựa như một tên nho nhã yếu đuối tiểu thư khuê các vậy, để cho người đàn ông không tự chủ được sinh ra bảo vệ muốn.
Đám người thấy vậy, trong lòng cơ hồ đều đã xác định, Diệp Thần sẽ đem Đàm Nguyệt Nguyệt nhận. Từ đây, Đàm Nguyệt Nguyệt đời người, liền phải hoàn toàn thay đổi à. Bất quá, ngay tại lúc này, làm mọi người không có nghĩ tới một màn, xuất hiện. Chỉ gặp, Diệp Thần lại là liền phản ứng cũng không có phản ứng Đàm Nguyệt Nguyệt, lại liền trực tiếp muốn từ Đàm Nguyệt Nguyệt bên người đi tới. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Diệp Thần coi trọng không phải Đàm Nguyệt Nguyệt? Nguyên bản mặt nở nụ cười Đàm Nguyệt Nguyệt, tim chợt co rúc lại một tí, diễn cảm hoàn toàn cứng ngắc. Liền chính nàng cũng căn bản không có nghĩ tới sẽ như vậy. Có thể không nói, Đàm Nguyệt Nguyệt cũng không phải là một đơn giản cô gái. Ngay tại Diệp Thần sắp đi qua nàng bên người lúc đó, Đàm Nguyệt Nguyệt lại là chợt thân thể mềm mại mềm nhũn, nhào vào Diệp Thần trong ngực. Bất quá, ngoài dự liệu của mọi người phải, Diệp Thần nhưng vẫn thờ ơ, khẽ cau mày nói, ngươi thế nào? Đàm Nguyệt Nguyệt mặt đẹp bên trên, nổi lên lau một cái vô cùng là chân thiết hoảng loạn nói, đúng. Thật xin lỗi Diệp công tử, đêm qua tu hành xảy ra chút không may, mới có hơi choáng váng đầu. Nàng vùng vẫy, thì phải từ Diệp Thần bên người rời đi, có thể, tựa hồ là bởi vì không có khí lực, từ đầu đến cuối thật không có đứng dậy. Diệp Thần chân mày nhưng nếp nhăn càng chặt hơn, trong mắt, thậm chí hiện lên lau một cái không vui. Hắn là cái người đàn ông không tệ, nhưng, tuyệt đối không phải thấy được người phụ nữ liền không khống chế được loại hình. Hắn càng nhiều hơn chính là thưởng thức, không phải cái gì cô gái xa lạ cũng có thể lấy được Diệp Thần hảo cảm. Diệp Thần nhàn nhạt nói, nếu không thoải mái, cần gì phải tới đón tiếp ta? Vừa nói, đem Đàm Nguyệt Nguyệt đẩy về phía Lý Tinh Kỳ nói, đỡ nàng đi xuống đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút ngu. Không phải nói, Diệp Thần háo nữ sắc sao? Làm sao đến hiện tại, còn một bộ đá giống vậy dáng vẻ? Ở nơi này là háo nữ sắc, đơn giản là chánh nhân quân tử bên trong chánh nhân quân tử à? Có thể, nếu như Diệp Thần không háo sắc, hắn tại sao phải hướng Tấn Cung đám người đi tới? Cái này một tí, Đàm Nguyệt Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn, nàng âm thầm cắn răng, như vậy câu dẫn cũng không được. Nàng cho rằng, mình vậy gọi là mỹ nữ, Diệp Thần thờ ơ, đối với tự ái của nàng là hết sức lớn đả kích thật lớn. Có lúc, người nói cô gái võ đạo thực lực không đủ, nàng sẽ không tức giận, nhưng, người làm xảy ra điều gì hành vi, để cho nàng cảm thấy người đối với nàng dung mạo không có hứng thú, nhưng sẽ để cho cô gái mất lý trí. Đặc biệt là người đẹp. Mọi người ở đây khiếp sợ bên trong, Diệp Thần đã tới Dương Tử Hân bên người. Dương Tử Hân cúi đầu, tựa hồ cũng không muốn đi xem Diệp Thần. Mà Diệp Thần thần sắc, cũng có chút lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ừ. Tím Hân, người gần đây, có tốt không? Lời vừa nói ra, thật là giống như là trăm nghìn đạo lôi đình, đồng thời đang lúc mọi người trong đầu nổ tung vậy à. Thật là, phải đem bọn họ kinh được hồn phách đều phải rời thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe Diệp Thần nói, hắn lại biết Dương Tử Hân. Hơn nữa, nhìn như hai người quan hệ còn cũng không bình thường à. Diệp Thần ở Dương Chân Vực, có thể nói cực kỳ yêu nghiệt giống vậy tồn tại. Mà cái yêu nghiệt này lại và Dương Tử Hân quan hệ không bình thường. Nguyên bản có chút khẩn trương Dương Tử Hân, giờ phút này nhưng lộ vẻ rất bình tĩnh, thậm chí, có chút lạnh nhạt mở miệng nói, còn có thể, đa tạ Diệp công tử quan tâm. Đám người lại là tim rung rung một tí. Dám dùng loại giọng nói này và Diệp Thần nói chuyện, toàn bộ Dương Chân Vực sợ rằng đều không tìm ra cái thứ hai liền đi. Nghe được Dương Tử Hân giọng, Diệp Thần không khỏi được mặt hiện vẻ cười khổ, hắn biết, Dương Tử Hân đối với hắn có chút oán khí. Bất quá, hắn cũng có thể hiểu. Bởi vì, ban đầu Dương Thiên Võ cho Diệp Thần một khối Dương gia lệnh bài, phía trên có liên quan tại Dương gia tin tức, hắn biết Dương gia là Dương Chân Vực gia tộc. Vốn là, tiến vào Dương Chân Vực sau đó, là hẳn đi Dương gia cùng Dương Tử Hân gặp một lần. Có thể, hắn ở vực ngoại sự tình phát sinh chân thực quá nhiều, cho nên, từ đầu đến cuối không có đi Dương gia, mà Dương Tử Hân đâu. Đối với Diệp Thần có thể nói là ngày nhớ đêm mong, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, Diệp Thần coi như là có chút phụ lòng Dương Tử Hân. Hắn gãi đầu một cái, có chút áy náy đối với Dương Tử Hân nói, Tím Hân. Xin lỗi. Không nên tức giận. Đám người nghe vậy, cằm đều phải rớt xuống đất. Diệp Thần lại nói xin lỗi. Hơn nữa, Diệp Thần cùng Dương Tử Hân đối thoại,
thật là mập mờ đến trình độ cao nhất à. Giống như là người đàn ông phạm sai lầm gì, đang dỗ người phụ nữ mình vậy. Tất cả mọi người đều bắt đầu có chút ý nghĩ kỳ quái. Trên thực tế, Diệp Thần cùng Dương Tử Hân quan hệ, tương đối mơ hồ, mà Diệp Thần cũng không phải là như vậy ý. Chỉ là hắn cảm thấy, cho dù là thành tựu bằng hữu, cũng có chút thật xin lỗi Dương Tử Hân, cho nên, mới nói ra những lời này. Có thể, hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng không như thế cho rằng à. Bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, Dương Tử Hân là Diệp Thần phụ nữ. Dương Tử Hân nghe vậy, mắt đẹp chớp động một tí, mặt đẹp bên trên, hiện lên lau một cái thiếu nữ vậy vô tà mỉm cười nói, vậy ta, chỉ tin tưởng ngươi một lần. Giữa lúc Diệp Thần, chuẩn bị nói thêm gì nữa lúc đó, sau lưng, nhưng truyền đến một tiếng cô gái khẽ kêu. Đàm Nguyệt Nguyệt tim thật là đều phải xé à. Nàng khó có thể tin nhìn trước mắt một màn, hai quả đấm nắm chặt, móng tay cũng nguyên vẹn bàn tay bên trong. Từ nhỏ, giống như đại tiểu thư vậy bị Đàm gia nâng ở lòng bàn tay Đàm Nguyệt Nguyệt, trong lòng đã cho rằng, Diệp Thần đã là nàng, không người nào có thể cướp đi nàng người đàn ông, nàng đến lúc hiện tại, một người để cho nàng nguyện ý dâng ra thân thể người đàn ông, rốt cuộc xuất hiện. Có thể hiện tại, Diệp Thần nhưng ở nàng trước mặt, và phụ nữ khác liếc mắt đưa tình. Cái này làm cho nàng căn bản không tiếp thụ nổi à. Chớ nói chi là, mới vừa, nàng đối với Diệp Thần như vậy cố ý thân cận, câu dẫn, hôm nay, ở trong mắt mọi người, sợ rằng đều được một chuyện tiếu lâm đi. Đàm Nguyệt Nguyệt cả người máu, đều phải thiêu đốt. Vì vậy, nàng không nhịn được khẽ kêu nói, Diệp công tử, nữ nhân này có gì tốt, Nguyệt Nhi tự nhận so nàng ưu tú hơn. Dương Tử Hân tuy đẹp, nhưng, Nguyệt Nhi vậy không thể so với nàng kém, trọng yếu nhất chính là, nàng tu võ thiên phú, không bằng Nguyệt Nhi mới là thích hợp cùng ở công tử phụ nữ bên người. Lý Tổ Thượng, Đàm Thiên các người nghe vậy, đều là sắc mặt khó khăn xem, không tưởng tượng nổi nhìn Đàm Nguyệt Nguyệt. Lý Tổ Thượng lại là trực tiếp giày nói, Đàm Nguyệt Nguyệt. Im miệng, ai cho phép ngươi tùy ý và Diệp công tử mở miệng. Nếu như nói, lần đầu tiên Đàm Nguyệt Nguyệt chủ động cùng Diệp Thần nói chuyện, rót vào Diệp Thần trong ngực, có thể nói là to gan nói, hiện tại, chính là không đầu óc à. Diệp Thần cũng không phải là cái gì tốt nóng này, lấy là ai cũng có thể như thế và Diệp Thần nói chuyện. Diệp Thần lựa chọn cái gì phụ nữ là ngươi Đàm Nguyệt Nguyệt có thể bình luận. Cái này cô gái chết rồi không có vấn đề, có thể vạn nhất liên lụy đến Thánh Huyền Đạo Cung đâu. Hắn hiện tại, cũng hận không được trực tiếp cầm Đàm Nguyệt Nguyệt băm thành thịt bầm. Đàm Thiên cũng là sắc mặt tái nhợt nói, tháng tháng, chớ nói, cho Diệp công tử nói xin lỗi. Tin đồn bên trong, Diệp Thần cũng không phải là cái gì tốt nóng này, động thì giết người à. Diệp Thần khẽ cau mày, sắc mặt lạnh như băng nói xong. Ngươi không phải không thoải mái sao? Còn không đi. Có thể, Diệp Thần cũng nói đến chỗ này phân thượng, Đàm Nguyệt Nguyệt nhưng vẫn không chịu im miệng, ngược lại liền còn sót lại một chút lý trí đều biến mất. Nàng trong mắt, tràn đầy vẻ oán độc nhìn Dương Tử Hân nói, người tiện nhân này. Lúc đầu, người đã sớm và Diệp công tử biết, ta liền nói, người làm sao sẽ đồng ý và ta đổi vị trí. Liền muốn xem ta bêu xấu có phải hay không. Ha ha, ngày thường, không phải là giả bộ rất rõ thuần. Cái gì cũng không hiểu dáng vẻ sao. Lúc đầu, người mới là nhất có tâm cơ cái đó. Diệp công tử, cái loại này ác độc tiện nhân, không xứng với ngươi. Có thể, Đàm Nguyệt Nguyệt câu này lời còn chưa nói hết, Diệp Thần chính là sắc mặt trầm xuống, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở trước người của nàng, ngay sau đó, bót một tiếng giòn giã, ở thánh cung bên trong vang vọng. Toàn bộ thánh cung ngay tức thì yên tĩnh lại. Diệp Thần lại là trực tiếp một cái tát. Đem Đàm Nguyệt Nguyệt tát bay ra ngoài. Hắn bình thường căn bản không đánh người phụ nữ, nhưng, đó là ở người phụ nữ này không làm dưới tình huống. Đàm Nguyệt Nguyệt ngồi dưới đất, nửa bên mặt gò má, sưng lên thật cao, không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần nói, ngươi, đánh ta. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có ai đánh như vậy qua nàng à. Cái này so với chiến đấu bên trong bị thương, đối với nàng kích thích lớn hơn gấp 10.000 lần. Loại thời điểm này bị đánh, đối với xem nàng như vậy cô gái mà nói, có thể nói, so chết còn khó chịu hơn, sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Diệp Thần cũng mặc kệ những thứ này, lạnh lùng nói, im miệng, ta không muốn giết người phụ nữ, nhưng, lại đối với Tím Hân bất kính, ngươi, sẽ chết. Tháng tháng, ngươi như thế nào?
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đàm Thiên thấy vậy, tim hung hãn run lên. Hắn đối với mình cô em gái này, có thể là vô cùng thương yêu. Lúc này, liền vọt tới Đàm Nguyệt Nguyệt trước người, vừa hướng Diệp Thần nói xin lỗi, thật xin lỗi, Diệp công tử, tháng tháng nàng. Luyện công xảy ra vấn đề, thần chí không rõ, xin ngài tha thứ. Một bên đau lòng đem Đàm Nguyệt Nguyệt đỡ lên. Có thể Đàm Nguyệt Nguyệt nhưng là khóc giống lên nói, Đàm Thiên. Ngươi liền nhìn như vậy hắn đánh ta, ngươi coi như cái gì ca ca, tên này, bất quá là hơn 20 tuổi, càn khôn ba tầng thiên tu vi, nào có truyền thuyết bên trong nghịch thiên như vậy. Hơn nữa, hắn nếu trước nhận biết Dương Tử Hân phụ nữ như vậy, thực lực, vừa có thể cao đi nơi nào. Ta xem, hắn chính là một tên lường gạt. Những cái kia cái gọi là truyền thuyết, bất quá là đồn bậy bạ thôi. Đàm Thiên, ngươi phải trả làm ta là muội muội ngươi, liền thay ta cầm một tát này, đánh trở về. Lý Tổ Thượng mặt, hoàn toàn hắc. Đây cũng không phải là không có đầu óc có thể hình dung. Nếu không phải xem ở Đàm Nguyệt Nguyệt là Đàm Thiên muội muội phân thượng, hắn đều phải trực tiếp cầm Đàm Nguyệt Nguyệt bóp chết. Có thể, làm hắn không có nghĩ tới phải, Đàm Thiên sau một hồi trầm mặc, lại là thật cắn răng một cái, sắc mặt có chút miễn cưỡng địa đối Diệp Thần mở miệng nói, Diệp. Diệp công tử, ta muốn mời ngươi, ở võ đạo chỉ điểm 1-2. Lý Tổ Thượng thật là, đều phải tắt thở à. Thằng nhóc này bị Đàm Nguyệt Nguyệt lây, vậy không đầu óc. Muốn cùng Diệp Thần động thủ. Chỉ điểm, đó là ở lẫn nhau có giao tình dưới tình huống, một người xa lạ đột nhiên kêu người khác chỉ điểm ngươi. Có bệnh. Huống chi, vẫn là dưới tình huống này, rõ ràng, liền là thật muốn cho Đàm Nguyệt Nguyệt trả thù à. Hắn gầm nhẹ nói, Đàm Thiên, ngươi nổi cơn gì, quỳ xuống cho ta, hướng Diệp công tử nhận lỗi. Đàm Nguyệt Nguyệt chính là mặt hiện hưng phấn cùng vẻ oán độc, nàng hy vọng Đàm Thiên hung hãn đánh bại Diệp Thần, vạch trần Diệp Thần giả vờ ngoài mặt, để cho mọi người thấy rõ ràng, cái này cái gọi là yêu nghiệt, chính là một tên phế vật thổi nâng đi ra ngoài đồ. Đối với Đàm Thiên thực lực, Đàm Nguyệt Nguyệt vẫn là có lòng tin. Đàm Thiên, giống vậy không tới 1000 tuổi, tu vi nửa bước còn thật, thiên phú võ đạo nghịch thiên cực kỳ, thực lực chân thật, so cảnh giới mạnh hơn. Mà vốn tới chuẩn bị xoay người không phản ứng Đàm Nguyệt Nguyệt cái này bà điên Diệp Thần, đột nhiên dừng bước. Diệp Thần sắc mặt lãnh đạm nhìn Đàm Thiên, nhàn nhạt nói, ngươi xác định. Đàm Thiên ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cắn răng nói, xác định. Thật ra thì, hắn trong lòng cũng có chút hoài nghi. Diệp Thần sự tích truyền được quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà hôm nay thấy Diệp Thần, căn bản không cách nào làm người ta tin tưởng à. Hơn 20 tuổi. Càn khôn cảnh ba tầng thiên, làm sao có thể ủng sẽ vượt qua còn chân cảnh thực lực. Huống chi, Diệp Thần hơi thở cũng là nội liếm, căn bản không có để cho hắn cảm thấy bất kỳ chỗ đặc biệt. Mà nếu như, hắn có thể đánh bại Diệp Thần mà nói, vậy thì là chân chánh Dương danh lập vạn à. Ngay tức thì, toàn bộ Dương chân vực cũng sẽ biết hắn Đàm Thiên tên chữ. Đây là một cái nổi danh thật tốt cơ hội. Không chỉ là vì Đàm Nguyệt Nguyệt, vì mình. Đàm Thiên vậy muốn thử một chút Diệp Thần. Diệp Thần nhàn nhạt nói, nếu như, ta không đồng ý đâu. Đám người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút, trong mắt không khỏi được nổi lên một vẻ kinh dị, không đồng ý. Lấy Diệp Thần thực lực, trong nháy mắt giết Đàm Thiên, một cái ngón tay cũng không dùng được chứ. Tại sao không đồng ý? Chẳng lẽ, thật bị Đàm Nguyệt Nguyệt nói đúng? Trong chốc lát, Thánh Huyền Đạo Cung các đệ tử, sắc mặt vậy có chút quái dị đứng lên. Đàm Thiên nghe vậy, cả người hơi thở cường thịnh một phần, thần sắc dần dần tự tin đứng lên nói, như vậy, ta sẽ cho rằng Diệp công tử sợ. Diệp Thần cân nhắc nói, sợ, ta chính là sợ, thì như thế nào? Giờ khắc này, liền Lý Tổ Thượng đều là nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần đây là nhận sợ. Sẽ không bọn họ thật bị Diệp Thần lừa chứ? Giờ khắc này, Đàm Thiên hoàn toàn cười, hắn chợt rút ra bên hông một chuôi đỏ thẫm trường kiếm, trong cơ thể linh lực, điên cuồng phun trào, kiếm ý hí, hướng về phía Diệp Thần quát lên, bỏ mặc ngươi sợ, còn chưa sợ, ngày hôm nay, ta thì phải ngươi chỉ điểm. Xích lôi kiếm phách thiên. Tiếng nói vừa dứt, hắn cả người bắp thịt, giống như cự long vậy ngọa nguậy, một cổ lực lớn dâng trào ra, đồng thời, trường kiếm trong tay toát ra màu máu đỏ kiếm quang, một đạo cực kỳ cương mãnh, nhanh chóng. Giống như màu đỏ như tia chớp kiếm mang, hướng Diệp Thần, nhanh chém đi.
Diệp Thần ánh mắt chớp động một tí, Thánh Huyền Đạo Cung quả nhiên có ít thứ, cái này Đàm Thiên thể thuật không tệ, thân thể rèn luyện vượt xa cùng cấp, cả người cự lực, cũng là áp đảo giống vậy thể tu bên trên, mấu chốt nhất là, hắn còn có thể đem lực lượng, gần như hoàn mỹ dung nhập vào chém ra một kiếm này bên trong. Xem ra, cái này Thánh Huyền Đạo Cung một nhóm sẽ không để cho mình thất vọng. Vậy một đám Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử đều là vô cùng là chuyên chú nhìn Diệp Thần, truyền thuyết, rốt cuộc là thật là giả, lập tức phải thấy rõ. Có thể, để cho bọn họ bất ngờ phải, Diệp Thần đối mặt một kiếm này lại là một hơi một tí. Mắt thấy, kiếm quang kia thì phải đánh trúng Diệp Thần liền à, có thể, hắn nhưng vẫn một chút phản ứng cũng không có. Đàm Thiên cùng Đàm Nguyệt Nguyệt thấy vậy, thần sắc đại hỉ. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần chính là một hàng lậu, căn bản không phản ứng kịp à. Có thể, đây là, một tên tấn cung nữ đệ tử nói, ta biết, Diệp công tử muốn thi triển hồn kỹ, ta nghe nói, Diệp công tử ở hồn đạo bên trên, cũng là vô cùng là mạnh mẽ. Đám người nghe vậy, mặt hiện vẻ bừng tỉnh. Đàm Thiên cũng là hơi biến sắc mặt, nơi mi tâm, hiện lên một đạo phù văn, làm xong thần hồn phòng ngự. Có thể, đây là, một tên Thánh Huyền Đạo Cung trưởng lão, nhưng là mở miệng nói, không, không phải hồn kỹ, Diệp công tử thần hồn là yên lặng. Tên này trưởng lão, là một vị hồn tu, hơn nữa, tu luyện đến còn chân cảnh tầng thứ, ở hồn tu bên trong cũng coi như là vô cùng là xuất chúng. Cho nên, hắn đối với thần hồn chập chờn cực kỳ nhạy cảm. Hồn kỹ, mặc dù cơ hồ là nháy mắt phát, nhưng, muốn thi triển hồn kỹ, cũng không phải nói gì chuẩn bị cũng không cần, đầu tiên, phải để cho thần hồn của ngươi, tiến vào sống động trạng thái. Cái gì là sống động trạng thái? Chính là tùy thời có thể đem hồn lực hoàn toàn bộc phát ra trạng thái. Có thể Diệp Thần thần hồn, là yên lặng. Căn bản không có làm xong phát lực chuẩn bị à. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều là trợn to hai mắt, nếu là như vậy mà nói, Diệp Thần rất có thể thật sự là một tên lường gạt à. Liền liền Dương Tử Hân, trong mắt cũng nổi lên vẻ lo âu. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần khóe miệng nhưng là hiện lên lau một cái nụ cười thản nhiên, ngay tại đạo kiếm quang kia, sắp chém trúng ngực hắn lúc đó, Diệp Thần đột nhiên hít sâu một hơi, rồi sau đó, thở ra. Hô hô hô! Trong thoáng chốc, Thánh Cung bên trong, nổi lên một hồi gió bão. Khó mà hình dung trung cực gió bão. Nếu không phải Thánh Cung, chính là Thánh Huyền Đạo Cung cao cấp kiến trúc, sợ rằng đều phải bị nhổ tận gốc. Những cái kia Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử, sắc mặt cuồng biến, liều mạng vận chuyển linh lực, nhưng vẫn, bị thổi được ngã trái ngã phải. Mà Đàm Thiên đánh ra đạo kiếm quang kia, ở cách Diệp Thần, còn có không tới một tấc khoảng cách lúc đó, ầm ầm bể tan tành. Bị Diệp Thần thở ra khẩu khí kia, trực tiếp đánh bể à. Nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Diệp Thần vậy đạo hô hấp, gần như biến thành thực chất vậy, hướng Đàm Thiên, cuồng dũng tới. Giờ khắc này, Đàm Thiên mặt mũi đều vặn vẹo, đây là hô hấp. Thật là không khí đại pháo à. Hắn trong mắt dâng lên vẻ hoảng sợ, cái này đại pháo bên trong, hàm chứa làm hắn thần kinh gãy lìa lực lượng kinh khủng. Đàm Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, cả người kiếm quang lượn lờ, tựa hồ muốn chống đỡ. Một khắc sau, cái này hô hấp đánh vào kiếm quang kia bên trên, vô số ác liệt vạn phần kiếm mang lại là giống như một loại trò đùa, khoảnh khắc vỡ vụn. Đàm Thiên phòng ngự, liền một tia một hào hiệu quả cũng không có, thân thể càng bị cái này hô hấp đánh được đổ bay ra, hung hãn té ra Thánh Cung, đem bên ngoài cung một mặt vách tường đụng được nghiền. Đàm Thiên rên rỉ thống khổ liền một tiếng, cả người xương, cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, máu tươi giàn giụa, nhìn như vô cùng là thê thảm. Chỉ chốc lát sau, gió bão này mới rốt cục dừng lại. Mà tất cả người, thật là giống như là ăn 3 tấn cục băng như nhau, máu đều phải bị đông cứng à. Bọn họ từng cái nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt đều run rẩy, thật là, giống như là đối mặt với một tôn ma thần, da đầu phiền toái đến muốn nứt ra. Diệp Thần nếu như bình thường đánh bại Đàm Thiên, cho dù là trực tiếp cầm Đàm Thiên mất đi, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Có thể Diệp Thần dùng là cái gì? Một đạo đặc thù hô hấp. Cho tới bây giờ không có ai, có thể tưởng tượng, một cái hô hấp là có thể nháy mắt bại một tên nửa bước còn thật tồn tại. Cái này, không phải quỷ thần khả năng, cái gì là? Một màn này, để cho đám người đối với Diệp Thần kính sợ không cực hạn tăng lên, hiện tại, Diệp Thần coi như kêu bọn họ đi chết,
bọn họ cũng không dám có chút nào cậu oán hận à. Diệp Thần nhàn nhạt liếc mắt một cái Đàm Thiên, mở miệng nói, người phải có tự mình hiểu lấy, chỉ điểm. Ta quả thật sợ, ta sợ cầm ngươi chỉ điểm chết, làm thế nào? Muốn ta chỉ điểm, ngươi, không xứng. Bảo vệ muội muội, Diệp Thần không phản đối, nhưng, không phân chia thị phi bảo vệ. Vậy thì cần muốn giáo huấn. Tiếng nói vừa dứt, Lý Tổ Thượng mới tính phục hồi tinh thần lại, vội vàng cười lớn một tiếng nói, Diệp công tử, thật là làm ta Thánh Huyền Đạo Cung đám người, mở rộng tầm mắt à. Thần tích, đây mới thật là thần tích, Diệp công tử võ đạo, làm người ta ngửa mặt trông lên. Mà Đàm Nguyệt Nguyệt chính là hoàn toàn ngu, cũng sợ, không dám nói thêm câu nào, cúi đầu chạy ra bên ngoài cung, đi chợ giúp Đàm Thiên chữa thương. Diệp Thần nhàn nhạt nói, quá khen, Lý đạo chủ, tại hạ lần này tới, trên thực tế, là có là một muốn nhờ. Lý Tổ Thượng nghe vậy, vội vàng cười nói, Diệp công tử mời nói, ta Thánh Huyền Đạo Cung nhất định toàn lực phối hợp. Diệp Thần nói, nghe nói, Thánh Huyền Đạo Cung bên trong có một đạo khai tông tổ sư lưu lại truyền thừa. Tại hạ, muốn hiểu một phen. Lý Tổ Thượng nghe vậy, nụ cười ngay tức thì đông lại một cái nói, cái này. Diệp công tử, cái này, có thể có chút khó khăn lão phu, Thánh Huyền Đạo Cung giới luật bên trong, trong đó một cái, chính là chỉ có đạo cung đạo chủ mới có cơ hội hiểu, nghe nói, nếu như trái với giới luật, sẽ đưa tới trách phạt. Bất quá, nếu như Diệp công tử, nguyện ý trở thành đạo chủ mà nói, lão phu hiện tại lập tức liền rời chức. Diệp Thần đây là vừa lên tới liền đòi hỏi quá đáng à. Diệp Thần khẽ cau mày nói, có thể hay không châm trước một tí. Cái này truyền thừa nơi được, ta sẽ không truyền ra ngoài. Hơn nữa, ta sẽ cho dư đạo cung, một ít bồi thường, người xem những thứ này như thế nào. Vừa nói, hắn đem một cái túi đựng đồ ném cho Lý Tổ Thượng. Nói thật, hắn cưỡng ép hiểu, Thánh Huyền Đạo Cung cũng không có ai ngăn trở được hắn, chỉ là... Diệp Thần tính cách không có như vậy cậy mạnh thôi. Còn như trở thành đạo chủ, càng không được, hắn không thích dính dấp đến những thế lực này bên trong. Lý Tổ Thượng mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng, vẫn là không nhịn được nhận lấy túi đựng đồ, thần niệm đảo qua, ngay tức thì liền thử ra. Diệp Thần đoạn thời gian này, đánh bại còn chân cảnh cường giả có thể không phải số ít, trong tay truyền thuyết cấp bậc linh vật đều đã có mấy món, kinh khủng tu võ tài nguyên, ví dụ như vật liệu, công pháp vân. Vân, lại là không đếm xuể, hơn nữa, còn có rất nhiều là vực ngoại vô cùng làm khó tìm vật. Bất quá, những thứ này chân chính đối với Diệp Thần hữu dụng rất ít, cho nên, Diệp Thần lấy ra một phần chia cùng Lý Tổ Thượng tiến hành trao đổi. Lý Tổ Thượng trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ mừng như điên vẻ. Trên thực tế, Thánh Huyền Đạo Cung vốn là vô cùng là cường đại thế lực, ở thời đại Thái Cổ thì đã tồn tại, thậm chí đã từng chúa tể cái thời đại kia Dương Chân Vực. Mà đây cũng là vì sao được gọi là đạo cung nguyên nhân. Lúc ấy, chỉ có bốn đại giới vực nắm giữ thực lực, có thể quan lấy đạo cung tên. Khi đó, mỗi cái giới vực chênh lệch không có rõ ràng như vậy, Dương Chân Vực nắm giữ thế lực, cùng Thiên Nhân Vực nắm giữ thế lực, chênh lệch cũng không lớn. Mà tại sao sau đó sa sút? Nguyên nhân rất nhiều, trong đó có một cái, chính là nhân tộc muốn luyện thể quá ăn tài nguyên. Mà theo thời đại biến hóa, vực ngoại linh khí dần dần suy yếu, không bằng thời đại Thái Cổ, tất cả loại thiên tài địa bảo, vậy càng ngày càng thiếu, mà Thánh Huyền Đạo Cung lại bị cuốn vào mấy lần kiếp nạn, vì vậy dần dần thế nhỏ. Có thể hiện tại, Diệp Thần cho hắn túi đựng đồ bên trong, lại có nhiều loại vật liệu, là trong cung nào đó cửa vô cùng là cao đẳng công pháp luyện thể nhất định vật liệu à. Nếu như lấy được những thứ này tu võ tài nguyên, toàn bộ Thánh Huyền Đạo Cung, nói không chừng cũng sẽ nghênh đón quật khởi cơ hội. Mà hắn tự mình lại là có thể có cơ hội, mượn đột phá này. Mặc dù, giới luật không thể trái, nhưng, cám dỗ này, thực sự quá lớn. Lý Tổ Thượng luôn mãi do dự qua sau đó, rốt cuộc, vẫn là trùng trùng gật đầu một cái nói, được. Nếu Diệp công tử lên tiếng, ta liền ngoại lệ một lần. Diệp công tử, theo ta tới. Vừa nói, liền dẫn Diệp Thần, hướng Thánh Huyền Đạo Cung phía sau đi tới. Mà một đám trưởng lão, đạo cung đệ tử vân vậy đi theo đi trước. Rất nhanh, đám người liền đi tới một nơi nhìn như trống rỗng bí mật xó xỉnh, Lý Tổ Thượng lấy ra một quả lệnh bài, hướng về phía vậy xó xỉnh vung lên, đột nhiên, xó xỉnh bên trong ánh sáng chớp mắt, trên mặt đất xuất hiện một đạo cửa, cửa mở ra, sau cửa là một cái đi thông lòng đất mật đạo.
Đám người bước vào mật đạo bên trong, hướng lòng đất đi ra, đất này để lại là giống vậy xây dựng được vô cùng là tinh mỹ, tựa như cung điện vậy. Không lâu lắm, đám người liền đi tới một nơi trước đại điện. Diệp Thần hướng trong đại điện tìm nhìn, chỉ gặp, nơi đó là một nơi tế đàn, trên tế đàn thờ phụng một quả đầu người lớn nhỏ hòn đá. Đá này khối vô cùng tròn trịa, nhìn như, giống như là hoàn mỹ hình cầu. Lý Tổ Thượng chỉ một cái hòn đá kia nói, Diệp Công Tử, đó chính là Lão Tổ lưu lại truyền thừa. Diệp Thần có chút nghi ngờ nói, chính là cái này. Hắn vốn là lấy là Thánh Huyền Đạo Cung truyền thừa sẽ là ngọc giản, tấm đá các loại đồ, coi như một khối đá. Hơn nữa, phía trên tảng đá không có gì cả ghi chép à. Lý Tổ Thượng gật gật đầu nói, Diệp Công Tử, có thể từng nghe nói qua đánh nham. Đánh nham, Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái vẻ không hiểu. Đây là, Sóc Lão mở miệng nói, đánh nham là thời đại kia thể tu một loại phương pháp tu hành, thời đại kia, tồn tại một loại đặc thù đá, chỉ có thể vận dụng thuần túy thân xác lực lượng, nếu không, tuyệt khó phá hoại. Các thể tu vì đem cái loại này đá, dùng thân xác phá hoại tới trình độ nhất định, thì nhất định phải điên cuồng tăng lên mình thân xác cường độ. Diệp Thần nghe vậy, nghĩ tới Sóc Lão phải cùng vị kia cùng chỗ một cái thời đại, hơn nữa Sóc Lão gần đây đã từ trong ngủ mê tỉnh lại, liền trong mắt tinh quang chớp mắt nói, Sóc Lão, đánh nham sử dụng cái loại này hòn đá, bao lớn. Sóc Lão sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, như vậy hòn đá, lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng, nhỏ nhất, đường kính đều có 100.000 trượng chừng. Hơn nữa, càng nồng cốt bộ phận, càng cứng rắn. Vị này thân xác thành thánh cường giả, quả nhiên vô cùng kinh khủng, lại là có thể đem cái này nham thạch, đánh cho thành đầu người lớn nhỏ. Mấu chốt nhất là, còn có thể đem đánh được như vậy tròn trịa, cái này, có thể không chỉ là có lực lượng, là đủ rồi. Hắn đối với lực lượng, hoặc là nói, thân thể khống chế, thật là tinh vi đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kích động. Khối nham thạch này, chính là Thánh Huyền Đạo Cung khai tông tổ sư, một quyền một cước, thuần túy bằng thân xác lực lượng, đánh ra à. Trong đó, tất nhiên hàm chứa hắn đánh nham thạch lúc đó, mang theo hơi thở, ý vận chờ một chút. Trình độ cao nhất cường giả, coi như chẳng muốn, làm nghiêm túc ra tay lúc đó, cũng sẽ ở thế gian lưu lại dấu vết, liền quy luật lực đều không cách nào xóa nhòa dấu vết. Giống như, năm đó Đạt Ma Tổ sư ở hang núi đối diện tường, để lại bóng dáng vậy. Có thể nói, khối nham thạch này cơ hồ bao hàm Thánh Huyền Tổ sư, ở luyện thể một trên đường hết thảy lĩnh ngộ, kinh nghiệm, tu hành chờ một chút. Hắn giá trị, không thể lường được. Diệp Thần có chút hưng phấn nói, khối nham thạch này chính là Tổ sư đánh nham lưu lại. Lý Tổ Thượng gật đầu nói, không sai, Diệp Công Tử, mời vào đi. Dứt lời, hắn vung tay lên, đánh ra một đạo quang hoa, vậy đi thông nham thạch tế đàn trên mặt đất, mấy đạo phù văn chớp mắt, tựa hồ, mở ra loại nào đó cấm chế. Diệp Thần mặt lộ nụ cười, thân hình động một cái, liền hướng tế đàn kia đi tới. Có thể, ngay tại Diệp Thần một cái chân, mới vừa chạm được mặt đất lúc đó, nhưng là dị biến phát sinh. Một đạo tà dị, yếu ớt thanh âm, bỗng nhiên ở nơi này lòng đất cung điện bên trong, vang lên nói, thằng nhóc này, không phải Thánh Huyền Đạo Cung người chứ. Đám người nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Liền liền Lý Tổ Thượng cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Liền hắn cũng không biết, thanh âm này đến từ phương nào à. Diệp Thần con người co giúp một cái, chỉ gặp, một đạo màu máu bóng người, từ trên mặt đất, chậm rãi hiện lên, ở trước mắt hiện lên. Thân ảnh này, nhìn qua lại là một tên quanh thân huyết quang lượn lờ, vô cùng gầy nhom, đầu đầy tóc đỏ người tuổi trẻ. Mà ở hắn vậy ra bọc xương giống vậy trên người, còn quấn vòng quanh mấy đạo xiềng xích. Ngay tại lúc này, vậy xiềng xích lại là chậm rãi vết nứt. Lý Tổ Thượng nhìn tên thanh niên kia, bóng người có chút run rẩy hỏi, các hạ. Là người phương nào, vì sao xuất hiện ở ta đạo cung cấm địa bên trong? Thanh niên này mặc dù bị xiềng xích khống chế, hơn nữa, tựa hồ vô cùng yếu ớt, nhưng, trên người như cũ tản ra một cổ để cho Lý Tổ Thượng tâm đảm đều là hàn hơi thở. Vậy huyết phát thanh niên nghe vậy, khẽ mỉm cười nói ta. Ta tên là Xích Cuồng, là đã từng Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử, bởi vì phạm sai lầm, bị lúc đó đạo chủ giam cầm ở nơi đây, hắn đối với ta trừng phạt, chính là nếu như tương lai có một ngày, Thánh Huyền Đạo Cung tổ sư truyền thừa, muốn rơi vào tay người khác,
liền thả ta tự do, mà ta phải làm, chính là đem toàn bộ Thánh Huyền Đạo Cung tiêu diệt. Đám người nghe vậy, đều là sắc mặt cuồng biến, trong mắt lóe lên sợ hãi vẻ. Liền liền Diệp Thần đều là thần sắc đông lại một cái. Hắn biết tên kia đạo chủ là phòng ngừa Thánh Huyền Đạo Cung bị cái khác thế lực tóm thâu, truyền thừa rơi vào tay người khác. Như vậy thứ nhất, còn không bằng đem cái này truyền thừa vĩnh viễn mai táng. Rất nhiều thế lực cũng từng lưu lại như vậy hậu thủ. Nhưng, trực tiếp đem đạo cung tiêu diệt nhưng là có chút cực đoan. Ngay tại lúc này, vậy xích cuồng trên mình xiềng xích hoàn toàn vỡ vụn. Xích cuồng trong mắt hiện lên đại hỉ vẻ, nhiều năm qua như vậy, hắn rốt cuộc phải tự do à? Trong cơ thể còn sót lại linh lực, hơi vận chuyển, ầm một tiếng, một đạo vô cùng cường đại linh áp thả ra. Chỉ là cái này linh áp liền để cho trừ Diệp Thần ngoài ra tất cả mọi người đều là rên lên một tiếng, hướng phía sau điên cuồng thối lui. Tất cả người, trong mắt đều là hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cái này xích cuồng quá khủng bố. Cho dù, bị cầm giữ nhiều năm như vậy, trạng thái yếu ớt vô cùng, lại vẫn có như thực lực này. Lý Tổ Thượng cả người run rẩy nói, vị này, xích tiền bối, mời ngài dừng tay, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Ta Thánh Huyền Đạo Cung cũng không có bị gồm thâu, là ta tự chủ trương, để cho Diệp công tử hiểu truyền thừa. Cho nên, ngài cũng không cần diệt Thánh Huyền Đạo Cung. Xích cuồng nghe vậy, nhưng là vô cùng là mỉa mai cười một tiếng nói, phải không? Ngươi có thể biết, ta năm đó phạm sai lầm là cái gì? Lý Tổ Thượng nghe vậy sửng sốt một chút, lắc đầu một cái. Xích cuồng ánh mắt run lên, mặt đầy tại ý nói, rất đơn giản, giết người. Thật ra thì, hôm nay phong ấn tháo ra, ta bỏ mặc năm đó và đạo chủ quyết định ước định có hay không bất kỳ vấn đề, có thể, nếu có người để cho ta giết, ta tại sao không giết đâu. Đám người nghe vậy, linh hồn đều phải bị hù được rời thân thể ra à. Tên này hoàn toàn chính là một cái giết người người điên à. Mà giờ khắc này, xích cuồng tản ra hơi thở là bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm qua sợ hãi. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mặt thanh niên, thần sắc cũng là ngưng trọng. Cái này xích cuồng, mặc dù so với thời kỳ toàn thịnh cần phải yếu ớt rất nhiều, nhưng, thực lực cũng là vô cùng là sợ hãi. Hôm nay, xích cuồng cho Diệp Thần cảm giác, chút nào không có ở đây còn chân cảnh trung kỳ cường giả dưới. Hơn nữa, còn có một chút, hắn đến hiện tại mới phát hiện cái này Thánh Huyền Đạo Cung lòng đất cung điện, lại là có huyền cơ khác. Nơi này, thà nói là lòng đất, càng giống như là bị chia ra một khối thế giới nhỏ. Ở chỗ này chiến đấu, sẽ không phải chịu Dương Chân Vực quy luật trói buộc. Nói cách khác, xích cuồng có thể hoàn mỹ bộc phát ra mình thực lực. Diệp Thần hít sâu một hơi, cổ tay lộn, nắm sát kiếm, hắn trầm giọng nói, tất cả người, toàn bộ lui về phía sau. Đám người nghe vậy, rối rít lui về phía sau, thậm chí không ít người, đã trực tiếp hướng lối ra chạy đi. Có thể, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, không ra được. Cửa, đã đóng cửa. Cho dù Lý Tổ Thượng vận dụng lệnh bài cũng là không có hiệu quả. Trong chốc lát, tất cả mọi người sắc mặt bộc phát trắng bệch. Trừ cái này, hai người. Đàm Thiên cùng Đàm Nguyệt Nguyệt. Mới vừa, Đàm Thiên mặc dù bị thương, nhưng, ăn vào đan dược sau đó, vậy miễn cưỡng có thể đi lại, dẫu sao, Diệp Thần không hạ tử thủ, mà thể thu thân thể tố chất, vậy vô cùng là mạnh mẽ, liền đi theo đội ngũ, tiến vào cái này cấm địa bên trong. Giờ phút này, hai người mặc dù cũng là vô cùng làm hại sợ, sợ hãi, nhưng đồng thời, trong mắt vậy hiện lên lau một cái sảng khoái vẻ. Bọn họ biết, Diệp Thần phải thảm, chết thảm thảm. Cái này xích cuồng trên mình tản ra hơi thở bên trong, rõ ràng mang theo một loại hoang cổ mùi vị. Cái này thuyết minh, cho dù xích cuồng cũng là vô cùng là cổ xưa tồn tại. Diệp Thần ở thời đại này có lẽ có thể coi như là yêu nghiệt, nhưng mà, so với cái loại này thượng cổ cường giả. Ha ha, hắn Diệp Thần coi như lại nghịch thiên, cũng chỉ có thể bị nghiền ép à. Thượng cổ cùng hiện tại, vực ngoại võ đạo chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Hôm nay yêu nghiệt đi đến thời đại kia, có thể liền người bình thường cũng không bằng. Cái này mang cho bọn họ vô tận khuất nhục tiểu tử, thì phải gặp phải báo ứng. Giờ phút này, xích cuồng vậy nhìn về phía Diệp Thần, khóe miệng hiện lên lau một cái là nụ cười máu nói, liền từ ngươi, bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, xích cuồng bước chân động một cái, thân hình ngay tức thì từ tại chỗ biến mất. Một khắc sau, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt,
một đạo màu máu bóng người, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người, nhìn như tùy ý khoát tay, hướng Diệp Thần, đánh ra một quyền. Một quyền này, nhẹ bóng, đúng cánh tay lại là gầy đét vô cùng, nhìn như, thật là không có chút nào lực lượng. Có thể, quỷ dị chính là, cái này bình thường không có gì lạ một quyền đánh ra sau đó, tất cả mọi người hô hấp nhưng là ngay tức thì ngưng. Chẳng biết tại sao, toàn bộ cung điện dưới đất tựa hồ cũng ở một quyền này lực lượng hạ, bắt đầu vặn vẹo, lại vặn vẹo. Diệp Thần con người có giúp một cái, chỉ gặp, vậy trong quả đấm, mơ hồ tự hồ vòng quanh cái gì. Hắn trong mắt, lóe lên liền một hồi hồng mang, luân hồi huyền bi, sáu đạo nguyên phù cùng với thông thiên minh bia lực ở trong óc phun trào, nguyên bản quyền kia đầu cau mày, mơ hồ ánh sáng, dần dần rõ ràng. Khi thấy rõ liền xích cuồng quyền thượng lượn quanh là cái gì lúc đó, liền liền Diệp Thần đều là không khỏi tâm thần chấn động một cái. Xuất hiện trước mắt hắn, là năm cái phủ văn. Mỗi một cái, đều tựa như hàm chứa một loại làm linh hồn run rẩy vô cùng lực lượng. Đó là đạo ấn, lực chi đạo đạo ấn. Xích cuồng lại là một tên đạo ấn ngũ trọng thiên tồn tại. Đến nay mới ngưng, xích cuồng đạo ấn, là Diệp Thần gặp qua cường đại nhất. Ngay tại lúc này, quyền đã đến Diệp Thần trước mặt. Thời gian phảng phất có chốc lát ngừng, đám người thậm chí cũng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền nghe được, trong tai bộc phát một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ địa cung, đều điên cuồng chấn động lên, gió lớn ở trong địa cung tàn phá, tất cả mọi người đều là ở đó gió lớn bên trong, không cách nào khống chế cách mặt đất lên, bị phong áp bức bách đổ bay ra. Bất quá, cái này còn không là kinh khủng nhất. Bọn họ hướng Diệp Thần chỗ chỗ nhìn. Chỉ gặp, nơi đó ngay tức thì trở thành một cái gió bão khu tập trung. Màu đỏ thấm gió lớn, đang điên cuồng phun trào, toàn bộ không gian đều cơ hồ phải bị đao gió cắt kim loại trở thành vỡ vụn à. Còn như, tại sao là màu đỏ thấm? Vậy, là bởi vì là, trong gió chính là máu. Cuồn cuộn máu tươi. Không có người có thể nghĩ đến, xích cuồng tiện tay một quyền, lại khủng bố đến loại tầng thứ này. Cho dù là còn chân cảnh tồn tại cũng chỉ có thể làm trong nháy mắt giết đi. Một quyền kia bên trong lực lượng, mơ hồ đã áp đảo quy luật bên trên liền à. Mọi người ánh mắt, ngay tức thì phai nhạt xuống, trên mặt màu máu đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ biết, Diệp Thần nghịch thiên cực kỳ, cho dù so với thiên nhân vực một ít ngày mới, chỉ sợ cũng không kém nhiều ít. Có thể, đối mặt xích cuồng như vậy thượng cổ cường giả, sợ rằng, cũng không có một chút xíu phần thắng chứ. Đàm Nguyệt Nguyệt cùng Đàm Thiên cười, hưng phấn cười. Máu tươi kia, không nghi ngờ chút nào là Diệp Thần. Chảy nhiều máu như vậy, cho dù hắn xem trong tin đồn như vậy, sinh mệnh lực nghịch thiên, vậy tất nhiên bị thương không nhẹ chứ. Đột nhiên, bọn họ vừa quay đầu, nhìn có chút hả hê hướng Dương Tử Hân nhìn. Giờ phút này, Dương Tử Hân mắt đẹp một phiến đỏ bừng, đang chặt chẽ cắn răng, muốn hướng vậy gió bão phóng tới, nhưng là bị Lý Tinh Kỳ kéo lại. Lý Tinh Kỳ sắc mặt cũng là một phiến âm trầm, nạt nhỏ Tím Hân, bình tĩnh. Tin tưởng Diệp công tử. Dương Tử Hân nghe vậy, mắt đẹp run rẩy một tí, dần dần bình tĩnh lại. Đàm Nguyệt Nguyệt nhưng là vô cùng là khinh miệt hừ lạnh một tiếng nói tin tưởng. Ha ha, không muốn mình lừa gạt mình, xích cuồng một quyền kia mạnh bao nhiêu, cho dù chưa bước vào còn chân cảnh chúng ta, đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Cái này một quyền xuống. Sợ rằng phần lớn còn chân cảnh cường giả, cũng chỉ có thể chết, huống chi Diệp Thần. Đáng tiếc à, Tím Hân sư muội mới vừa lấy vì mình bay lên đầu nhánh biến thành Phượng Hoàng, đảo mắt liền ném xuống đất. Xem ra, liền ông trời cũng không chịu để cho ngươi loại đàn bà này có trở mình cơ hội đâu. Lý Tinh Kỳ sắc mặt run lên nói, Đàm Nguyệt Nguyệt, im miệng. Đàm Nguyệt Nguyệt cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói hết, hiện tại Đàm Thiên bị thương. Nàng không phải Lý Tinh Kỳ đối thủ. Rất nhanh, vậy gió bão, dần dần bắt đầu ngưng. Phần lớn Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử đều là cúi đầu, bọn họ không muốn đi xem, Diệp Thần ngã xuống một màn kia. Có thể, ngay tại lúc này, đám người bên trong nhưng là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đám người nghe vậy, không khỏi hướng kêu lên truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp Đàm Nguyệt Nguyệt giờ phút này nhưng là mặt đầy vẻ khó tin. Theo nàng ánh mắt nhìn, tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng choang. Một khắc sau, sơn hô hải khiếu vậy hoan hô, ở cái này trong địa cung bùng nổ. Chỉ gặp, một tên vô số sát ý dũng động thanh niên, đang cầm kiếm đứng, trên thân kiếm, có máu,
nhỏ xuống. Vậy gió bão bên trong máu, lại, là xích cuồng à. Diệp Thần lại lần đầu tiên giao thủ bên trong, chiếm thượng phong. Thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng, sự thật liền phát xảy ra ở trước mắt à. Xích cuồng giờ phút này đã bước lui ra mười mấy mét xa, hắn có chút không tưởng tượng nổi nhìn một cái mình ngực, tìm vị trí, lại là bị đánh ra một cái to lớn lỗ máu. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, một kích này kết quả, trên thực tế, hắn cũng không hài lòng. Mới vừa một kiếm kia, Diệp Thần trừ huyền linh lực, trên căn bản vận dụng hết thảy lá bài tẩy. Nhưng là, nhưng chỉ đổi lấy loại trình độ này thương thế. Hắn ánh mắt, bộc phát băng hàn, cả người ác liệt, lần nữa cuồng trào, một sáng chói ánh sao ngay tức thì ở kiếm phong bên trên kích động ra. Diệp Thần, sẽ không cho xích cuồng bất kỳ thở dốc cơ hội. Mà mới vừa, còn một bộ tùy ý vẻ xích cuồng, đối mặt Diệp Thần, khóe miệng nhưng là dương lên một nụ cười, cặp mắt bên trong, trừ là máu, đồng thời thiêu đốt lên liền hừng hực chiến ý. Hắn cuồng thả cười một tiếng nói, ha ha ha, thằng nhóc, ngươi ra ta dự liệu, mới vừa, thấy phía sau ngươi những phế vật kia, ta lấy là, võ đạo đã xuống dốc, không nghĩ tới, thế gian vẫn còn có ngươi cái này cùng yêu nghiệt. Càn khôn cảnh ba tầng thiên, có thể so với còn thật ba tầng thiên, thậm chí còn bốn tầng thiên tồn tại thực lực, loại tư chất này, cho dù ở ta thời đại kia, ta cũng không có gặp qua à. Hắn ngừng nói, bỗng nhiên gào thét nói, xem ngươi cái loại này con mồi, mới có săn giết giá trị. Hắn trên thân hình, ngay tức thì thiêu đốt lên liền một đạo huyết diễm bên trong, nơi ngực lỗ máu lại là thật nhanh khép lại, đồng thời, hơi thở mơ hồ còn có leo lên khuynh hướng. Một đạo màu máu gấu to hư ảnh, ở xích cuồng sau lưng hiện lên, phát ra một tiếng gầm thét, gấu hống bên trong, xích phong lần nữa hướng Diệp Thần phóng tới, quyền đả quyền ý tràn ngập, thoáng qua tới giữa, lại là một quyền đánh ra, gấu to kèm theo. Một quyền này lực lượng, lại là lần nữa bạo tăng. Hồng mông đại tinh không, mở, nắm giữ kiếm pháp, nháy mắt tức thì, Diệp Thần kiếm, cùng xích cuồng quyền va chạm lần nữa. Một đạo chói mắt cực kỳ ánh sáng rực rỡ, ngay tức thì ở trong địa cung bùng nổ. Đồng thời, còn có một đạo mất đi hơi thở, tản mát ra. Chỗ này địa cung, so với Dương Chân Vực không gian còn muốn vững chắc mấy chục lần, nếu không, Dương Chân Vực quy luật, cũng sẽ không áp chế võ giả thực lực. Có thể, giờ phút này, liền liền địa cung này không gian, đều là ở hai người giao thủ bên trong bị mất đi liền à. Một đạo hắc động tựa như hạ xuống ở trước mắt mọi người. Diệp Thần cùng xích cuồng giao thủ dư âm, đem quanh người vạn vật, hoàn toàn bể tan tành, hình thành mất đi không gian. Diệp Thần trong mắt thần quang cuồng tránh, quanh thân hủy diệt đạo vận phun trào, núp ở mất đi không gian bên trong. Cái này mất đi không gian, chính là hắn thích chiến trường, Diệp Thần đi qua diệt thể đan ngâm thân thể sau đó, cùng hủy diệt lực vô cùng thân thiện, có thể gần như hoàn mỹ che giấu ở mất đi không gian bên trong. Hắn trong mắt ý định giết người dần dần đậm đà. Thậm chí, liền trong cơ thể một chút huyền linh lực cũng chuẩn bị bơm vào đến trường kiếm bên trong. Nhưng vào lúc này, Sóc lão nhưng là nạt nhỏ, thằng nhóc, chú ý. Nguyên bản, đứng ở hắc ám bên trong, không nhúc nhích xích cuồng, chợt vừa quay người, hướng Diệp Thần một quyền đánh tới. Diệp Thần thần sắc biến đổi, trường kiếm trong tay múa, nhận một quyền này, nhưng, thân thể cũng bị oanh được đổ bay ra, trùng trùng đập vào trên mặt đất. Thấy bị đánh ra mất đi không gian Diệp Thần, đám người trong lòng không nhịn được lại là trầm xuống. Xích cuồng chậm rãi đi ra mất đi không gian, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi lấy là trốn vào mất đi không gian, là có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở. Làm ngươi thân thể mạnh mẽ tới trình độ nhất định, có lúc, trực giác liền đủ để phá giải hết thảy. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên, hắn hôm nay đã có thể khẳng định, xích cuồng cũng là một tên thân xác bước vào thành thánh ngưỡng cửa tồn tại. Chỉ có thân xác bước qua thành thánh ngưỡng cửa, mới có thể có cái loại này không thể tưởng tượng nổi trực giác. Diệp Thần chậm rãi đứng lên thân tới, mới vừa xích cuồng một quyền kia, đánh vào hắn đầu vai, mặc dù hắn võ đạo triệt tiêu phần lớn lực lượng, nhưng, Diệp Thần đầu vai, như cũng bị một quyền này nổ. Có thể, ngay tại hắn đứng lên ngay tức thì, đầu vai vết thương lại là đã hoàn toàn khép lại. Thấy một màn này, xích cuồng rốt cuộc hơi đổi sắc mặt nói, thật là mạnh sinh mệnh lực. Tiểu tử ngươi thân xác có thể bước qua thành thánh ngưỡng cửa. Cho dù ở thời đại kia, có thể bước qua thân xác thành thánh ngưỡng cửa võ giả, vậy đủ để gọi là vạn cổ yêu nghiệt.
Năm đó đạo chủ không có giết Xích Cuồng, một mặt cũng là bởi vì là Xích Cuồng thiên phú quá mạnh mẽ, nổi lên yêu tài chi tâm, hy vọng Xích Cuồng có thể sớm ngày hối cải. Đáng tiếc, cho đến tên kia đạo chủ chết, Xích Cuồng vẫn là một cái hung tàn cực kỳ ma đầu điên cuồng giết người. Cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, hai người liền giao thủ lần nữa, kiếm quang chớp động, quyền uy cuồn cuộn, vô cùng cuồng bạo năng lượng, tràn ngập toàn bộ cung điện dưới đất, cho dù mọi người đã tránh được cực xa, vẫn là ở đó dư âm bên trong cả người run rẩy. Thời gian đảo mắt, Diệp Thần cùng Xích Cuồng cũng đã giao thủ không dưới ngàn lần. Hai người đều là thở hổn hển, cả người trên dưới đều là vết máu, cùng với vô cùng dữ tợn vết thương. Xích Cuồng thần sắc dần dần âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Diệp Thần so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Mấu chốt nhất, chính là Diệp Thần sinh mệnh lực. Thằng nhóc này thật là so sinh mệnh lực của mình còn kinh khủng hơn. Phải biết, Xích Cuồng năm đó nhưng mà bị Dương Chân Vực võ giả gọi là không chết thú điên tồn tại à. Mà lại ở sinh mệnh lực trên mơ hồ bị Diệp Thần áp chế. Có thể gặp, Diệp Thần sinh mệnh lực nghịch thiên đến hạng tầng thứ. Mà Diệp Thần mặc dù áp chế Xích Cuồng, có thể, thần sắc cũng là không tốt lắm xem, Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng có thể duy trì không được quá lâu. Tiếp tục như vậy, ở hắn đánh bại Xích Cuồng trước, lực lượng liền sẽ hao hết. Nên làm cái gì? Mặc dù, hắn còn có huyền linh lực, nhưng, Diệp Thần trực giác nói cho hắn, cho dù thi triển huyền linh lực cũng không khả năng đánh chết hôm nay trạng thái Xích Cuồng. Trong chốc lát, Diệp Thần óc điên cuồng vận chuyển. Mà Xích Cuồng, gặp Diệp Thần không có tấn công, cũng là bình tĩnh đứng tại chỗ, hắn cần khôi phục thương thế. Diệp Thần không ra tay, chính là hắn hy vọng thấy tình huống. Diệp Thần thần sắc, bộc phát âm trầm, đối mặt Xích Cuồng, hắn lại là có một loại vô kế khả thi cảm giác. Mà hắn thời gian, đang nhanh chóng trôi qua. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm, bỗng nhiên ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, Diệp Thần, cái này trong địa cung. Có một đạo đại trận, thân là đạo chủ Lý Tổ Thượng cần phải nắm giữ cái này đại trận thao túng phương pháp, nếu như tập hợp Thánh Huyền Đạo Cung trên dưới lực lượng, có lẽ có thể đem Xích Cuồng vây khốn tạm thời. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên, bất quá, rất nhanh chính là cau mày nói, đem Xích Cuồng vây khốn tạm thời. Có thể, chỉ là vây khốn hắn, thì có ích lợi gì? Huyền Hàn Ngọc trầm giọng nói, nguyên bản, ta chẳng muốn sớm như vậy nói cho ngươi, nhưng... Dưới mắt cũng chỉ có cái này phương pháp phá cuộc. Phương pháp phá cuộc. Diệp Thần mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, là cái gì? Chẳng lẽ là Tà Lão? Hắn theo bản năng nghĩ tới luân hồi mộ địa bên trong Tà Lão, Tà Lão tà lực, hắn còn không có chiếm đoạt hầu như không còn, thậm chí, chỉ hấp thu một phần nhỏ, bởi vì, Huyền Hàn Ngọc nói cho hắn, một lần hấp thu quá nhiều tà lực có bị tà khí nhập hồn, tánh tình đại biến, trở thành giết hại ác ma nguy hiểm. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ trần trờ. Đem Tà Lão tà lực chiếm đoạt hầu như không còn, đủ để làm bách tà thể đạt tới viên mãn cảnh giới, có thể, nếu như tà khí nhập hồn, hắn vẫn là chính hắn sao? Đến lúc đó nếu như Thái Thượng Thiên Ma thể ở đan điền tồn tại vậy một đạo ma khí vậy cắn trả nói. Đồng thời bị lạc, Diệp Thần thật sẽ biến thành một cái thập ác không tha ác mộng. Như vậy hắn, cho dù thực lực bạo tăng, cũng bất quá là bị giết muốn nắm trong tay cái xác biết đi thôi. Đây cũng không phải Diệp Thần mong muốn, huống chi, võ đạo tu luyện tới tầng thứ nhất định, tâm cảnh rất trọng yếu, nếu như Diệp Thần bị tà niệm và ma khí khống chế, hiện tại, có lẽ còn sẽ không ảnh hưởng đến hắn thực lực, có thể, tương lai, hắn tuyệt đối không cách nào đi ra một bước cuối cùng, đạt tới võ đạo đỉnh cấp cảnh. Đối với người bình thường mà nói, võ đạo đỉnh cấp là hư không mờ mịt, căn bản không có người muốn bước vào cái cảnh giới kia. Có thể, Diệp Thần mục tiêu chính là võ đạo đỉnh cấp. Hắn làm việc, hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến mức tận cùng. Võ đạo đỉnh cấp, ở người khác xem ra không thiết thực, đối với Diệp Thần mà nói nhưng là cuộc đời này theo đuổi lớn nhất. Hắn tình nguyện giờ phút này chết trận nơi này, cũng không muốn mất đi đặt chân võ đạo đỉnh cấp cơ hội. Nói thật, Diệp Thần, cực đoan. Có thể. Muốn phải hoàn thành trong mắt người khác không thể nào sự nghiệp, yêu cầu, chính là cái loại này cực đoan. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng, cự tuyệt Huyền Hàn Ngọc lúc đó, Huyền Hàn Ngọc, nhưng là nói, không phải. Diệp Thần, người còn nhớ ban đầu, người trước đây thật lâu thi triển diệt tuyệt thần quang sao. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc động một cái,
Diệt Tuyệt Thần Quang là hắn từ Hủy Diệt Chí Tôn truyền thừa bên trong lĩnh ngộ được thần thông, đã từng là đòn sát thủ của hắn một trong. Bất quá, khi tiến vào ám vực cùng Thủy Nguyên Cảnh cường giả đánh một trận sau đó, Diệp Thần liền phát hiện, Diệt Tuyệt Thần Quang rất khó giết chết thi triển tự tại thiên võ giả. Cho nên, dần dần, hắn cũng chưa có lại thi triển môn thần thông này. Hôm nay, Diệp Thần cùng kẻ địch giao thủ lúc đó, hai bên nhìn như không có thi triển tự tại thiên, trên thực tế là đã đem tự tại thiên lực lượng, dung nhập vào quy luật cùng công kích bên trong. Tương tự Diệp Thần ban đầu, đem tự tại thiên ngưng tụ ở sát kiếm bên trên, chỉ là càng cao cấp. Cho nên, cho dù hôm nay thi triển Diệt Tuyệt Thần Quang, như cũ sẽ không có quá hiệu quả tốt. Huyền Hàn Ngọc nói, trên thực tế, người cũng không có chân chính nắm giữ Diệt Tuyệt Thần Quang lực lượng, bởi vì, chỉ có thân thể cùng Hủy Diệt Mộ Đạo hoàn toàn thân thiện sau đó, thi triển Diệt Tuyệt Thần Quang, mới thật sự là Diệt Tuyệt Thần Quang. Diệp Thần trong mắt, hiện lên lau một cái vẻ rung động, hắn bây giờ, không phải là cùng Hủy Diệt Mộ Đạo hoàn toàn thân thiện sao? Nhưng, rất nhanh, Huyền Hàn Ngọc liền lần nữa mở miệng nói, bất quá, muốn phải nắm giữ chân chính Diệt Tuyệt Thần Quang cũng là vô cùng nguy hiểm, lực lượng, vượt xa vốn là Diệt Tuyệt Thần Quang, nhưng, nếu như mất khống chế, đối với người tạo thành cắn trả, giống như vậy. Cho dù, lấy người cường độ thân thể vậy rất khó sống sót, coi như còn sống, vậy sẽ người bị trọng thương, đang đối mặt xích cuồng dưới tình huống, và chết không có khác biệt. Nguyên bản, ta là muốn chờ ngươi Hủy Diệt Đạo Ấn đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh giới, lại nói cho ngươi. Hủy Diệt Đạo Ấn càng mạnh, đối với Hủy Diệt Mộ Đạo nắm trong tay liền càng mạnh, như vậy, mới có thể đem nguy hiểm lớn giảm nhiều thấp. Có thể dưới mắt, Diệp Thần tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ nói, Huyền Tiên Tử, nói cho ta, như thế nào chân chính nắm giữ Diệt Tuyệt Thần Quang. Đồng thời, thân hình hắn động một cái, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Cái này vừa lui, không chỉ là Thánh Huyền Đạo Cung đám người, liền liền xích cuồng đều là hơi sững sờ. Trong mắt bọn họ đồng thời hiện lên vẻ không hiểu. Giờ phút này, Diệp Thần rõ ràng chiếm thượng phong, vì sao lui? Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử lại là ánh mắt đều đỏ, thậm chí cũng không nhịn được muốn hô to. Diệp Thần hiện tại lui, ở phía trước giao thủ bên trong thành lập được ưu thế liền muốn không còn gì vô tổn à. Tất cả mọi người đều không nhìn nổi. Chẳng lẽ, Diệp Thần không có thực lực, không có thiên phú chiến đấu? Xích Cuồng mặc dù vậy rất kỳ quái, nhưng là cười lạnh một tiếng, bỏ mặc Diệp Thần làm gì, hắn cảm giác được mình cũng sẽ không lỗ lã. Diệp Thần cái này vừa lui, trực tiếp liền lui đến Lý Tổ Thượng bên người. Lý Tổ Thượng có chút nóng nảy hỏi, Diệp công tử, thế nào? Vì sao, cấp cho Xích Cuồng cơ hội thở dốc? Diệp Thần không có giải thích, mà là truyền âm nói, cái này trong địa cung, có thể có một đạo trận pháp, có thể vây khốn kẻ địch. Lý Tổ Thượng nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, cao mày nói, có là có, nhưng, trận pháp này lại cũng không có thể đem Xích Cuồng tiêu diệt, hơn nữa, vậy không kiên trì được quá lâu. Hắn sở dĩ ban đầu không có dùng trận pháp này. Là bởi vì là Diệp Thần cùng Xích Cuồng đang chiến đấu, mà đây đạo trận pháp, sẽ đối với trong phạm vi người, không khác biệt công kích, cho nên, liền Diệp Thần cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, như vậy liền quá nguy hiểm. Diệp Thần ánh mắt chớp động nói, nếu như, tập hợp toàn tông lực vận dụng trận pháp, có thể vây khốn Xích Cuồng bao lâu? Lý Tổ Thượng trầm ngâm chốc lát nói, một nén nhang thời gian. Diệp Thần hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh lên chập chờn, một khắc sau. Mặt hiện kiên quyết vẻ nói, Lý Đạo Chủ, mời ngươi cùng Thánh Huyền Đạo Cung trên dưới đệ tử cùng ra tay, đem cái này Xích Cuồng vây khốn chốc lát, không nên hỏi ta tại sao, đây là chúng ta duy nhất có thể sống sót cơ hội. Dứt lời, hắn lại là trực tiếp mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng trên đất, dựa theo Huyền Hàn Ngọc truyền thụ, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể Hủy Diệt Mộ Đạo, hoàn toàn không để ý mọi người chung quanh vậy ánh mắt kinh ngạc. Tất cả người nhìn Diệp Thần cử động, thật là, cũng muốn nổi điên à. Diệp Thần đang làm gì? Lúc này bắt đầu tu luyện. Đánh tới một nửa, tu luyện. Hoàn toàn không đem Xích Cuồng coi ra gì. Cái này, không phải tự tìm cái chết, là cái gì? Liền liền Xích Cuồng đều có chút ngu, bất quá, nhìn Diệp Thần, mắt thần nhưng là dần dần ác liệt. Hắn biết, Diệp Thần không phải người ngu, lúc này tu luyện, tuyệt đối không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Trong cơ thể linh lực một trào. Màu máu gấu to xuất hiện lần nữa ở hắn sau lưng,
nhìn như lại là liền trực tiếp sẽ đối trước tu luyện bên trong Diệp Thần ra tay. Lý Tổ Thượng thấy vậy, óc đều phải nổ à. Hắn không biết Diệp Thần muốn làm gì, có thể, Diệp Thần căn bản không có cho hắn nơi lựa chọn, hiện tại, chưa tin tưởng Diệp Thần, chớ không có cách nào khác à. Một khắc sau, một quả lệnh bài bỗng nhiên bay ra, treo lơ lửng ở Lý Tổ Thượng trước người, tay hắn nặn pháp quyết, sắc mặt khó coi ngưng mắt nhìn Xích Cuồng, hét lớn một tiếng nói, Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, mau đem linh lực rót vào cái này trong lệnh bài, không được do dự. Vậy Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử nghe vậy, cũng là suy nghĩ hỗn loạn, nhưng, vẫn là theo bản năng đem trong cơ thể linh lực hướng lệnh bài kia bơm vào đi. Xích Cuồng thấy vậy con ngươi co rúm một cái, thân hình ngay tức thì, liền từ tại chỗ biến mất, một đám Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử chỉ cảm thấy được tâm đảm đều là nứt ra, một đạo vô cùng nồng đậm sát khí, đập vào mặt. Huyết sắc kia bóng người cơ hồ là trong phút chốc, liền xuất hiện ở Lý Tổ Thượng trước người, Xích Cuồng gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ vung tay lên, thì phải đem Lý Tổ Thượng cùng với cái này một đám Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử, trực tiếp từ thế gian mất đi. Có thể, ngay tại lúc này, thời gian phảng phất có chốc lát ngừng. Một đạo rực rỡ vô cùng kim quang, bỗng nhiên từ trên mặt đất bộc phát ra. Đồng thời, vậy cái lệnh bài bên trên bắn ra một đạo sấm sét màu vàng, lại là đem cái này cực kỳ kinh khủng cường giả đánh được đổ bay ra. Xích Cuồng rơi vào kim quang bên trong, sắc mặt dữ tợn, từng đạo sấm sét từ trên mặt đất bung ra, biến thành sấm sét xiềng xích, lượn lờ ở Xích Cuồng trên thân hình, máu tươi ngay tức thì từ Xích Cuồng bề mặt xông ra, khói xanh lượn lờ, máu thịt xương cốt, ngay tức thì đều bị điện thành liền nám đen vẻ. Đám người thấy vậy, trong mắt đều là không khỏi được hiện lên vẻ vui mừng. Trong chốc lát, Xích Cuồng lại là bị vây ở trong trận. Lý Tổ Thượng đây là, tựa hồ có chút hiểu rõ ra. Hắn hô lớn, ta biết, Diệp công tử là phải lấy trận pháp này, vây khốn Xích Cuồng, sau đó, công kích tầm xa à. Đám người nghe vậy, đều là ánh mắt sáng lên, ở trận pháp ra, công kích tầm xa, mặc dù, công kích lực lượng sẽ bởi vì trận pháp công kích mà bị suy yếu, nhưng, như cũng có thể tiêu hao Xích Cuồng. Trong chốc lát, Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ hiểu lầm Diệp Thần. Tất cả mọi người đều là hướng Diệp Thần nhìn, đang mong đợi Diệp Thần ra tay, hôm nay Xích Cuồng bị vây ở trong trận, chính là suy yếu đối phương lớn thời cơ tốt à. Có thể, một khắc sau, mọi người nụ cười chính là ngay tức thì đọng lại. Diệp Thần đang làm gì? Tại sao còn chưa động thủ? Liền liền Lý Tổ Thượng cũng không nhịn được mở miệng nói, Diệp công tử, có thể ra tay. Nhưng, Diệp Thần nhưng là thờ ơ. Trong chốc lát, mọi người tại đây đều là không nhịn được, mặt hiện vẻ giận dữ. Diệp Thần rốt cuộc đang làm gì à? Giờ phút này, bọn họ linh lực trong cơ thể giống như nước chảy vậy điên cuồng tiêu hao, dẫu sao, đám người cùng Xích Cuồng thực lực sai biệt, chân thực quá lớn, mặc dù có trận pháp tương trợ, tối đa cũng chỉ có thể vây khốn Xích Cuồng trong khoảng khắc. Cái này cơ hội thoáng một cái đã qua, có thể Diệp Thần còn đang tu luyện, còn muốn lãng phí thời gian. Đây là hy vọng bọn họ chết sao? Đàm Thiên sắc mặt dữ tợn nói, các vị, chúng ta vẫn là giữ lại linh lực tự vệ đi. Tín nhiệm thằng nhóc này vô dụng, hắn căn bản là cái phế vật, phỏng đoán, hiện tại cũng chỉ là lợi dụng chúng ta trì hoãn thời gian, mình đang thi triển cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đi. Lời vừa nói ra, mọi người trong mắt đều là hơi dao động, trong chốc lát liền rót vào trong lệnh bài linh lực đều không khỏi được yếu bớt một phần. Vậy Xích Cuồng ánh mắt sáng lên, cả người cự lực cuồng trào, mơ hồ liền muốn tránh thoát vậy đạo đạo kim sắc lôi quang trói buộc. Thậm chí, hắn hướng về phía Thánh Huyền Đạo Cung một đám đệ tử, nhoẻn miệng cười, các vị, trên thực tế, ta nhiệm vụ chỉ là đánh chết xông vào cấm địa người ngoại lai mà thôi, mới vừa, bất quá là và các ngươi mở ra một đùa giỡn, nếu như các ngươi hiện tại thu tay lại, ta bảo đảm thả các ngươi yên ổn rời đi, các ngươi ý như thế nào? Xích Cuồng những lời này, có thể nói là một đá khơi dậy thiên tầng lãng. Đàm Thiên, Đàm Nguyệt Nguyệt, lại là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên không chút do dự thu hồi linh lực của mình. Những đệ tử khác thấy vậy, cũng là điên cuồng dao động trước, mặc dù, Xích Cuồng cam kết không có bất kỳ bảo đảm gì, có thể cũng tốt hơn đi theo Diệp Thần chờ chết chứ. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng, bỗng nhiên vang lên nói, ai dám dừng tay, thuận tiện lấy phản bội tông luận xử. Toàn bộ cho ta toàn lực vận chuyển linh lực, các ngươi quên, cái này Xích Cuồng là vì sao bị nhốt ở chỗ này. Nếu như hắn nói có thể tin, vậy,
hôm nay hắn vậy không sẽ xuất hiện ở nơi này. Tiếng nói vừa dứt, Lý Tổ Thượng cả người hơi thở bộc phát ra, ở hắn uy hiếp xuống, vốn có chút dao động người mới tâm thần rét một cái, lần nữa đem trong cơ thể linh lực toàn bộ bơm vào đến trong lệnh bài. Lý Tổ Thượng mặc dù không muốn nhìn thấy Diệp Thần bỏ qua tiêu hao xích cuồng tốt cơ hội, có thể, hắn rất rõ ràng đám người muốn từ xích cuồng trong tay sống sót, phải trên dưới đủ tim, dưới mắt cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp Thần. Xích cuồng nghe vậy, hung tàn cười một tiếng nói, ha ha, tốt, đối với ta phá trận ra, các ngươi đều phải chết. Mà Đàm Thiên, Đàm Nguyệt Nguyệt cùng với số ít mấy tên Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử, nhưng là nhìn nhau một cái, từ đám người bên trong đi ra, đứng ở xích cuồng một khối. Giờ phút này, Diệp Thần chau mày, nhìn như quanh thân không có chút nào hơi thở tản ra, trên thực tế, thân thể bên trong đã sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Hắn dựa theo Huyền Hàn Ngọc truyền pháp môn, đổi lại hủy diệt mộ đạo, vô cùng hủy diệt mộ đạo ở Diệp Thần kinh mạch bên trong cực nhanh lao nhanh trước, giống như vô số đầu bỏ đi dây cương ngựa hoang, cho dù hắn thân thể cùng hủy diệt mộ đạo gần như hoàn mỹ phù hợp, có thể cũng không cách nào cấm bị ở như vậy cuồng bạo đánh vào hà. Cơ hồ mỗi cái hô hấp tới giữa, đều có vô số nhánh kinh mạch, mạch máu, ở Diệp Thần trong cơ thể nổ tung. Cũng chính là tánh mạng hắn lực nghịch thiên cực kỳ, nếu không, vậy võ giả chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Hôm nay, Diệp Thần đang đem hết toàn lực thuần phục trong cơ thể ngựa hoang. Nếu như thất bại, vậy cuồn cuộn hủy diệt mộ đạo, đem sẽ hoàn toàn nổ tung, cho dù là Diệp Thần vậy sẽ người bị trọng thương. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, mà Diệp Thần mồ hôi trên trán vậy càng ngày càng nhiều. Mọi người thấy Diệp Thần dần dần tái nhợt sắc mặt đều là không nhịn được ánh mắt run run. Giờ phút này, xích cuồng điên cuồng hét lên, cơ hồ thì phải đem vậy đạo đạo lôi quang hoàn toàn mất đi, phá trận ra, có thể Diệp Thần nhìn như, đừng nói là thi triển cái gì thủ đoạn nghịch thiên, ngược lại trạng thái càng ngày càng không tốt à. Chẳng lẽ, bọn họ thật phải chết ở chỗ này? Không ít người đều bắt đầu hối hận phương mới không có gia nhập Đàm Thiên các người. Lý Tổ Thượng giờ phút này đã hai gò má lõm xuống, cả người nhìn như đều có chút khô đét, vì kiên trì được lâu một chút, hắn liền tinh nguyên cũng thiêu đốt. Nhưng, một thân hơi thở đã vô cùng suy yếu, cả người vậy đang điên cuồng run rẩy, linh lực trong cơ thể, cuối cùng vẫn là phải đã tiêu hao hết. Cái khác Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử, cũng là không sai biệt lắm trạng thái. Ngay tại lúc này, Lý Tổ Thượng chợt con ngươi co rúm một cái, phun ra búng máu tươi lớn. Cả người run rẩy kịch liệt, trước người lệnh bài bên trên cũng là xuất hiện một chút vết rách. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy sấm sét màu vàng tạo thành trận pháp ầm ầm nổ tung. Một đạo giống như tới từ địa ngục giống vậy màu máu bóng người, chậm rãi hướng bọn họ ép tới gần trước. Vậy Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử, mỗi một người đều là tê liệt ngã trên đất, linh lực trong cơ thể xu hướng tại khô kiệt, từng cái sắc mặt trắng bệch, hôm nay, chỉ có thể chờ chết. Đàm Thiên các người thấy vậy, chính là mặt hiện vẻ châm chọc. Ha ha, làm người, có đôi khi là phải hiểu được lựa chọn. Xích cuồng hoạt động thân thể một chút, tựa hồ bị màu vàng kia lôi quang, điện được thân thể có chút tê liệt, động tác cứng đờ hướng đám người đi tới. Vậy Thánh Huyền Đạo Cung một đám đệ tử thấy vậy, hô hấp đều phải dừng lại. Mặc dù, xích cuồng đi được khó chịu, nhưng mang cho bọn họ vô cùng to lớn sợ hãi à. Xích cuồng mỗi đi về phía trước một bước, liền phảng phất có một tòa giết hại địa ngục hướng tới mình à. Tất cả mọi người đều là theo bản năng, hướng Diệp Thần nhìn. Có thể, cho tới giờ khắc này, Diệp Thần cặp mắt như cũ đóng chặt trước. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Một bước, hai bước, ba bước. Mắt thấy, xích cuồng liền cơ hồ phải đi đến trước mắt mọi người. Lý Tổ Thượng chặt chẽ cắn răng. Đem hết toàn lực ngưng tụ lại liền trong cơ thể cuối cùng một chút lực lượng, chợt một chút rơi xuống đất lệnh bài, gào thét nói, cho ta trói buộc. Lệnh bài kia bên trên, bộc phát ra một đạo kim quang, hóa là dây thừng ngay tức thì quấn quanh ở xích cuồng trên mình. Xích cuồng thấy vậy, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ âm trầm, hắn hướng về phía Lý Tổ Thượng, giữ tợn cười một tiếng nói, đồ đáng chết, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi lấy là loại vật này thật có thể đem ta trói buộc. Ha ha, rất nhanh, ta liền sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Một khắc sau, trong cơ thể xương cốt, một hồi rắc rắc vang dội, mênh mông lực lượng, ở bắp thịt bên trong gào thét, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay chợt chống một cái, đem màu vàng kia dây thừng, từ
từ bề mặt tạo ra. Rồi sau đó, xích cuồng lại là kiên quyết đương đầu trước vậy trói buộc lực hướng Lý Tổ Thượng đi tới. Lý Tổ Thượng trong mắt run rẩy, cái này trong lệnh bài hàm chứa một đạo qua lại đạo chủ lưu lại lực lượng, nghe nói, lực lượng này từ thượng cổ liền bắt đầu truyền thừa, cho đến hôm nay là Thánh Huyền Đạo Cung trung cực một trong những lá bài tẩy, có thể, ở nơi này xích cuồng trước mặt, lại là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là, để cho hắn tốc độ chạy chậm một phần. Rất nhanh, xích cuồng liền đi tới Lý Tổ Thượng trước mặt, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ tàn nhẫn, chậm rãi hướng Lý Tổ Thượng, ra tay. Mà Lý Tổ Thượng, chỉ có thể phát như điên vậy điều khiển trong lệnh bài lực lượng, hắn đang khống chế lực lượng này lúc đó, căn bản không cách nào di động. Còn như buông tha trói buộc xích cuồng, lựa chọn chạy trốn. Vậy, chỉ sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Nhìn trước mắt, sắp chạm được mình vậy chỉ gầy đét, tái nhợt bàn tay lúc đó, Lý Tổ Thượng đã đánh hơi được hơi thở tử vong, cả người máu muốn té lưu, tim cũng phải ngừng đập à. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần cái tay này nhẹ nhàng chạm được hắn một tí, liền đủ để cho hắn thân thể nổ thành mảnh vỡ. Mà giờ khắc này, xích cuồng ngón tay cách hắn ánh mắt không tới một tấc à. Rất nhiều Thánh Huyền Đạo Cung đệ tử, đều là cúi đầu, cắn răng, không đành lòng đi xem một màn này. Bọn họ biết, Thánh Huyền Đạo Cung đạo chủ thì phải ở chỗ này bỏ mình. Liền liền Lý Tổ Thượng đều là mặt hiện vẻ tuyệt vọng, vậy trói buộc xích cuồng lực lượng vậy dần dần bắt đầu biến mất. Xích cuồng trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm, chỉ cần cái này trói buộc lực vừa biến mất, hắn dùng một ngón tay đều có thể tùy tiện giết trong nháy mắt đám phế vật này. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng, kết cục đã định trước, ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, một luồng ánh sáng đen bỗng nhiên ở cái này trong địa cung hiện lên. Hắc quang này hiện lên ngay tức thì, toàn bộ địa cung tựa như làm đông. Một cổ quá gần mất đi ý vận, cơ hồ phải đem mọi người thần hồn rối rít hòa tan. Liền liền vốn chuẩn bị đối với Lý Tổ Thượng xuất thủ xích cuồng đều là con người điên cuồng co rúc lại, trên mặt, rốt cuộc hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ. Làm thể tu đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, võ giả trực giác liền sẽ không so mạnh mẽ. Mà đây bôi đen quang, để cho xích cuồng cảm nhận được liền hơi thở tử vong. Một khắc sau, tất cả mọi người đều không tự chủ được hướng hắc quang sáng lên phương hướng nhìn. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần đã mở hai mắt ra, vô tận hủy diệt lực ở hắn đầu ngón tay lượn lờ, tựa như nơi đó, mở một cái có thể chiếm đoạt hết thảy hắc động. Hắn thành công. Hôm nay, Diệp Thần đã đem trong cơ thể vậy cuồng bạo hủy diệt mộ đạo hoàn toàn thuần phục, cũng đem ngưng tụ ở đầu ngón tay chỗ. Xích cuồng sắc mặt vô cùng khó khăn xem, theo bản năng thì phải lui về phía sau, đạo hắc quang kia cho hắn áp lực chân thực quá lớn, cho dù hắn đối với sinh mệnh lực của mình vô cùng là tự tin, nhưng cũng không nhận là có thể chống cự hắc quang này nhất kích. Nhưng vào lúc này, đứng ở xích cuồng sau lưng Đàm Thiên nhưng là đột nhiên mở miệng nói, xích tiền bối. Tiểu tử này trạng thái thật giống như không đúng lắm, tựa hồ không cách nào hoàn toàn nắm trong tay môn thần thông này. Ừ, xích cuồng nghe vậy, ánh mắt đông lại một cái, chỉ gặp, Diệp Thần giờ phút này ngón tay khẽ run, trên mặt cũng là lộ ra vô cùng là miễn cưỡng thần sắc, liền liền hơi thở đều là chợt mạnh chợt yếu. Loại trạng thái này, thật là cùng luyện công lúc đó, tẩu hỏa nhập ma vô cùng làm tướng tựa như à. Trong nháy mắt xích cuồng mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Hắn không để ý nữa cái gì Lý Tổ Thượng, thân hình động một cái, liền hướng Diệp Thần bay xông lên đi. Nguyên bản hắn lấy là, cái này trong địa cung tất cả mọi người chỉ là để cho hắn hoạt động một chút gân cốt con mồi thôi, có thể hiện tại, Diệp Thần đã có chân chính uy hiếp được tánh mạng hắn thực lực. Việc cần kíp, là đem Diệp Thần giải quyết. Hôm nay, Diệp Thần không cách nào khống chế vậy thần thông lực lượng, chính là nhất thời cơ tốt à. Diệp Thần thấy vậy, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Cái này diệt tuyệt thần quang quá mạnh mẽ, đem ngưng tụ ở một chút sau đó, cho dù là Diệp Thần cũng không cách nào ngay tức thì làm hắn ổn định lại. Nếu như vào lúc này, gặp phải xích cuồng công kích, cái này diệt tuyệt thần quang liền sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, đối hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Mà giờ khắc này, Diệp Thần trừ điên cuồng khống chế diệt tuyệt thần quang, cây bản không có bất kỳ biện pháp nào à. Trong tay hắc quang, bộc phát thâm trầm, xu hướng tại ổn định, mắt thấy. Thì phải hoàn toàn ngưng tụ thành hình, có thể. Ngay tại lúc này, một đạo màu máu bóng người đã xuất hiện ở trước người của hắn. Chính là xích cuồng. Xích cuồng trong mắt, hiện lên vẻ mừng như điên ý.
đuổi kịp. Ở Diệp Thần ngưng tụ ra cái này thần thông trước, đuổi kịp. Chỉ có cận chiến, mới có thể 100% bùng nổ thể tu lực lượng. Cho nên, hắn đi tới Diệp Thần trước mặt chính là vì dành cho Diệp Thần đả kích chí mạng. Hắn hướng về phía Diệp Thần lộ ra vẻ hung tàn nụ cười nói, thằng nhóc, ngươi quả thật ngoài ta dự liệu, đáng tiếc, vận khí tựa hồ đứng ở ta bên này. Tiếng nói vừa dứt, một đạo màu máu gấu to hư ảnh, lần nữa hiện lên, một cánh tay ngay tức thì bành trướng lên, trên cánh tay bắp thịt, giống như sắt thép đúc ra vậy, tràn đầy nổ tính lực lượng. Xích Cuồng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nghiêm túc quát một tiếng nói, thiên hùng băng quyền. Nháy mắt tức thì, Xích Cuồng cả thân lực lượng, tựa như cũng hội tụ đến trong quả đấm, đúng cánh tay giống như viên đạn vậy bắn ra ra, nhắm chính xác là Diệp Thần đan điền. Hắn muốn một quyền đem Diệp Thần đan điền nổ, hơn nữa vậy hủy diệt mộ đạo cắn trả, cho dù tiểu tử này sinh mệnh lực vô cùng khủng bố, cũng không cách nào đứng lên lại liền chứ. Nghĩ tới đây, Xích Cuồng ánh mắt khỏi bệnh phát sáng lên. Cuối cùng thắng vẫn là hắn Xích Cuồng à. Diệp Thần chính là mặt trầm như nước, giờ phút này, hắn rất rõ ràng, mình còn kém một cái chớp mắt thời gian, là có thể làm cái này diệt tuyệt thần quang, hoàn toàn ổn định à. Có thể. Xích Cuồng quyền, nói trước một cái chớp mắt, đánh ra. Nếu là bị một quyền này đánh trúng, hắn, thất bại không thể nghi ngờ. Hôm nay hắn có thể nghĩ tới, chính là trước khi chết tự bạo, sau đó, thông qua nửa bộ phận máu thịt, thử nghiệm nặng sinh mà thôi. Nhưng, làm như vậy, nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Liền ở tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần phải thua, bọn họ vậy phải chết thời điểm, dị biến phát sinh. Chỉ gặp Xích Cuồng quả đấm bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung, không cách nào tiến về trước. Đây là vì cái gì? Liền liền Xích Cuồng mình, đều là thử ra. Mà hắn trên cánh tay, đang siêu vòng quanh một đạo kim sắc xiềng xích. Nguyên bản, biến thất trói buộc xuất hiện lần nữa. Hắn cặp mắt bên trong, hiện lên căm giận ngút trời, chợt quay đầu, nhìn phía sau, vậy thô trọng thở dốc, hợp lại hết tất cả vận chuyển lệnh bài tên kia trung niên. Điên cuồng hét lên một tiếng nói, ngươi dám. Lý Tổ Thượng lần nữa thúc giục trong lệnh bài lực lượng à. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thanh âm vang lên nói, hắn dĩ nhiên dám, bởi vì, ngươi đã phải chết. Xích Cuồng chợt quay đầu lại, chỉ gặp, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên, đang mặt mỉm cười nhìn hắn nói, xem ra, vận khí, cũng không có đứng ở ngươi bên kia. Cái này sát na trói buộc, cho Diệp Thần cần nhất thời gian à. Cái này 0,1% giây cũng chưa tới thời gian, nhưng có không cách nào lường được giá trị. Bởi vì, vào giờ khắc này, Diệp Thần diệt tuyệt thần quang, rốt cuộc hoàn toàn rơi vào hắn nắm giữ bên trong. Xích Cuồng thần sắc biến, hắn há miệng một cái, tựa hồ muốn nói gì, cũng không đợi hắn nói ra miệng, một luồng ánh sáng đen nhưng là bỗng nhiên từ Diệp Thần đầu ngón tay bắn ra, xuyên thủng hắn ấn đường. Toàn bộ cung điện dưới đất, tựa như định cách. Tất cả mọi người đều là khó có thể tin nhìn một màn này. Lần này, sinh mệnh lực cực kỳ kinh khủng, thân xác vượt qua thành thánh ngưỡng cửa thượng cổ cường giả, không có lần nữa khôi phục. Ánh mắt hắn, nhanh chóng phai nhạt xuống. Chết! Cái này Xích Cuồng lại chết như vậy à? Bị Diệp Thần nhất kích giết trong nháy mắt. Không ít người, trong mắt đều là hiện lên xấu hổ vẻ. Mới vừa, bọn họ còn cho rằng Diệp Thần không có thiên phú chiến đấu. Diệp Thần lãng phí một cách vô ích tiêu hao Xích Cuồng thời cơ tốt. Hôm nay, Diệp Thần đã chứng minh, sai không phải hắn, mà là bọn họ những thứ này ếch ngồi đáy giếng à. Một khắc sau, trong địa cung liền vang lên sơn hô hải khiếu vậy hoan hô. Tất cả mọi người đều là vô cùng hưng phấn hô to Diệp Thần tên chữ. Trừ cái này, mấy người ra. Đàm Thiên huynh muội các người, đã hoàn toàn, thử ra. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Liền Xích Cuồng như vậy thượng cổ cường giả, lại cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần kết quả là muốn nghịch thiên đến tầng thứ gì à? Bất quá, cái này đã và bọn họ không có quan hệ. Bởi vì, Lý Tổ Thượng đã nói qua, nếu không phải cùng Diệp Thần đối kháng Xích Cuồng, liền muốn lấy phản bội tông xử lý à? Trong chốc lát, bọn họ thân thể cũng run rẩy, phản bội tông người bị vô cùng là kinh khủng hành hạ. Diệp Thần đi tới Lý Tổ Thượng bên người. Không khỏi được khẽ cau mày. Lý Tổ Thượng giờ phút này thật là giống như thây khô vậy, già vô số lần à. Hắn đột nhiên lấy ra một quả màu máu đỏ đan dược, đem dược lực hóa nhập trong cơ thể, đan dược này chính là chữa thương đan dược, nhưng,
dính liền Diệp Thần máu tươi, đối với Lý Tổ Thượng mà nói có nhiều chỗ tốt. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, đây là Lý Tổ Thượng nên được, nếu không phải hắn một khắc cuối cùng kiên trì, Diệp Thần có thể đã chết. Ăn vào đan dược sau đó, Lý Tổ Thượng sắc mặt hòa hoãn một phần, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Đàm Thiên các người nói, đem những thứ này phản đồ, bắt lại. Trong chốc lát, Đàm Thiên các người liền bị đám người cầm giữ tu vi, đối mặt Diệp Thần, bọn họ tự nhiên không dám chút nào phản kháng, xích cuồng sau khi chết, cửa kia cũng sẽ không khép kín, từ từ mở ra, Lý Tổ Thượng dẫn đám người đem Đàm Thiên các người đặt ra địa cung ra. Hắn hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, Diệp công tử, tại hạ, liền không quấy rầy ngươi hiểu lão tổ truyền thừa. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn một cái như cũng có chút lo âu Dương Tử Hân, mỉm cười nói, yên tâm, ta rất mau ra đây. Dương Tử Hân vỉnh quyết miệng, mới vừa nàng cơ hồ muốn lo lắng gần chết. Bất quá, vẫn gật đầu một cái, liền đi theo đám người, rời đi địa cung, chẳng muốn ảnh hưởng Diệp Thần hiểu. Thời gian đảo mắt, trong địa cung chỉ còn sót Diệp Thần một người. Âm một tiếng, vậy cánh cửa lần nữa đóng cửa, mà ở cửa lớn đóng ngay tức thì, Diệp Thần thân hình mềm nhũn liền ngã trên đất. Hắn trên mặt hiện lên vẻ cười khổ vẻ. Mặc dù, cuối cùng đối với xích cuồng đánh ra diệt tuyệt thần quang, trực tiếp giết trong nháy mắt xích cuồng, nhưng, trận chiến này tuyệt đối không thoải mái à. Cơ hồ đã tiêu hao hết Diệp Thần trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Diệp Thần nhìn xích cuồng thi thể một mắt, ánh mắt nhỏ tránh, không hổ là thân xác bước vào thành thánh ngưỡng cửa cường giả, cho dù chết ở hắn đạo này diệt tuyệt thần quang dưới, nhưng, thân thể lại không có mất đi. Hắn vung tay lên xích cuồng thân thể liền bỗng nhiên bắt đầu co rúc lại, thời gian đảo mắt liền biến thành một đoàn máu tươi. Vậy, là một thân máu thịt tinh hoa. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, đem thu vào một cái bình ngọc bên trong. Có thể đem thân xác, tu luyện tới tầng thứ này tồn tại, mỗi một giọt máu đều là bảo bối. Huống chi, hắn rất rõ ràng, xích cuồng thực lực chân thật xa xa không chỉ như vậy. Hắn rất có thể là một tên còn chân cảnh đỉnh cấp, thậm chí còn vượt qua còn thật tồn tại, chỉ là, bị nhốt quá lâu, thực lực hạ xuống thôi. Máu này thì tinh hoa, đối với Diệp Thần mà nói, có thể không dùng được, hôm nay muốn tăng lên hắn thân xác, thật khó. Bất quá, như cũ có thể đem danh xưng là chí bảo, có lẽ tương lai sẽ hữu dụng. Đây là, Huyền Hàn Ngọc Thanh âm ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, Diệp Thần, trận chiến này quá mạo hiểm. Vậy diệt tuyệt thần quang tuy mạnh, nhưng, hôm nay ngươi còn không cách nào hoàn toàn điều khiển. Sau này tận lực không muốn dùng nữa, nếu không ngươi có thể không có lần này số phân tốt như vậy. Diệp Thần thần sắc đông lại một cái, gật đầu một cái. Diệt tuyệt thần quang mặc dù mạnh, cũng không phải là nơi nào đều có người có thể giúp hắn đem kẻ địch trói buộc ở chốc lát. Còn nếu là Diệp Thần đang ngưng tụ diệt tuyệt thần quang trong quá trình gặp phải công kích, vậy liền sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Muốn phải giải quyết cái vấn đề này, cũng chỉ có tăng lên hủy diệt đạo ấn. Nếu như hủy diệt đạo ấn đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh giới, có lẽ, hắn là có thể hoàn toàn nắm trong tay môn thần thông này. Một ngày sau, Diệp Thần trạng thái rốt cuộc khôi phục lại, hắn trong mắt thần mang một thịnh, liền hướng trước mặt tế đàn đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền bước lên tòa kia tế đàn, ngưng mắt nhìn trước mặt hình tròn thạch cầu. Thạch cầu bên trên ngưng tụ ý vận, để cho Diệp Thần tim đập rộn lên, thật sâu làm hấp dẫn, không nhịn được đưa tay chạm đến vậy cái thạch cầu. Có thể, ngay tại Diệp Thần chạm được vậy thạch cầu ngay tức thì, cảnh sắc trước mắt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Ở hắn trước mắt, xuất hiện một khối thông thiên đá lớn, cái này đá lớn cao tủng, một mắt cũng nhìn không tới cuối, dùng núi đá tới hình dạng, càng thích hợp. Đồng thời, một đạo chàng trai hình bóng chiếu vào liền Diệp Thần trong mắt. Một tên mặc áo bào đen, bả vai khá là rộng rãi, thân hình cao lớn thanh niên, đang ngạo đứng ở đó núi đá trước. Người này hơi thở vô cùng dâng trào, cho dù là hôm nay Diệp Thần, chỉ là nhìn nam tử này hình bóng một mắt, liền có một loại ở ngửa mặt trông lên giống như ngôi sao cảm giác. Hắn không thể nghi ngờ chính là vậy Thánh Huyền Đạo Cung tổ sư. Ngay tại lúc này, tên kia nam tử động. Vô cùng là rung động lực lượng từ trong cơ thể xông ra. Hắn hướng về phía trước mặt núi đá oanh đánh một quyền. Ầm một tiếng vang thật lớn, trời đất phảng phất đều rung động đáng, mà núi đá bề ngoài bên trên, nhưng chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu quyền. Diệp Thần trong mắt, hiện lên vẻ khó tin. Hắn có thể cảm nhận được,
một quyền kia lực lượng có bao nhiêu dâng trào, có thể, dù vậy, nhưng cũng chỉ là để lại một cái dấu quyền. Núi đá này đối với thân xác lực sức đề kháng thật đáng sợ. Tên nam cao lớn kia tử, tựa hồ cũng không ngoài suy đoán, thậm chí, không có bất kỳ tâm trạng chập chờn, mà là, một quyền, lại một quyền, không ngừng đánh trước tòa kia núi đá. Diệp Thần nhìn thanh niên kia động tác, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Cái này Thánh Huyền Đạo Cung tổ sư nhất cử nhất động, đang đối với lực lượng khống chế thân thể, như thế nào để cho quy luật cùng thân thể tương hợp phương diện, cũng làm được tinh tế à? Chỉ là nhìn như vậy, Diệp Thần đối với thể tu một đạo hiểu liền điên cuồng tăng lên. Không biết qua bao lâu, vậy nguyên bản xem không thấy đỉnh núi đá, cũng là càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc, ở Thánh Huyền tổ sư không ngừng đánh xuống, vậy thông thiên thạch núi, biến thành đầu người lớn nhỏ hòn đá. Nhưng, đá này khối nhưng là lồi lõm. Lần này, Thánh Huyền tổ sư không nhúc nhích, hắn đứng bất động ở hòn đá kia trước mặt sau hồi lâu, mới xuất thủ lần nữa. Giờ phút này, hắn ra tay lúc đó, đã không có như vậy lực lượng kinh thiên động địa, nhưng, Diệp Thần ánh mắt, nhưng khỏi bệnh phát sáng lên, thật là giống như thấy được chí bảo như nhau. Tại sao? Bởi vì, Thánh Huyền tổ sư đối với lực lượng khống chế hoàn toàn đạt tới một cái hắn chưa từng tưởng tượng qua cao độ à. Thật là, thật giống như thân thể của hắn mỗi một tế bào, đều bị liền hắn ý chí chi phối, có thể hoàn mỹ phát lực vậy. Diệp Thần óc bên trong, tựa như xuất hiện một đạo ánh sáng, chiếu sáng một cái không biết lãnh vực. Hắn hưng phấn. Lần này hiểu, thu hoạch chân thực quá lớn quá lớn. Một quyền, lại một quyền, rốt cuộc, hòn đá. Là được thạch cầu. Cũng chính là ở nơi này thạch cầu hình thành ngay tức thì, Thánh Huyền tổ sư cả người tựa như trải qua chui luyện vậy, tản mát ra vô cùng khí tức thần thánh. Diệp Thần trong mắt run lên, thần hồn đều phải sôi trào. Thánh Huyền tổ sư, chính là vào giờ khắc này, tới thân xác thành thánh cảnh giới. Giữa lúc hắn chuẩn bị cẩn thận cảm ngộ một phen lúc đó, cảnh tượng trước mắt nhưng là đột nhiên tiêu tán. Diệp Thần đứng bất động ở vậy trên tế đàn. Trong mắt hiện lên vẻ sùng kính, hắn lành lặn mắt thấy Thánh Huyền tổ sư đánh nham quá trình, loại nào đó ý nghĩa trên, Diệp Thần có thể nói là thu được Thánh Huyền tổ sư ở luyện thể một trên đường nguyên vẹn truyền thừa. Cần hắn tiêu hóa, hiểu đồ, quá nhiều. Diệp Thần có thể khẳng định, nếu như mình có thể đem hoàn toàn hiểu, Thái Thượng Thiên Ma thể tuyệt đối có thể viên mãn, thậm chí, thực lực thậm chí có thể áp đảo còn chân cảnh bên trên. Không chỉ có như vậy. Phần này truyền thừa vậy chỉ ra đi thông thân xác thành thánh con đường. Diệp Thần thư giãn gân cốt một chút, đối với Sóc Lão hỏi, Sóc Lão, từ ta hiểu bắt đầu, đã qua bao lâu? Sóc Lão nói, thằng nhóc, người cái này một hiểu, đã ước chừng qua một tháng. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc, thời gian so hắn tưởng tượng bên trong muốn lâu không thiếu. Bất quá, cái này một tháng, Diệp Thần cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn luyện thể, lực lượng, khống chế thân thể các phương diện trên đều có chất tăng lên. Một khắc sau, thân hình hắn động một cái, liền đi tới cửa địa cung chỗ, đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, hắn liền thấy một tên người trung niên cùng một tên cô gái xinh đẹp đang đứng ở ngoài cửa. Cái này hai người, chính là Lý Tổ Thượng cùng Dương Tử Hân. Diệp Thần hơi sững sờ nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tử Hân nghe vậy. Có chút tức giận nói, ai kêu ngươi hiểu liền tìm hiểu lâu như vậy. Hiểu trong quá trình, địa cung là phong bế, đạo chủ cũng không cách nào tiến vào trong đó, cho nên, chúng ta không biết trạng huống của ngươi, mới một mực cùng ở chỗ này. Diệp Thần có chút bất ngờ nói, lâu. Lý Tổ Thượng cười khổ nói, Diệp công tử, chúng ta Thánh Huyền Đạo Cung ghi lại, hiểu tổ sư truyền thừa, nhất dài ghi chép, là 17 giờ, liền một ngày cũng chưa tới. Mà ngươi... Nhưng trực tiếp tìm hiểu một tháng, thật là làm người ta không dám tin tưởng, vì vậy, Tím Hân lo lắng ngươi, vậy là bình thường. Hắn ngừng nói, có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp công tử, dám hỏi, ngươi ở truyền thừa bên trong thấy được nhiều ít quyền. Hiểu tổ sư truyền thừa, trên thực tế chính là hội Thánh Huyền tổ sư đánh nham quá trình, nhưng, phần lớn đạo chủ chỉ có thể nhìn được le que đếm quyền, liền không cách nào tiếp tục hiểu đi xuống. Bất quá! Cái này cũng đủ để cho những thứ này đạo chủ cả đời hưởng thụ. Có thể, Diệp Thần ở trong địa cung, ở một tháng, kết quả là cái gì làm trễ nãi hắn lâu như vậy? Diệp Thần sau một hồi trầm ngâm,
mở miệng nói, 1.5962.7.030 quyền. Đây chính là Thánh Huyền Tổ Sư, tổng cộng đánh ra quyền đếm. Lời vừa nói ra, cả thế giới tựa hồ đều yên lặng. Lý Tổ Thượng cả người, giống như tượng đá vậy, không nhúc nhích nhìn Diệp Thần, linh hồn đều phải xuất khiếu. Diệp Thần nói gì? 1 tỷ. Thánh Huyền Đạo Cung trên lịch sử, tối đa vậy chỉ có thấy được thứ 110 quyền à. Mà đã như thế, tên kia đạo chủ vậy sáng lập một cái thuộc về Thánh Huyền Đạo Cung cường thịnh thời đại. Lúc ấy, nguyên bản sa sút Thánh Huyền Đạo Cung, lần nữa nghịch tập trở thành Dương Chân Vực đệ nhất thế lực. Có thể Diệp Thần, trực tiếp 1 tỷ. Sợ rằng, năm đó tên kia đạo chủ biết đều phải bị tức hộc máu liền chứ. Chênh lệch này cũng quá lớn liền à. Hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như không phải là xuất từ Diệp Thần miệng, đánh chết Lý Tổ Thượng, hắn vậy sẽ không tin tưởng à. Phải biết, có thể thấy nhiều ít quyền là do luyện thể thiên phú quyết định. Thiên phú càng cao, thấy quyền đếm, càng nhiều. Dẫu sao, nếu như thiên phú chưa đủ, thấy được quá nhiều quyền đếm, không chỉ có không dùng, ngược lại có hại. Ngược lại không như, hiểu rõ trước mặt mấy quyền. Có thể Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, bách tà thể, còn có thái thượng thiên ma thể, luyện thể tư cách, đủ để dòm ngó ngôi báu vực ngoại. Lý Tổ Thượng nuốt nước miếng một cái, run rẩy hỏi, Diệp công tử. Ngươi nhưng mà, xem xong tổ sư đánh nham toàn bộ quá trình. Diệp Thần gật gật đầu nói, không sai. Cái này một tí, Lý Tổ Thượng hoàn toàn si ngốc. Tại sao? Bởi vì, căn cứ Thánh Huyền Đạo Cung ghi lại, có thể thấy hoàn toàn đánh nham quá trình người, hắn luyện thể thiên phú càng vào năm đó Thánh Huyền Tổ Sư bên trên à. Nguyên bản, tất cả mọi người đều cho rằng, loại người này không thể nào xuất hiện. Có thể hiện tại, hắn biết, mình sai rồi. Cùng Diệp Thần đối với so, hắn cái này đạo cung đạo chủ, thật là đều phải không đất dung thân à. Sợ rằng, triều đại Thánh Huyền Đạo Cung thiên tài chung vào một chỗ, cho Diệp Thần sách giày cũng không xứng đi. Trừ yêu nghiệt hai chữ, hắn không biết còn có thể làm sao hình dạng. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên thần sắc động một cái, lấy ra một quả đưa tin ngọc phù. Hắn đem thần niệm chìm vào ngọc phù bên trong, trong đầu vang lên một đạo khá là cám dỗ thanh âm cô gái. Chủ nhân của thanh âm này, chính là vậy huyền yêu tộc cô gái, Huyền Huyết Tâm. Huyền Huyết Tâm thanh âm, nghe vô cùng là tức giận nói, Diệp Thần. Ngươi là không phải cố ý để bẫy ta. Diệp Thần nghe vậy, có chút kỳ quái nói, máu tim tiểu thư, ngươi đang nói gì? Hắn không nhớ có cái gì thật xin lỗi Huyền Huyết Tâm địa phương à. Huyền Huyết Tâm cắn răng nghiến lợi nói, thằng nhóc ngươi, cầm tới cho ta vậy cái chứng thú rốt cuộc là lai lịch gì? Ngươi có biết vậy cái chứng thú đem ta toàn bộ yêu ao cũng hút khô à? Hơn nữa, dù vậy, vẫn không có chút nào ấp trứng dấu hiệu. Diệp Thần hơi sững sờ, mặt hiện bất ngờ vẻ, hắn vậy không nghĩ tới cái kết quả này. Bất quá, thật giống như cái này cũng ở trong ý liệu. Một viên dính liền hỗn độn khí hơi thở chứng thú há lại là tốt như vậy ấp trứng. Huyền Huyết Tâm khẽ kêu nói, hiện tại, lập tức tới Thánh Thiên Thành một chuyến. Dứt lời, liền trực tiếp cắt đứt thông tin. Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, xem ra lại phải đi một chuyến. Dương Tử Hân nhìn Diệp Thần thần sắc, có chút ủy khuất nói, ngươi sẽ không nhanh như vậy lại phải rời đi chứ. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc cũng có chút lúng túng, vốn là hắn là muốn ở đạo cung bên trong bầu bạn Dương Tử Hân một đoạn thời gian, có thể tới một cái, hiểu hao phí quá lâu thời gian, thứ hai, hỗn độn chứng thú xảy ra vấn đề, hắn phải đi giải quyết. Hắn có loại cảm giác, cái này chứng thú đối với sự giúp đỡ của hắn cực lớn. Diệp Thần nhìn Dương Tử Hân hình dáng, trong lòng cũng là có chút không đành lòng, bỗng nhiên, Dương Tử Hân thân thể mềm mại động một cái, lại là trực tiếp nhào vào Diệp Thần trong ngực, ôm thật chặt lấy Diệp Thần. Lý Tổ Thượng thấy một màn này, cười một tiếng, tự giác rời đi. Diệp Thần khẽ thở dài một tiếng, đang muốn nói gì thời điểm, Dương Tử Hân nhưng là buông tay ra. Nàng ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta biết, ta hiện tại vẫn không thể đi theo bên người ngươi. Lấy nàng thực lực, chỉ có thể trở thành Diệp Thần con ghẻ thôi. Nhưng, đột nhiên, Dương Tử Hân mắt đẹp bên trong hiện lên lau một cái sáng chói thần quang nói, bất quá, ta sẽ thật cố gắng lên lực, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành là có thể đứng ở bên cạnh ngươi người, chí ít, có thể mình bảo vệ mình. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tí.
khóe miệng dương lên một chút nhu hòa nụ cười. Hắn đưa tay ra, xoa xoa Dương Tử Hân đầu nhỏ nói, được, ta sẽ chờ ngươi. Dương Tử Hân có chút không thôi nhìn Diệp Thần một mắt, liền xoay người nói, vậy, ta hồi đi tu luyện, ở bên ngoài, chú ý an toàn. Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, phi thân lên, hướng phương xa đi, nhưng, trong mắt nhưng là hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ nói, Tím Hân, cho dù ngươi, không có đầy đủ thực lực, ta cũng gặp mặt đã từng gặp nhau như vậy đối đãi ngươi. Một đầu xanh thẳm giao long từ đạo cung bên trong bay lên, rơi vào Diệp Thần dưới người, một đạo lôi quang chớp động gian, mang Diệp Thần ngay tức thì biến mất ở nơi chân trời. Một tòa tràn đầy yêu khí dãy núi bên trong, một đạo lôi quang, chớp mắt rồi biến mất. Nơi này chính là Bách Hoang Chi Sơn. Diệp Thần hướng Quế Gia bay đi, nhưng là không khỏi được khẽ cau mày. Bách Hoang Chi Sơn tình huống, tựa hồ có cái gì không đúng. Trong ngày thường, những cái kia huyên náo yêu tộc đều yên tĩnh lại, thậm chí trong núi cũng không gặp có cái gì yêu tộc đi đi lại lại. Tựa như, tất cả mọi người đều đang tránh né cái gì vậy. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, đánh một tí dưới người phi lôi dao phát ra một tiếng rồng ngâm, tăng thêm tốc độ hướng Quế Gia đi. Không lâu lắm, Diệp Thần liền đã đến Quế Phủ trước. Tới gần nơi này Quế Phủ sau đó, Diệp Thần con ngươi, bỗng nhiên co rúm một cái. Cái này Quế Phủ bên trong, có ba đạo hiển nhiên không thuộc về Dương Chân Vực khí thức cường đại. Hơn nữa, cái này ba đạo hơi thở, cũng không phải là yêu tộc mà là nhân tộc. Cái này ba người đều là còn chân cảnh tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Diệp Thần liền đáp xuống Quế Phủ bên trong. Thân hình hắn động một cái, liền hướng phòng khách đi. Vậy ba đạo hơi thở đều tập trung ở nơi này. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới phòng khách chỗ. Chỉ gặp, phòng khách trên chủ tọa ngồi một tên khí độ không tầm thường, mặt mũi anh tuấn, nhưng, thần sắc nhưng vô cùng làm hãnh diện như vậy, mặc đai ngọc áo bào tím trẻ tuổi nam tử. Bất quá, hắn quả thật có ngạo nghễ vốn. Cái này nam tử, tuổi tác không tới 1000 tuổi, cũng đã là còn thật 4 tầng thiên tồn tại à. Thậm chí cách 5 tầng thiên khoảng cách cực kỳ gần. Bất quá thiên nhân vực cường giả ở Dương Chân Vực sẽ bị áp chế thực lực, giờ phút này nam tử đã bị áp chế ở còn chân cảnh 3 tầng thiên. Nam tử đầu dưới chỗ, còn ngồi hai người giống vậy vô cùng ngạo, mặt mũi phổ thông, ánh mắt nhọn nam tử. Cái này hai người nam tử, thực lực cũng là không tầm thường, cảnh giới bị áp chế ở còn thật 2-3 tầng thiên cỡ đó, chỉ là, bọn họ tuổi tác nhưng hơi lớn. Mà bọn họ, đối mặt vậy chàng thanh niên vẫn luôn là vô cùng là thái độ cung kính. Giờ phút này, trẻ tuổi này nam tử đang bưng một ly linh trà, nếm một cái, chính là nhíu mày, tiện tay đem vậy ly trà ném xuống đất, nhìn về phía phòng khách chỉ có, duy nhất đứng một người. Người này, bất ngờ chính là thân là Quế Mỗi gia chủ Quế Bồ Long. Trẻ tuổi kia nam tử hướng về phía Quế Bồ Long khiển trách, các ngươi liền lấy loại rác rưởi này tới chiêu đãi quý khách. Quế Bồ Long giống như một tên đầy tớ vậy, cả người run rẩy nói, đúng. Thật xin lỗi. Sở thiếu gia, đây đã là Quế gia bên trong, tốt nhất linh trà. Người thanh niên này, tên là Sở Tuyệt, đầu dưới chỗ là hắn người làm, tên là Sở Chi, Sở Diệp, bọn họ cũng đến từ Sở gia. Cái nào Sở gia? Thiên nhân vực, Sở gia. Căn cứ Sở Tuyệt nói, bọn họ sở dĩ tới Dương Chân vực chính là vì mang Diệp Thần phi thăng. Cái này vốn là một chuyện tốt, Quế Bồ Long vừa nghe đều phải mừng như điên. Diệp Thần coi là người mình. Mà hiện tại, Diệp Thần sẽ bị người mang đi thiên nhân vực liền à. Hơn nữa, vẫn là thiên nhân vực thế lực tự mình tìm tới cửa. Cái này đãi ngộ, phỏng đoán sẽ để cho Dương Chân vực 99,9% võ giả, cũng không có so hâm mộ đi. Đáng tiếc là, Diệp Thần không có ở đây Quế Phủ à. Vì vậy, Sở Tuyệt các người, tạm thời liền ở lại Quế Phủ, đến khi Diệp Thần trở về. Nhưng, đợi khá hơn chút ngày giờ. Lại là liền Diệp Thần ảnh cũng không thấy. Ở Sở Tuyệt các người xem ra, Dương Chân vực loại địa phương này, linh khí quá loãng mỏng, võ đạo quá lạc hậu. Nhất định chính là quê nghèo vùng đất hoang bên trong quê nghèo vùng đất hoang. Ở lâu một giây, cũng cảm thấy là đang lãng phí sinh mạng, mà Diệp Thần nhưng chậm chạp không xuất hiện à. Vì vậy, Sở gia ba người liền đem cái này oán khí phát tiết vào Quế gia trên người. Mà Quế Mỗi gia chủ Quế Bồ Long, phản ngược lại thành bọn họ nô lệ. Ngay tại Diệp Thần xuất hiện đồng thời,
Phòng khách bên trong, bốn đạo ánh mắt đồng thời hướng Diệp Thần xem ra. Quế Bầu Long tinh thần chấn động, tựa như thấy được cứu tinh vậy. Mà Sở Tuyệt quét Diệp Thần một mắt, trong mắt tinh quang chớp động, hướng về phía Diệp Thần hỏi, ngươi chính là Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, mấy vị, là người phương nào? Sở Tuyệt đứng lên thân tới, nhàn nhạt nói, ta đến từ thiên nhân vực Sở gia, Diệp Thần, người rất may mắn, bị Sở gia coi trọng. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc động một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn vẻ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này mấy người là thiên nhân vực người. Xem ra, hắn tin tức rốt cuộc vẫn là truyền đến thiên nhân vực, dẫu sao, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, mặc dù có thiên tinh các giúp hắn che giấu, có thể, vực ngoại tự nhiên vượt qua cái này một cái tình báo đường dây. Mà Diệp Thần ở Dương Chân vực có chút biểu hiện, lại chân thực quá mức sợ hãi, bị chú ý tới, cũng là chuyện sớm hay muộn. Giống như Thông Huyền Tông phát hiện Dương Chỉ Tiên như nhau, cái này Sở ra xem ra cũng là tới mời chào hắn. Có thể, ngay tại lúc này, ngồi Sở Chi nhưng là vô cùng là khinh thường quét Diệp Thần một mắt, hừ lạnh nói, thiếu gia, tên này, thật chính là cái đó trong truyền thuyết ở Thông Huyền Tông chấp sự trong tay sống sót Diệp Thần. Ha ha, càn khôn cảnh ba tầng thiên tồn tại, những truyền thuyết kia, sẽ không có lầm chứ. Sở Diệp cũng là cười lạnh phụ họa nói, ha ha, nếu như hắn cũng có thể từ Thông Huyền Tông chấp sự trong tay sống sót, vậy chúng ta Sở ra chó giữ cửa, sợ rằng cũng có thể trực tiếp đem vậy Thông Huyền Tông chấp sự, sống cắn chết chứ. Nếu như ta nhớ không lầm, vậy cái chó giữ cửa, nhưng mà càn khôn cảnh chín tầng trời à. Nói xong, hai người một hồi cười ầm lên. Liên liên Sở Tuyệt, nhìn Diệp Thần khóe miệng đều là mang theo lau một cái hoài nghi nụ cười, tựa như, ở xem một cái thằng hề. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh như băng, nhưng, không có nói gì nhiều. Sở Tuyệt tùy ý khoát tay trận lại nói, tốt lắm, nếu nhà vậy mấy cái lão gia đối với hắn cảm thấy hứng thú, chúng ta đem hắn mang về Sở gia chính là, còn như, là long vẫn là trùng, sớm muộn sẽ biết kết quả, dẫu sao, thiên nhân vực cũng không phải là cái gì con mèo, con chó cũng ngây ngô được đi xuống địa phương. Sở Chi cùng Sở Diệp nghe vậy, lúc này mới dừng lại cười ầm lên, nhưng... Nhìn về phía Diệp Thần thần sắc vẫn là vô cùng khinh miệt. Sở Tuyệt ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, hiện tại, theo chúng ta đi. Nói xong không cùng Diệp Thần trả lời, Sở Tuyệt thì phải hướng cửa đi ra ngoài, mà Sở Chi hai người, vậy đứng lên. Thà nói, đây là thông báo Diệp Thần, ngược lại không như nói là mệnh lệnh. Sở Tuyệt dùng hoàn toàn là giọng ra lệnh, không cho Diệp Thần cự tuyệt. Dĩ nhiên, hắn vậy chưa từng nghĩ Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Một cái Dương Chân vực sơ đẳng người, có thể bị thiên nhân vực Sở ra vừa ý, còn cự tuyệt. Trừ phi là đầu óc nước vào. Có thể, mà Diệp Thần nhưng là không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói ta hiện tại không thể cùng ngươi đi thiên nhân vực. Lời vừa nói ra, toàn bộ Quế phủ tựa hồ đều yên tĩnh lại. Quế Bầu Long lại là cặp mắt mở to, bình trà trong tay cũng rơi xuống đất bể được vỡ vụn, một bộ khó tin hình dáng. Diệp Thần đây là đang làm gì à? Như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, dù sao cũng muôn ngàn lần không thể làm hỏng. Người bất kỳ cũng sẽ lập tức đi theo Sở Tuyệt cùng người đi thiên nhân vực mới đúng, để tránh đêm dài lắm mộng. Có thể, Diệp Thần nhưng vào lúc này cự tuyệt Sở Tuyệt yêu cầu. Trước không nói đối với đi thiên nhân vực có ảnh hưởng hay không, mấy ngày nay chiêu đãi Sở Tuyệt các người xuống, Quế Bầu Long rất rõ ràng, bọn họ nóng nảy nhưng mà một chút cũng không tốt à. Vạn nhất, chọc giận Sở Tuyệt. Hậu quả kia chỉ là suy nghĩ một chút, Quế Bầu Long thì phải hít thở không thông. Sở Tuyệt ba người cũng là sắc mặt trầm xuống. Mà Sở Chi cùng Sở Diệp, lại là liền trực tiếp muốn tức miệng mắng to. Thằng nhóc này, không biết phải trái. Nhưng, Sở Tuyệt nhưng là đưa tay một cái trận lại hai người, hắn nhìn về phía Diệp Thần, hỏi tại sao? Diệp Thần sắc mặt rửng rưng, tựa như căn bản không có chú ý tới ba người thần sắc vậy. Mở miệng nói, ta bây giờ còn có chuyện phải làm, các ngươi có thể ở Quế Phủ, chờ lâu một đoạn thời gian. Hắn nguyên bổn chính là phát hiện Bách Hoang Chi Sơn có cái gì không đúng, thuận tiện hồi Quế Phủ xem xong, hiện tại, việc cần kíp, là đi Thánh Thiên Thành giải quyết hỗn độn chứng thú vấn đề. Cho nên, Diệp Thần tự nhiên không thể nào hiện tại liền theo bọn họ đi. Có thể, Diệp Thần những lời này nói xong, Sở Tuyệt ánh mắt nhưng là hoàn toàn lạnh như băng. Cái này mấy ngày kế tiếp,
hắn ở Bách Hoang Chi Sơn loại địa phương này thật là khó chịu tới cực điểm. Giống như một cái thói quen liền hiện đại hóa đô thị người, đột nhiên, bị buộc đến nông thôn sinh hoạt vậy. Hắn đợi nhiều ngày như vậy, đã coi như đối với Diệp Thần đủ nhân từ, có thể hiện tại, một cái dương chân vực hạ đẳng người, là muốn lên mũi lên mặt. Sở Tuyệt mặt không thay đổi nhìn Diệp Thần nói, ngươi nói là, ngươi để cho ta chờ ngươi. Diệp Thần gật đầu nói, không sai. Nói thật, lòng hắn bên trong đã có chút khó chịu, là Sở gia đến tìm hắn, không phải hắn xin Sở gia, có thể cái này mấy người thái độ gì. Bất quá, hắn hôm nay thực lực, tức liền đi thiên nhân vực, chắc miễn cưỡng có thể đặt chân, mà có Thánh Huyền Tổ sư truyền thừa, hắn thực lực còn có thể có tăng lên không nhỏ không gian, cho nên, nếu có cơ hội đi thiên nhân vực, hắn chẳng muốn thả qua. Dẫu sao, hắn còn có một cái trách nhiệm, tìm Cố Tuyền, có thể sớm một chút đến thiên nhân vực vậy là một chuyện tốt. Nếu không, hắn hiện tại đã sẽ không như thế bình tĩnh nói chuyện, thậm chí, không biết nói chuyện, mà là trực tiếp động thủ. Ở trước mặt hắn bày thái độ. Diệp Thần không ưa nhất chính là bày thái độ. Sở Tuyệt trong mắt, lóe lên một đạo âm hàn ngọn lửa, hắn khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, ta là đang hỏi ngươi ý kiến sao? Diệp Thần nghe vậy, không nói gì, nhưng, ánh mắt cũng là rét lạnh liền xuống. Trong chốc lát, quế phủ không khí, vô cùng nặng nề. Ngay tại lúc này, một tên người đàn ông trung niên, ha ha cười đi tới hai người ở giữa. Hướng về phía Sở Tuyệt, cúi người gật đầu nói, Sở công tử, ngài hiểu lầm, Diệp Thần mới vừa chỉ là muốn cùng Kim Tiểu Thư và Tiểu Nữ tạm biệt thôi, chỉ cần trong khoảng khắc, liền có thể trở về. Vừa nói, hắn tiễu mắt nhìn Diệp Thần một mắt, không ngừng nháy mắt, để cho Diệp Thần đi theo Sở Tuyệt rời đi. Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn biết Quế Bồ Long là tới giảng hòa, loại nào đó ý nghĩa trên là vì tốt cho hắn, nhưng, đây cũng không phải Diệp Thần kết quả mong muốn, hắn không nói gì. Mà Sở Tuyệt nghe vậy, trong mắt chính là lóe lên một đạo nghiền ngẫm vẻ, hướng về phía Quế Bồ Long mỉm cười nói, Kim Tiểu Thư và con gái ngươi nhưng mà Diệp Thần người phụ nữ. Quế Bồ Long thấy Sở Tuyệt thái độ, tựa hồ có chút thay đổi, chỉ có thể gật đầu nói, coi là. Sở Tuyệt khóe miệng nụ cười nồng hơn, hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi muốn ta chờ ngươi, vậy không phải là không thể. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, hắn không nghĩ tới. Cái này nhìn ngạo mạn vô cùng Sở gia thanh niên lại như thế dễ dàng, đáp ứng. Có thể, ngay tại lúc này, Sở Tuyệt nhưng là khá là nụ cười ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, bất quá, có một cái điều kiện, chính là ở ta chờ ngươi đoạn này thời gian, để cho phụ nữ của ngươi qua tới hầu hạ ta, ta chờ ngươi bao lâu, phụ nữ của ngươi liền hầu hạ ta ba người bao lâu, ngươi thấy thế nào? Những lời này nói xong, Sở Chi cùng Sở Diệp, đều là ánh mắt sáng choang. Bọn họ rối rít cười nói, công tử, nếu là như vậy mà nói, vân. Vân hắn cũng không phải không được à, ha ha ha. Diệp Thần, người tốt nhất đi được lâu một chút, để cho chúng ta hơn hưởng thụ một chút đàn bà ngươi phục vụ. Quế Bồ Long nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, há miệng tựa hồ muốn nói gì, có thể, ngay tại lúc này, một đạo hơi thở ngay tức thì bộc phát ra, đem Quế Bồ Long chấn động được miệng phun máu tươi, đổ bay ra. Sở Tuyệt đem hơi thở vừa thu lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ta thật giống như không để cho ngươi mở miệng chứ. Hắn cái này ra tay một cái, rõ ràng, là muốn lập uy. Tiếp theo, hắn cười mỉa nhìn Diệp Thần nói, ngươi, cân nhắc được thế nào? Giờ phút này, Diệp Thần trên mặt không có một chút diễn cảm, tựa như không có chút nào tâm trạng chập chờn vậy, nhưng, Quế Bổ Long nhưng là đáy lòng có chút phát rét. Hắn thực lực, mặc dù không mạnh, nhưng... xem người cũng rất chính xác. Quế Bồ Long biết, Diệp Thần loại thần sắc này, đại biểu hắn thật nổi giận à. Hắn rất hiểu xem Diệp Thần như vậy tính nết người, loại người này, vô cùng ngạo, nhưng, vậy sẽ không biểu hiện được quá khoe khoang, có thể, nếu như có ai, chạm tới hắn ranh giới cuối cùng, nghịch lân, như vậy, chính là không ra tay thì thôi, ra tay chính là không chết không thôi. Quế Bồ Long có chút sợ hãi mở miệng nói, Diệp Thần. Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh. Sở Diệp nghe vậy, nhưng là khinh thường hừ lạnh nói, ta đây là muốn biết, hắn không bình tĩnh, thì như thế nào? Sở Diệp cùng Sở Chi, đều là còn chân cảnh tu vi, mặc dù không như Sở Tuyệt, nhưng, dõi mắt toàn bộ dương chân vực, đó cũng là có thể càn quét một vực tồn tại. Ở bọn họ xem ra,
Diệp Thần có lẽ có thể ở loại địa phương nhỏ này tiệm đầu lộ sừng, có thể ở bọn họ những thứ này thiên nhân vực võ giả trước mặt, chính là một tầng dưới chót rác dưới thôi. Thậm chí, Diệp Thần bị Sở gia cao tầng nhìn chúng, còn để cho bọn họ trong lòng có chút không bình. Ngay tại lúc này, Diệp Thần, nhưng là lãnh đạm mở miệng nói, các ngươi có thể không cần chờ. Sở Tuyệt ba người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, ha ha, cái phế vật này, không phải mới vừa trang rất xem sao. Còn để cho bọn họ cùng. Hiện tại, không chả là kinh sợ. Liền liền Quế Bổ Long đều là ngoài ý muốn, chẳng lẽ, là hắn nhìn lầm rồi. Diệp Thần cũng không có nổi giận. Hoặc là nói, Diệp Thần nhịn. Hắn âm thầm gật đầu, người bất kỳ ngạo, đều có hạn độ, Diệp Thần, mặc dù vô cùng được cuồng ngạo, nhưng, đối mặt thiên nhân vực Sở gia người, thu liếm, cũng là nhân chi thường tình. Có thể, ngay tại lúc này, một cổ vô cùng sát ý nồng nặc, bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể, bộc phát ra, hắn sắc mặt uy nghiêm nói, bởi vì, các ngươi có thể cút hoặc là chết. Quế Bổ Long đoán không lầm, Diệp Thần là một cái không cho danh giới cuối cùng, gặp đụng chạm người. Mà hắn người phụ nữ, bạn hắn quan tâm người Vân. Vân, chính là hắn danh giới cuối cùng chỗ. Sở Tuyệt ba người nghe vậy đều là con ngươi co rúm một cái, mặt hiện vẻ rung động, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại thật dám phản kháng bọn họ. Không chỉ là phản kháng, thậm chí, còn động sát ý. Có thể rất nhanh, ba người chính là cười, vô cùng tàn nhẫn cười. Sở Tuyệt mỉa mai nói, thằng nhóc này, đối với chúng ta động sát ý. Đã như vậy, chúng ta dạy bảo hắn, cũng không coi là quá đáng chứ. Sở Diệp, Sở Chi, hắn không phải là không muốn theo chúng ta đi sao? Vậy, liền đem hắn tứ chi cắt đứt, cưỡng ép mang đi đi. Vừa nói, hắn giương tay một cái, thả ra một chiếc toàn thân lóe lên vàng rực phi thuyền, tựa hồ, đã làm xong rời đi chuẩn bị. Sở Chi, Sở Diệp, ở Sở gia thực lực vậy, nhưng, cũng không phải cái loại này dương chân vực phế vật so được. Huống chi, vì để đạt được an toàn, hắn để cho hai người đồng loạt ra tay. Như vậy thứ nhất, lại là đứng chỗ bất bại. Sở Chi hai người nghe vậy, mặt mũi, ngay tức thì dữ tợn. Sở Chi liếm môi một cái, mặt hiện là máu vẻ nói, ha ha, tiểu phế vật, thật lấy vì mình ở nơi này nông thôn địa phương xưng bá, liền vô địch. Hiện tại, chúng ta sẽ để cho ngươi nhận thức một tí, thiên nhân vực võ giả mạnh mẽ. Tiếng nói vừa dứt. Sở Chi cùng Sở Diệp thân hình, ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, hai đạo vô cùng kinh khủng quy luật chập chờn, hạ xuống ở cái này quế phủ bên trong. Trong nháy mắt, phảng phất là vậy chấp trưởng thiên đạo khủng bố thần minh hiện thân thế gian, hai người quanh thân, bao phủ dâng trào cực kỳ quy luật lực, xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Nhìn trước mắt, ngay cả động cũng không có nhúc nhích một cái Diệp Thần, Sở Chi cùng Sở Diệp trong mắt vẻ khinh miệt, bộc phát đậm đà. Bọn họ tựa hồ đã thấy Diệp Thần bị cắt đứt tay chân một màn. Một khắc sau, Sở Chi cùng Sở Diệp tay, liền hướng Diệp Thần tứ chi bắt đi. Một chảo này bên trong, ngưng tụ vô cùng là ba động cường đại, toàn bộ bách hoang chi sơn, tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy à. Hai người trong mắt ánh sáng, bộc phát là máu đứng lên, nắm chắc phần thắng. Thằng nhóc này, quả nhiên là hư có kỳ danh, căn bản đối với bọn ta công kích, liền phản ứng cũng không làm được à. Cái này cùng phế vật làm sao có thể để cho hắn dễ dàng như vậy gia nhập Sở gia. Sở Tuyệt cũng là cười lạnh một tiếng, bước chân nhất mạch, thì phải trực tiếp leo lên phi thuyền. Có thể, ngay tại giây phút này, thời gian, tựa như ngừng. Sở gia ba người sắc mặt, đồng thời biến đổi. Tại sao? Bởi vì, giờ phút này, một cổ cực kỳ sợ hãi hồn lực chập chờn, ngay tức thì bao phủ cả tòa Bách Hoang Chi Sơn. Bách Hoang Chi Sơn ở giữa vô số yêu tộc đều là sắc mặt thảm trắng, chặt chẽ ôm đầu lô, chỉ là cái này một món chập chờn, liền làm bọn họ óc căng đau đến cơ hồ muốn nổ tung à. Diệp Thần liền xem, cũng không có xem đối diện tự mình ra tay Sở Chi, Sở Diệp hai người, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Cút! Một khắc sau, hai tiếng kêu thảm thiết, đồng thời bộc phát ra. Diệp Thần thực lực bạo tăng sau đó, thi triển hồn thể đổi thành. Hôm nay hồn lực đã đủ để trong nháy mắt giết hết thảy còn chân cảnh yếu tồn tại. Cho dù là đang bị áp chế trạng thái. Đi đôi với kêu thảm thiết, Sở Chi cùng Sở Diệp công kích, ngay tức thì tan vỡ, thất khiếu bên trong, máu tươi cuồng trào, điên cuồng thụt lùi ra, bọn họ ôm đầu lô, vô cùng thống khổ, trên đất không ngừng lăn lộn, nhìn như,
vô cùng thê thảm. Bọn họ sở dĩ không có chết, bất quá là bởi vì, Diệp Thần nương tay thôi. Quế Bổ Long cùng Sở Tuyệt đều là khó có thể tin nhìn một màn này. Một khắc trước, còn vô cùng thần dũng, nếu như Chí Cường vậy hai người, hiện tại, nhưng giống như là chó chết như nhau, bi thảm lăn lộn trên mặt đất. Hơn nữa, nhìn như, thật giống như so chết còn thống khổ à. Sở Tuyệt từ trên hai người rời đi ánh mắt, sắc mặt vô cùng là khó coi nhìn chằm chằm Diệp Thần, gào thét nói, thằng nhóc, ngươi thật dám đối với ta người Sở gia ra tay. Tốt, rất tốt, ngày hôm nay, bổn công tử thì phải để cho ngươi biết, cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Âm một tiếng, gió lớn cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, Sở Tuyệt vậy còn chân cảnh hơi thở, hoàn toàn bùng nổ. Chỉ là hơi thở này, liền nhấc lên một tràng kinh khủng gió bão. Trong chốc lát, bách hoang chi sơn tựa như nghênh đón ngày tận thế. Mặc dù, giờ phút này Sở Tuyệt thực lực được quy luật áp chế, nhưng, như cũng vô cùng là sợ hãi. Một bên Quế Bổ Long không ngừng sử dụng đủ loại phòng ngự pháp khí, mới miễn cưỡng chặn lại cái này uy áp, cả người cũng đang không ngừng run rẩy, sợ hãi. Ở nơi này uy áp bên trong, hắn thần hồn đều phải hòa tan à. Diệp Thần thấy vậy, nhưng là thần sắc lãnh đạm. Hắn cười lạnh một tiếng nói, người giỏi có người giỏi hơn. Ngoài bầu trời có người, ta đồng ý, có thể ngươi, còn chưa xứng. Lời vừa nói ra, hoàn toàn chọc giận Sở Tuyệt. Hắn trong mắt lửa giận cuồng trào, đỏ tươi một phiến, cả thân gân xanh đều phải nổ tung. Sở Tuyệt là Sở gia công tử, cho dù ở thiên nhân vực bên trong cũng là khá có địa vị tồn tại à. Hơn nữa, hắn tu võ thiên phú cực cao, từ nhỏ. Tới chỗ nào đều là như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Liền liền thiên nhân vực không thiếu con em gia tộc, cũng không dám đối với hắn bất kính. Có thể hiện tại, một cái dương chân vực không có bối cảnh phế vật, nhưng dám nói hắn Sở Tuyệt không xứng. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn như thế nào có thể chịu đựng. Một khắc sau, Sở Tuyệt cổ tay lộn một cái, một chuôi toàn thân lượn lờ màu tím lôi quang trường kiếm, liền xuất hiện ở trong tay. Cái này trên trường kiếm sấm sét hơi thở, vô cùng là đậm đà, hơn nữa, kiếm khí cùng lôi đình này vô cùng phù hợp, thật là phải đóng dung một thể. Sở Tuyệt thần sắc vô cùng bá đạo điên cuồng hét lên, lão tử một kiếm này, sẽ để cho ngươi biết ta không xứng với phối. Một cái dương chân vực ếch ngồi đáy giếng thôi, cũng dám ở ta trước mặt trang. Ngươi dửng dưng chỉ là bởi vì ngươi rốt nát, ngươi căn bản không biết ta có cường đại dường nào. Tiếng nói vừa dứt. Sở Tuyệt chính là một kiếm đánh ra, quát lên, Tử Lôi Tuyệt Kiếm. Chín đạo bôn lôi, bỗng nhiên từ vậy trên trường kiếm bốc lên, lôi cuốn diệt thế oai, hướng Diệp Thần nhanh chém đi. Quế Bổ Long tim cảm giác đều phải vỡ vụn, con người cuồng run, cái này chín lôi một kiếm thi triển ra lại là dẫn động hiện tượng thiên văn. Nguyên bản vạn dặm không mây tình huống, ngay tức thì điện thiểm lôi minh. Tựa như bầu trời sấm sét cũng ở đây đối hắn thi lễ vậy. Trong chốc lát, hắn thần kinh điên cuồng căng thẳng lên, mặc dù Diệp Thần rất mạnh, rất nghịch thiên, nhưng, muốn tiếp như thế kinh khủng một kiếm, cơ hồ là không thể nào à. Giờ phút này, hắn áo quần đã hoàn toàn, bị mồ hôi lạnh ướt nhìn. Diệp Thần nhìn vậy chín đạo lôi đình, cũng là ánh mắt chớp động, một kiếm này quả thật vô cùng là tươi đẹp. Hơn nữa, Sở Tuyệt ở tu luyện sấm sét chi đạo trên cũng là thành tựu cực cao. Thiên nhân vực võ đạo quả nhiên không đơn giản. Mặc dù, Sở Tuyệt thực lực bị áp chế ở còn chân cảnh ba tầng thiên cỡ đó, nhưng, một kiếm này, cực kỳ khủng bố. Sở Tuyệt âm hàn cười một tiếng, trên thực tế, loại chiến đấu này đối với hắn là có lợi. Hắn bị áp chế thực lực không hề nhiều. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đánh tới lôi quang, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nhưng, hắn cũng không có cầm ra sát kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản. Sở Tuyệt còn không có tư cách, để cho hắn xuất kiếm. Hơn nữa, Diệp Thần ở Thánh Huyền Đạo Cung thu hoạch khá lớn, vừa vặn, lấy thân xác chiến đấu, củng cố sở học mình. Một khắc sau, cả thân bắp thịt, một hồi rung động, hắn khẽ quát một tiếng, hai quả đấm liền ra, hướng vậy chín đạo lôi đỉnh đánh. Quế Bổ Long thấy vậy, sắc mặt cuồng biến, thật là muốn nổi điên à. Diệp Thần đây là đang làm gì? Phát điên cũng không có như thế phát à. Dùng hai tay chống cự sấm sét. Lôi đạo, lấy phá hoại nổi danh, uy lực nhất là cương mãnh. Diệp Thần như vậy lỗ mãng, hai tay cũng có thể trực tiếp bị đánh bể. Mà Sở Tuyệt chính là mặt hiện vui mừng,
đã thấy kết cục. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần liền ra chín quyền, ánh mắt lẫm liệt, đem ở hội thánh huyền tổ sư đánh nham lúc đó, lấy được liên quan tới lực lượng, liên quan tới khống chế thân thể vân. Vân lĩnh ngộ, toàn bộ sáp nhập vào cái này chín quyền bên trong. Ầm, ầm, oanh. Liên tục chín tiếng, long trời lở đất, có thể so với và vũ khí nổ vang lớn, bộc phát ra. Không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Quế Bồ Long cùng Sở Tuyệt đều là trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Vậy chín cái lôi long lại là ở Diệp Thần quả đấm hạ, giống như cá trạch vậy, miễn cưỡng nghiền thành phấn vụn. Có thể, đây là cá trạch sao? Cái này, nhưng mà chín đạo vô cùng cường đại sấm sét kiếm quang à. Không chỉ có như vậy, cái này chín quyền lại là trực tiếp đánh ra chín cái mất đi không gian. Trong chốc lát, hai người đều là tâm thần dao động. Bọn họ không biết, trước mắt người thanh niên này, kết quả cường đại đến vì sao bước to như vậy. Liên liên Diệp Thần mình đều có chút rung động, hắn lặng lẽ nhìn mình hai quả đấm, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên vẻ. Hiệu quả này lại còn ở hắn dự liệu bên trên. Chỉ có thể nói, Thánh Huyền Tổ Sư ở thân xác một trên đường thành tựu quá nghịch thiên. Sợ rằng đối với Thái Thượng Thiên Ma Thể có trợ giúp rất lớn. Một khắc sau, chân hắn bước động một cái, một cổ lực lớn cuồng trào ra, mặt đất bên trên xuất hiện mạng nhện vậy vết rách, Diệp Thần thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện ở Sở Tuyệt trước người. Sở Tuyệt sắc mặt biến đổi, trong mắt, hiện lên lau một cái ngoan ý nói, không thể nào. Ở nơi này sơ đẳng giới vực, người ta tới giữa, tuyệt không thể nào có quá lớn chênh lệch. Diệp Thần là như thế nào ngay tức thì mất đi hắn chín đạo lôi đỉnh kiếm quang? Chắc hẳn, nhất định là vậy tiểu tử dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn làm được, cũng không phải là thực lực chân thật. Ung ung, một hồi sấm sét bùng nổ, Sở Tuyệt quanh thân, ngay tức thì lôi quang lượn lờ, giống như diệt thế lôi thần vậy, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, liền lại là một kiếm hướng Diệp Thần chém tới. Đối mặt một kiếm này, Diệp Thần không tránh, ngược lại nhắm hai mắt lại. Hắn đem toàn bộ chú ý lực đặt ở mình trên thân hình, nhớ lại Thánh Huyền Tổ Sư đối với thân thể gần như hoàn mỹ khống chế. Như vậy, đem lực khống chế dung nhập vào cơ hồ mỗi một cái tế bào bên trong tinh chuẩn. Sở Tuyệt thấy vậy, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Đây là bị hắn đoán trúng. Diệp Thần đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Vậy sấm sét một kiếm, đem quanh thân không gian không ngừng mất đi trước, ngay tức thì, chém đến Diệp Thần trước ngực. Nhắm ngay tim vị trí. Ở nơi này một kiếm, cơ hồ thì phải đâm trúng Diệp Thần tim lúc đó, hắn cặp mắt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt tóe ra uyển thực chất yếu thần mang. Cùng lúc đó, một quyền đánh ra. Một quyền này, giống như phá vỡ bầu trời đêm sao rơi, hắn ánh sáng chiếu sáng cả thế giới. Cuồng bạo vô cùng cự lực, ẩn chứa ở một quyền này bên trong, quyền ra như rồng, nhấc lên vô tận gió bão. Cả tòa Bách Hoang Chi Sơn đều tựa hồ muốn ở nơi này quyền phong bên trong, bị tung lên vậy. Sở Tuyệt, ngu. Hoàn toàn ngu. Trong mắt hắn điên cuồng run rẩy, nổi lên vô cùng sợ hãi thần sắc. Một quyền này là chuyện gì xảy ra à? Ẩn chứa trong đó lực lượng, để cho hắn thần hồn đều phải đống kết à? Cái này còn là càn khôn cảnh có thể thi triển công kích sao? Thật là, lật đổ hắn nhận biết. Đem hắn võ đạo suy nghĩ cũng đập nát à. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này hắn nhìn như thậm chí là bất tiết nhất cố dương chân vực yêu nghiệt, căn bản không phải cái gì phế vật. Ngược lại là quái vật. Một cái, cho dù thả vào thiên nhân vực cũng có thể rung động vô số người quái vật à. Giờ phút này, Sở Tuyệt muốn lui, muốn chạy trốn, muốn làm hết sức cách xa Diệp Thần một quyền này. Có thể quyền kia đầu nhưng tựa như có chí cường dẫn lực hắc động vậy. Hoàn toàn đem phong tỏa. Ngay chớp mắt, Diệp Thần quyền cùng Sở Tuyệt kiếm, xảy ra va chạm. Ầm một tiếng, sấm sét kích động, vậy cuồn cuộn màu tím lôi quang, ngay tức thì tiêu tán, liền liền Sở Tuyệt trong tay chuôi này giá trị kinh người kiếm cũng là rời tay bay ra. Mà hắn cả người lại là giống như đạn đại bác vậy, đổ bay ra. Đụng tiếng không ngừng vang lên, Sở Tuyệt là tiếp liền đụng nát mấy chục nóc nhà, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Dù vậy, hắn cũng là cả người máu tươi, xương cốt, bắp thịt, không biết tan vỡ nhiều ít, sức sống suy bại, nặng thương tổn tới liền đứng, cũng không đứng nổi bước. Thời khắc này hắn, kia còn có cái gì kiêu ngạo, ngang ngược hình dáng. Hắn trên gương mặt, còn dư lại chỉ có sợ hãi cùng mê mang. Quế Bồ Long,
cũng là kinh được ngay cả hô hấp, đều quên. Cái này đến từ thiên nhân vực, giống như lôi thần vậy, vô cùng cường đại cường giả, ở Diệp Thần trước mặt giống như là một mới vừa sanh ra đứa nhỏ vậy, bị tùy tiện nghiền ép. Hắn cảm giác, mình óc đã muốn bốc cháy. Ngay tại lúc này, Sở Tuyệt con ngươi co rúm một cái, sắc mặt bộc phát trắng bệch, ở hắn trước mắt, có một đạo bóng người đang đến gần. Một đạo ác ma vậy bóng người. Diệp Thần từng bước một, đi tới Sở Tuyệt trước người, lạnh lùng mắt nhìn xuống phương này mới còn không có thể một đời thiên nhân vực công tử, khóe miệng dương lên lau một cái tà tính nụ cười. Cảm giác được mình cao hơn người một bậc. Ừ, cầm chân cắt đứt, còn có thể lớp 10 cùng sao? Hắn lạnh lùng nói, người mới vừa nói, để cho phụ nữ của ta tới hầu hạ ngươi. Sở Tuyệt răng run rẩy trước, muốn dọn ra Sở gia, uy hiếp Diệp Thần. Có thể, hắn đột nhiên nghĩ tới những cái kia liên quan tới Diệp Thần lời đồn đãi. Lời đồn đãi bên trong, Diệp Thần là một cái người điên. Một cái bỏ mặc bối cảnh gì, bỏ mặc thực lực gì, ước chừng chỉ bằng mình thật là ác giết người người điên à. Nói cách khác, hắn Sở gia công tử thân phận căn bản không bảo vệ được mình. Mồ hôi lạnh, điên cuồng nhỏ xuống, thậm chí, Sở Tuyệt sợ hãi đến đều phải không cầm được à. Hắn chợt hướng về phía Diệp Thần, nặng nề vừa cúi đầu, nện xuống đất. Giờ phút này, hắn có thể sống động cũng chỉ có cổ. Bành 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 bành. Chỉ gặp, Sở Tuyệt lại là đối với Diệp Thần, điên cuồng dập đầu trước. Một bên dập đầu, một bên gần như kêu khóc nói, Diệp công tử, ta sai rồi, ta không có ý đó, ta chỉ là muốn ép ngài theo ta trở lại Sở gia mà thôi, van cầu ngươi, tha ta lần này, ta đối với ngài người phụ nữ, không có bất kỳ ý tưởng không nên có à. Diệp Thần nhìn Sở Tuyệt, trong mắt ý định giết người không ngừng leo lên, Sở Tuyệt thân thể run rẩy được cũng là bộc phát kịch liệt, hắn cảm giác hơi thở tử vong càng ngày càng nồng đậm. Nhưng vào lúc này, Quế Bầu Long nhưng là đi tới Diệp Thần bên người, lắc đầu nói, Diệp Thần, thả hắn đi. Mấy ngày nay, mặc dù, ta ăn chút đau khổ, nhưng, bọn họ cũng không có làm khó Linh Vân và Kim Tiểu Thư các nàng. Quế Bầu Long cũng không hy vọng Diệp Thần còn không có tiến vào thiên nhân vực, liền cùng thiên nhân vực gia tộc, kết làm sống chết thù à. Nếu là thật giết Sở Tuyệt, vậy tất nhiên là không chết không thôi. Diệp Thần nghe vậy, trầm mặc chốc lát, sát ý mới dần dần tiêu tán. Hắn vừa quay người, lạnh lùng nói, cho ta cút, không muốn xuất hiện lại ở ta trước mặt. Còn nữa, liên quan tới chuyện ta, trở lại thiên nhân vực không cho phép tiết lộ nửa chữ, nếu không, một ngày nào đó, ta Diệp Thần sẽ đạp bằng Sở gia. Sở Tuyệt nghe vậy, tâm thần rét một cái, gật đầu liên tục nói, đa tạ Diệp công tử khai ân, ta Sở Tuyệt lấy đạo tâm thề, tuyệt sẽ không đối với Diệp công tử tiến hành trả thù, vậy sẽ không tiết lộ bất kỳ Diệp công tử tình báo. Hắn thật sự là bị Diệp Thần bị dọa sợ, vì còn sống, cũng là không chừa thủ đoạn nào. Còn như trả thù, thành thật mà nói, Sở Tuyệt liền trả thù cũng không dám à. Đến từ thiên nhân vực hắn rất rõ ràng, những cái kia chân chính yêu nghiệt, có kinh khủng dường nào. Trả thù những thứ này yêu nghiệt, nguy hiểm, quá to lớn. Nếu như vạn nhất, thất bại, tương lai, những thứ này yêu nghiệt lớn lên, chờ đợi gia tộc, chính là hoàn toàn tiêu diệt. Mà ở thiên nhân vực, như vậy câu chuyện, không hề thiếu. Thiên nhân vực yêu nghiệt, hoàn toàn không phải mấy cái khác giới vực, có thể so sánh. Diệp Thần mặc dù cũng không phải là thiên nhân vực người, nhưng, ở Sở Tuyệt xem ra, thậm chí so với kia chút yêu nghiệt còn kinh khủng hơn à. Thiên nhân vực cũng không có cái loại này chênh lệch cấp bậc vượt cấp tồn tại à. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái. Sở Tuyệt mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, run rẩy uống một viên thuốc, mượn dược lực, miễn cưỡng chống đỡ trọng thương thân thể, bò dậy. Kéo đã ngất đi Sở Diệp, Sở Chi lên phi thuyền, cưỡi phi thuyền, rời đi Quế gia. Mặc dù, hiện tại hắn hẳn đi trước chữa thương, như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không lưu lại bất kỳ hậu di chứng, nhưng... Sở Tuyệt là thật chẳng muốn lại ở Diệp Thần bên cạnh à, cho nên, lấy nhanh nhất tốc độ, trốn. Cuộc chiến đấu này, tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Quế Linh Vân cùng Kim Thư Tuệ đã sớm đến sân. Chỉ là... Loại tầng thứ này chiến đấu đã vượt qua xa các nàng có thể nhúng tay phạm vi. Hai cô gái hai mắt nhìn nhau một cái, mắt đẹp bên trong đều là không biết làm sao vẻ. Đoạn thời gian này, các nàng có thể nói là đang liều mạng tu luyện. Đối với thực lực mình tăng lên, coi như khá là hài lòng.
có thể, cùng Diệp Thần đối với so, lập tức sẽ để cho các nàng mới vừa nhắc tới một chút lòng tin, lại bể nát. Bất quá, cũng may hiện tại các nàng vậy đã thấy ra. Diệp Thần chính là một biến thái, ai và hắn so, liền là thuần túy tìm ngược à. Huống chi, Diệp Thần như vậy ưu tú, thành tựu Diệp Thần đàn bà và bằng hữu, các nàng càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần rời đi Quế Gia, hướng Xích Tinh Thánh Địa đi. Rồi sau đó, lại là thông qua Xích Tinh Thánh Địa truyền tống trận đi tới Thánh Thiên Thành. Không lâu lắm, Diệp Thần liền tiến vào máu tim trên chiến trường phương gác lửng bên trong. Một đạo vô cùng thướt tha cô gái bóng người, xuất hiện ở cửa, Huyền Huyết Tâm tựa hồ đã chờ ở đây đã lâu. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần lúc đó, mắt đẹp bên trong mơ hồ lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ, nàng nhìn ra được, Diệp Thần thực lực, so với lần trước gặp mặt lại là lại có tăng lên không nhỏ. Nàng thân là Thánh Thiên Yêu tộc, tầm mắt cực cao, có thể Diệp Thần cái này tăng lên tốc độ, liền nàng đều cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết vía. Bất quá, rất nhanh, Huyền Huyết Tâm liền đem chuyện này quên mất, mà là mặt đẹp bên trên, hiện lên vẻ giận dữ nói, Diệp Thần. Ngươi có thể tới, ngươi tên này, ngươi biết bổn cô nương vì chuẩn bị cái này yêu ao, xài nhiều ít giá phải trả sao. Bị hủy như vậy. Vừa nói, cho dù là tiền muôn bạc biển Huyền Huyết Tâm, cũng là không nhịn được mặt hiện đau lòng vẻ. Lần này, nàng thật thua thiệt lớn. Diệp Thần nghe vậy, có chút lúng túng cười nói cái này. Ta sẽ tận lực bồi thường. Huyền Huyết Tâm một quyết miệng nói, hừ, người bồi thường được không? Thôi, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ta đáp ứng ngươi, bất quá, tình huống dưới mắt hạ, có thể không tốt lắm, chờ một chút lại tính với ngươi nợ, hiện tại, mau cùng để ta đi. Vừa nói, liền dẫn Diệp Thần, hướng vậy mật thất đi tới. Diệp Thần thần sắc động một cái, hai người rất nhanh đi tới vậy yêu ao trước. Chỉ gặp, nguyên bản tràn đầy một khối yêu ao. Giờ phút này, cũng đã gần như khô kiệt. Mà ở đáy ao là một viên toàn thân đen nhánh trứng thú. Liền liền Diệp Thần thấy một màn này đều là không nhịn được khóe miệng giật một cái. Còn không có ra đời, liền đem một phe này yêu ao đã tiêu hao hết, vậy hỗn độn trứng thú bên trong sinh linh, kết quả là lai lịch gì? Có thể, rất nhanh, Diệp Thần chính là nhướng mày một cái, hắn phát hiện vậy trứng thú tản ra hơi thở tựa hồ có cái gì không đúng. Huyền Huyết Tâm cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi chắc phát hiện, cái này trứng thú trạng thái cũng không tốt. Diệp Thần hỏi, tại sao có thể như vậy? Cái này trứng thú, ở đó thần thú nghĩa địa, cất giữ không biết đã bao nhiêu năm, cũng không có bất kỳ vấn đề à? Huyền Huyết Tâm trầm giọng nói, cái này trứng thú, nguyên bản thuộc về một loại trạng thái ngủ say, ngươi có thể hiểu là, đóng băng. Ví dụ như, đem ngươi thức ăn bỏ vào hầm băng bên trong. Liền có thể chứa thời gian rất dài, sẽ không thay đổi thế chấp, có thể, ngươi nếu như đem đặt ở nóng bức hoàn cảnh bên trong đâu. Yêu ao lực lượng đã hoàn toàn tỉnh lại cái này cái trứng thú để cho nó tiến vào ấp trứng trạng thái. Nhưng mà, ta không có nghĩ tới phải, một phe này yêu ao năng lượng, lại là còn chưa đủ để cho cái này trứng thú ấp trứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà ấp trứng đến một nửa, mất đi năng lượng chống đỡ, ngược lại. Đưa đến trứng thú bên trong sinh mạng, bắt đầu yếu ớt. Tốt nhất tình huống, chính là nó lần nữa rơi vào ngủ say, trong thời gian ngắn không cách nào ấp trứng, bất quá, cũng có thể trực tiếp trở thành một quả trứng chết. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt cũng là nặng nề, hỏi, vậy nên làm gì bây giờ? Huyền Huyết Tâm mắt đẹp lóe lên nói, hiện tại việc cần kíp, là trước phải để cho trứng thú, khôi phục lại ổn định trạng thái, người biết, yêu ao chủ yếu vật liệu là cái gì không? Diệp Thần nhớ lại yêu ao hơi thở, ánh mắt sáng lên nói, máu. Không tệ. Huyền Huyết Tâm gật đầu một cái nói, yêu ao, trên thực tế là do đủ loại mạnh mẽ yêu vật máu tươi luyện thành. Ta thử qua một ít thiên tài địa bảo, cái này trứng thú đều không cách nào hấp thu, nhưng, mạnh mẽ sinh linh máu nhưng có thể. Cho nên, bước đầu tiên, chúng ta muốn làm chính là thu thập mạnh mẽ sinh linh máu tươi. Diệp Thần trong đầu, bỗng nhiên linh quang chớp mắt. Hắn khóe miệng, dương lên vẻ mỉm cười, mạnh mẽ sinh linh máu. Hắn huyết mạch của mình không phải cực kỳ mạnh mẽ sao? Một khắc sau, thân hình hắn chớp mắt, liền xuất hiện ở vậy trứng thú trước, Huyền Huyết Tâm thấy vậy, có chút hiếu kỳ nói, Diệp Thần, người muốn làm gì? Diệp Thần cười nói, đút no nó. Vừa nói,
hắn chợt rạch một cái tay mình cổ tay, máu tươi xông ra, chậm rãi giọt rơi xuống vậy cái đen nhánh trứng thú bên trên. Huyền Huyết Tâm mắt đẹp chớp động, nàng có thể cảm thụ được, Diệp Thần huyết mạch mặc dù tựa hồ có chút hỗn tạp, nhưng cũng là vô cùng cao cấp. Thậm chí, hôm nay nàng cùng Diệp Thần ở chung một chỗ, cũng sẽ cảm nhận được không nhỏ áp lực. Có lẽ, Diệp Thần máu thật sự có hiệu quả. Hai người ngưng mắt nhìn trứng thú trên máu, trên mặt, đều là hiện lên vẻ chờ mong. Nhưng, rất nhanh, bọn họ chính là hơi sững sờ. Ngây ngốc nhìn vậy trứng thú lên vết máu. Một nén nhang thời gian trôi qua, cái này trứng thú, lại là hoàn toàn không có cần hấp thu Diệp Thần máu tươi ý à. Huyền Huyết Tâm có chút khinh thường địa đạo, hừ, còn cho là ngươi huyết mạch thật lợi hại đâu, xem ra còn chưa đủ này cái này trứng thú. Diệp Thần sắc mặt cổ quái, có chút không chịu nổi. Coi như không sách hắn tự thân thần bí huyết mạch, chỉ là máu rồng, thiên yêu máu, huyền yêu máu, ma huyết cũng đã vô cùng nghịch thiên à. Nói thật, toàn bộ vực ngoại muốn tìm ra so Diệp Thần huyết mạch cường đại hơn tồn tại, đều không phải là một chuyện đơn giản. Có thể, cái này trứng thú lại kén ăn. Không hấp thu hắn máu tươi. Cái này làm cho hắn, có chút không chịu nổi. Ngay tại lúc này, Sóc Lão thanh âm ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, thằng nhóc, ngươi đừng thất lạc, vậy trứng thú sở dĩ không hấp thu được máu ngươi dịch, không phải bởi vì huyết mạch ngươi lực không mạnh, mà rất có thể là bởi vì huyết mạch ngươi lực quá mạnh mẽ, đặc biệt, là như bánh xe hồi huyết mạch, cho nên, cái này trứng thú mới không cách nào hấp thu. Diệp Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ bừng tỉnh, đúng vậy, muốn hấp thu so mình cao đẳng huyết mạch, rất mệt khó khăn. Hắn có chút kích động, so với cái này trứng thú bên trong, trời xanh có hỗn độn khí hơi thở tồn tại, huyết mạch cao hơn cùng. Cái này, quá nghịch thiên. Nhìn Diệp Thần thần sắc, Huyền Huyết Tâm có chút thất vọng. Vốn là, muốn đả kích Diệp Thần một cái, làm sao tên này, nhưng là càng đánh đánh càng dáng vẻ cao hứng. Đột nhiên, Diệp Thần thần sắc động một cái, cổ tay lộn một cái, lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc này, chính là hắn ở thu lấy xích cuồng máu lúc chuẩn bị cái đó bình ngọc. Hắn ánh mắt, hơi chớp động, mặc dù xích cuồng cũng không phải là yêu thú, nhưng, cơ thể thế chấp mạnh mẽ, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cái này cả người máu tươi, đối với cái này đen nhánh trứng thú, chắc có trợ giúp. Một khắc sau, hắn không chút do dự mở ra bình ngọc nắp, đem trong bình máu tươi, một giọt không dư thừa toàn bộ ngã xuống đen nhánh kia trứng thú bên trên. Diệp Thần cùng Huyền Huyết Tâm, đều là ánh mắt chớp động, ngưng mắt nhìn vậy trứng thú trên máu, một khắc sau, vậy trứng thú ánh sáng đen lóe lên, trên đó máu ngay tức thì sáp nhập vào trứng thú bên trong. Mà toàn bộ trứng thú hơi thở, vậy dần dần cường thịnh đứng lên, không giống mới vừa rồi như vậy yếu ớt. Diệp Thần thần sắc vui mừng, cái này xích cuồng máu tươi, hiệu quả quả nhiên không giống vật thường. Huyền Huyết Tâm cũng là có chút kinh ngạc, Diệp Thần lấy ra phần này máu so với rất nhiều cao cấp máu yêu thú hiệu quả còn tốt hơn không thiếu. Diệp Thần nhìn về phía Huyền Huyết Tâm nói, hiện tại cái này trứng thú trạng thái, coi như là khôi phục sao. Huyền Huyết Tâm ngưng mắt nhìn vậy trứng thú, một lát sau gật đầu nói, tạm thời, coi như là không gặp nguy hiểm. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, rất nhanh, Huyền Huyết Tâm liền lần nữa mở miệng nói, bất quá, đây chẳng qua là kế hoãn binh mà thôi, cái này trứng thú sớm muộn còn sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Diệp Thần cau mày nói, vậy, làm thế nào? Huyền Huyết Tâm ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, người có biết, ta cái này yêu ao bên trong yêu máu là từ vì sao tới? Diệp Thần nghe vậy, cũng là có chút hiếu kỳ. Phải biết, xây xong yêu ao cần vô số yêu thú cường đại máu tươi, cho dù tìm tòi lần toàn bộ vực ngoại, cũng chưa chắc có thể tìm tới như vậy đông đảo cao cấp yêu máu, Huyền Huyết Tâm là từ vì sao lấy được. Huyền Huyết Tâm mắt đẹp bên trong hiện lên lau một cái nhớ lại vẻ nói, ta thánh thiên yêu tộc bên trong, mỗi 300 năm liền hội cử hành một lần yêu thiên đại điển, chọn lựa ra thánh thiên yêu tộc bên trong xuất sắc nhất thiên tài tham gia. Tham gia yêu thiên đại điển, có hai cái điều kiện, một, tuổi tác, không vượt qua 300 tuổi, hai, có thiên yêu huyết mạch. Diệp Thần thần sắc động một cái nói cách khác, những cái kia yêu máu là máu tim tiên tử ở yêu thiên đại điển bên trong lấy được. Huyền Huyết Tâm gật đầu một cái nói, cái gọi là yêu thiên đại điển cử hành chi địa, trên thực tế, là một nơi dị giới, cái này dị giới, chính là một chỗ chiến trường. Đã từng, chiến trường này bên trong,
phát sinh qua một chàng người chuyển giới hai tộc đại chiến, vô số vô cùng cường đại yêu tộc, nhân tộc cũng vĩnh viễn chôn chôn ở nơi đây. Bởi vì chết quá mức thảm trọng, sát khí đậm đà đến thậm chí có thể ăn mòn toàn bộ vực ngoại trình độ, cho nên, bị lúc đó một đám đại năng liên thủ, đem chiến trường này chia nhỏ thành một nơi dị giới, mà ta thánh thiên yêu tộc tổ tiên, vừa vặn nắm giữ tiến vào cái này dị giới phương pháp, cho nên, mỗi 300 năm dị giới phòng ẩn yếu ớt nhất lúc đó, thánh thiên yêu tộc bên trong, liền hội cử hành yêu thiên đại điển. Để cho trong tộc yêu nghiệt tiến vào cái này chiến trường thượng cổ, tìm cơ duyên. Diệp thần nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy bí mật. Huyền huyết tâm thần sắc, có chút ngưng trọng nói, Diệp thần, nếu như ngươi muốn cho cái này chứng thú thành công ấp trứng, tham gia yêu thiên đại điển, là ngươi duy nhất cơ hội. Vậy chiến trường thượng cổ mặc dù tràn đầy cơ duyên, nhưng, giống vậy hung hiểm vạn phần, bất quá, cái này còn không là ngươi phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Diệp thần không nói gì, hắn tự nhiên biết muốn tham gia cái này 300 năm một lần yêu thiên đại điển, tuyệt không phải chuyện đơn giản như vậy. Huyền huyết tâm nói, người vận khí, coi như không tệ, 7 ngày sau, chính là lần này yêu thiên đại điển cử hành thời gian, chỉ là, bây giờ ngươi, còn không có tư cách tham gia yêu thiên đại điển. Mặc dù, người gia nhập xích tinh yêu tộc, nhưng, cũng không phải là ta thánh thiên yêu tộc bên trong một thành viên, ngươi cũng biết. Thánh thiên yêu tộc ở huyền yêu nhất tộc trong địa vị cực kỳ đặc thù, xa không thông thường huyền yêu tộc có thể so sánh được. Nếu như người muốn gia nhập thánh thiên yêu tộc, chỉ có một biện pháp, đó chính là... Nói tới chỗ này, chẳng biết tại sao, huyền huyết tâm mặt đẹp lại là hơi hiện lên đỏ lên. Diệp thần nhìn yên lặng không nói huyền huyết tâm, có chút không hiểu hỏi, huyết tâm tiên tử, thế nào? Huyền huyết tâm nhìn Diệp thần, hô hấp đột nhiên có chút dồn dập. Tựa như hạ định cái gì quyết tâm vậy mở miệng nói, người ngoại tộc, muốn gia nhập thánh thiên yêu tộc, chỉ có một biện pháp, đó chính là lấy nhau. Vì vậy, người muốn cùng ta lập gia đình, như vậy thứ nhất, người mới thỏa mãn gia nhập thánh thiên yêu tộc cơ bản nhất điều kiện. Cái gì, cái này một tí, liền liền Diệp thần đều là không nhịn được, trợn mắt hốc mồm. Bất quá, cái này điều kiện, hắn ngược lại là cũng có thể hiểu, giống như ở trái đất lúc đó. Một ít đất nước di dân vậy, một cái thủ đoạn chính là cùng địa phương cư dân lập gia đình. Huyền huyết tâm thấy Diệp thần kinh ngạc hình dáng, tiếu mặt càng đỏ hơn, nàng vội vàng nói, Diệp thần, ngươi không muốn hiểu lầm, cho dù lập gia đình, cũng chỉ là hữu danh vô thật mà thôi. Ta có thể giúp ngươi đám cưới giả. Diệp thần thấp giọng cười nói, ta ngược lại là không ngại nổi danh có thực. Ngươi nói gì sao? Diệp thần không trả lời, mà là ngưng mắt nhìn huyền huyết tâm mắt đẹp nói. Huyết tâm tiên tử, người tại sao phải giúp ta như vậy? Không có vô duyên vô cớ có lòng tốt, mà hôn nhân đối với cô gái ý vị như thế nào, có thể tưởng tượng được, cho dù, chỉ là một chàng có tiếng mà không có miếng hôn nhân vậy đủ để ảnh hưởng cô gái cả đời. Huyền huyết tâm tại sao cho dù bỏ ra giá lớn như vậy, cũng phải giúp Diệp thần tham gia yêu thiên đại điển. Huyền huyết tâm nghe vậy, nguyên bản ửng đỏ mặt đẹp, vậy khôi phục bình tĩnh, nàng nhàn nhạt nói, thả nói là giúp ngươi. Không bằng, nói là giúp chính ta. Nàng chỉ một cái vậy trống rỗng yêu ao nói, tới một cái, hôm nay, ta đã không có cơ hội lại tiến vào vậy chiến trường thượng cổ, muốn lần nữa đạt được đủ xây yêu ao yêu máu, chỉ có thể trợ giúp ngươi tham gia yêu thiên đại điển, mới có cơ hội. Thứ hai, nói tới chỗ này, huyền huyết tâm mắt đẹp, ảm đạm một phần, Diệp thần có chút bất ngờ nhìn nàng, không nghĩ tới huyền huyết tâm cái này nhìn như tùy tính cô gái, lại cũng như này thương cảm một mặt. Nửa trụ nhang sau này, huyền huyết tâm mới lần nữa mở miệng nói, năm đó, ta có một tên bạn tốt theo ta cùng tiến vào cái này chiến trường thượng cổ, một lần bất ngờ bên trong, nàng vì cứu ta mà chết, có thể, cho đến rời đi, ta cũng không có cơ hội thu hồi nàng hài cốt, đây là ta cả đời tiếc nuối. Nàng ngưng mắt nhìn Diệp thần, vô cùng trịnh trọng nói, nếu như ta giúp ngươi tham gia cái này yêu thiên đại điển, ta hy vọng ngươi có thể thay ta tìm về băng băng di cốt. Diệp thần ánh mắt chớp mắt. Gật gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Huyền huyết tâm khẽ mỉm cười nói, tốt lắm, cái này chứng thú tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Hiện tại, ngươi theo ta trở về nhà đi, hôn lễ này mặc dù là đám cưới giả, nhưng cũng nên thật tốt chuẩn bị một phen. Vừa nói, liền hướng mật thất đi ra ngoài. Huyền huyết tâm mắt đẹp, hơi chớp động, thật ra thì, nàng còn một nguyên nhân khác, không có nói. Muốn làm một mẻ. Khỏe suốt đời giải quyết gia tộc bên trong là nàng an bài hôn sự phiền não,
tốt nhất biện pháp, chính là lập gia đình. Mà so với những cái kia thánh thiên yêu tộc bên trong ngạo mạn dị thường cái gọi là tài tuấn, nàng ngược lại đối với Diệp Thần còn có hảo cảm. Ở Huyền Huyết Tâm dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh đi tới Thánh Thiên Thành ngoại ô một nơi núi hoang bên trong. Diệp Thần có chút không hiểu hỏi, chúng ta tới nơi này, làm gì? Cái gọi là Thánh Thiên yêu tộc, sẽ không xảy ra sống ở núi hoang bên trong chứ? Huyền Huyết Tâm có chút thần bí cười một tiếng nói, theo ta tới, ngươi thì biết. Hai người lại đi nửa giờ, Diệp Thần đột nhiên ánh mắt chớp mắt, tựa hồ phát hiện quanh thân có chút khác thường, nhưng, cụ thể là cái gì, hắn nhưng không nói được. Huyền Huyết Tâm khá là khiếp sợ nhìn Diệp Thần một mắt, nàng biết Diệp Thần rất nghịch thiên, có thể không nghĩ tới, hắn lại có thể mơ hồ nhận ra được nơi này chỗ đặc biệt. Đây là, Huyền Huyết Tâm bộ pháp có một ít biến hóa, ám hợp loại nào đó đại đạo vận luật, đồng thời, ngọc thủ của nàng bên trong nhiều hơn một quả xinh xắn tinh xảo bảo châu, theo Huyền Huyết Tâm đi đi lại lại, bảo châu bên trên toát ra lũ lũ ánh sáng rực rỡ, chung quanh không gian, tựa hồ cũng bắt đầu nhăn nhó. Diệp Thần con người co rúc lại, đi theo Huyền Huyết Tâm đi tới, quanh thân cảnh vật ngay tức thì giống như bọt nước vậy mơ hồ, một khắc sau, hai người liền là xuất hiện ở một nơi địa phương xa lạ. Diệp Thần đôi mắt mở to, giờ phút này, xuất hiện trước mắt hắn, chính là một tòa vô cùng xa hoa, đường hoàng thành lớn. Thành lớn bên trong, vô số cao vút trong mây lầu các, đạo đạo ánh sáng màu lượn lờ, giờ phút này tuy là ban đêm, nhưng sáng ngời được giống như ban ngày. Đồng thời, một tòa vô cùng khủng bố, tản ra vô tận cổ ý trận pháp, bao phủ ở thành lớn phía trên, cho dù lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, đối mặt đại trận này đều là cảm thấy từng cơn lòng rung động. Hắn rất khẳng định, nếu như mình mạnh xông trận này, đừng nói căn bản xông không đi vào, sợ rằng không ra trong chốc lát, liền sẽ ở trận pháp uy năng dưới, hóa thành bụi. Huyền Huyết Tâm cười nói, Diệp Thần, nơi này trên thực tế mới thật sự là Thánh Thiên Thành. Theo ta vào đi thôi. Dọc theo đường đi, Diệp Thần đều có chút hoa cả mắt. Người đi trên đường, từng cái yêu khí đều là cường đại đến sợ hãi bước, trong cơ thể thiên yêu huyết mạch độ dày, xa không vậy huyền yêu tộc người có thể so sánh với. Ngày này yêu nhất tộc, quả nhiên được trời ưu đãi. Huyền Huyết Tâm cũng là mở miệng nói, cho dù người ta giả lập gia đình, để cho ngươi có thể thuận lợi gia nhập thánh thiên yêu tộc, cũng chỉ là thông qua tham gia yêu thiên đại điển ải thứ nhất. Muốn ở thánh thiên yêu tộc bên trong bộc lộ tài năng, cũng không dễ dàng, trọng yếu nhất chính là huyết mạch. Huyết mạch, Huyền Huyết Tâm nói, tham gia yêu thiên đại điển thiên tài, cần thông qua huyết mạch khảo sát, chỉ có trong cơ thể thiên yêu huyết mạch đạt tới nhất định độ dày, mới có thể tham gia. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp động một tí, ngược lại là chưa từng có tại để ý. Huyền yêu nhất tộc thiên yêu huyết mạch, trên thực tế là huyền yêu lão tổ chế tạo hàng phỏng chế. Mà hắn ở xích tinh yêu tộc thánh địa bên trong, hấp thu ngay ngắn một cái tòa ao máu sau đó, thiên yêu huyết mạch độ dày đã lấy được cực lớn tăng lên, huống chi, trong cơ thể hắn còn có một giọt chân chính huyền yêu tinh máu. Thông qua huyết mạch này khảo sát, cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Huyền Huyết Tâm liền đi tới một tòa khí phái vô cùng phủ đệ trước, phủ đệ tấm bảng bên trên, sách có khắc thương huyền nhị chữ. Huyền Huyết Tâm chính là xuất thân từ Thánh Thiên Yêu tộc ở giữa Thương Huyền nhất tộc. Huyền yêu nhất tộc tộc nhân, cũng họ Huyền, nhưng trong đó cũng là có đủ loại chi nhánh. Trừ 10 đại thánh địa ra, ở Thánh Thiên Yêu tộc nội bộ, lại là phân ra vô số gia tộc, mà những gia tộc này, liền ở Huyền họ trước, cộng thêm cái khác chữ viết, tiến hành phân biệt. Thương Huyền nhất tộc, chính là Thánh Thiên Yêu tộc bên trong hạng thứ 9 vọng tộc. Cho dù là muốn thông qua cùng Thánh Thiên Yêu tộc hôn phối gia nhập trong tộc, cũng không phải cùng ai cũng có thể làm được, chỉ có cùng Huyền Huyết Tâm như vậy thân phận hiển hách tồn tại lập gia đình mới có thể. Đứng ở ngoài cửa hai người hộ viện, thấy Huyền Huyết Tâm đi tới, đều là thần sắc như thường, hành lễ nói, gặp qua thất tiểu thư. Huyền Huyết Tâm, ở Thương Huyền gia bên trong, đứng hàng thứ 7. Đồng thời, bọn họ sắc mặt có chút cổ quái nhìn một cái Huyền Huyết Tâm sau lưng Diệp Thần. Thất tiểu thư, từ trước đến giờ lãnh đạm, cơ hồ không cùng bất kỳ khác phái thân cận, mang người đàn ông về nhà vẫn là lần đầu tiên. Diệp Thần trong mắt chớp động, cái này Thương Huyền gia thực lực quả nhiên không giống bình thường, chính là một tên giữ cửa hộ vệ, đều là thủy nguyên cảnh tồn tại. Đi vào Thương Huyền gia, dọc theo đường đi không ít người cũng là đối Diệp Thần chỉ trỏ, cũng chính là bởi vì Huyền Huyết Tâm thân phận, không dám lớn tiếng nghị luận mà thôi.
Diệp Thần không khỏi rất đúng Huyền Huyết Tâm hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Huyền Huyết Tâm nhàn nhạt nói, đi gặp cha mẹ ta. À, Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được mặt lộ cười khổ, đi lên liền gặp phụ mẫu. Cho dù là giả, cũng có phần có chút không tự tại. Huyền Huyết Tâm đặc biệt là cân nhắc nhìn hắn một cái nói, làm sao? Đường đường Diệp công tử, chẳng lẽ là khẩn trương? Diệp Thần sững sốt cười một tiếng nói, chưa đến nỗi. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Huyền Huyết Tâm liền tiến vào một gian bố trí tao nhã phòng khách bên trong. Một tên thị nữ chào đón nói, gặp qua Thất tiểu thư. Huyền Huyết Tâm nhàn nhạt nói, đi tố cáo Tố lão gia và phu nhân, nói ta trở về. Tên kia thị nữ vội vã thối lui, không lâu lắm, ngoài cửa, liền vang lên một hồi hào sảng tiếng cười lớn. Người chưa đến, tiếng tới trước. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, chỉ gặp ngoài cửa, rất nhanh xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một tên mặc hồng bào, nhìn qua, hơn 30 tuổi, mặt mũi anh tuấn, nhưng ánh mắt, nhưng khá là tang thương nam tử, cùng một tên dung mạo cùng Huyền Huyết Tâm có 7 phần tương tự, khí chất nhưng càng ung dung, nhìn qua hơn 20 tuổi xinh đẹp thiếu phụ, đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa. Diệp Thần con ngươi hơi co rúc lại, hai người này hơi thở đều là cực kỳ dâng trào, so với Huyền Huyết Tâm lại là mạnh hơn không thiếu. Cái này hai người, chính là Thương Huyền gia gia chủ Huyền Lục Nguyên và phu nhân Huyền Thanh Thanh. Huyền Lục Nguyên mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ cười to nói, Huyết Tâm, ngươi cuối cùng trở về, là cha và nương ngươi, nhưng mà nhớ nhung ngươi đã lâu à? Huyền Thanh Thanh lại là có chút không kịp chờ đợi bước nhanh tiến lên, cẩn thận ngắm Huyền Huyết Tâm, mắt đẹp bên trong, tràn đầy sủng ái vẻ, nàng có chút oán trách nói, Huyết Tâm, ngươi nên hơn về nhà xem nhìn. Huyền Huyết Tâm đối với hai người thái độ, nhưng là khá là bình thản. Đây là, Huyền Lục Nguyên chú ý tới Diệp Thần tồn tại, khẽ nhíu mày nói, Huyết Tâm, vị này là. Huyền Huyết Tâm nói, hắn kêu Diệp Thần. Diệp Thần giờ phút này cũng đứng lên, hướng về phía Huyền Lục Nguyên vợ chồng thi lễ một cái nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua Thương Huyền gia chủ, phu nhân. Huyền Thanh Thanh ngược lại là không có gì, con gái lần đầu tiên mang bằng hữu trở về, nàng khá là thân thiết nhìn về phía Diệp Thần, cười chúm chím gật đầu một cái. Có thể, Huyền Lục Nguyên nhưng là sắc mặt lãnh đạm, đối với Diệp Thần gọi, không phản ứng chút nào. Thậm chí, hắn trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ khinh miệt vẻ. Một cái hơn 20 tuổi, càn khôn cảnh 3 tầng thiên tồn tại, ở chỗ khác có thể coi là không tệ, có thể ở Huyền Lục Nguyên xem ra, nhưng căn bản không có cùng Thương Huyền gia leo lên quan hệ tư cách. Hơn nữa, Diệp Thần huyết mạch nhìn như còn có chút hỗn tạp, tiểu tử như vậy lấy hắn thân phận căn bản không có để cho hắn hiểu tư cách. Diệp Thần thấy vậy, ngược lại là lơ đễnh, lần nữa ngồi về trên vị trí. Huyền Lục Nguyên khẽ cau mày, Diệp Thần cái loại này tùy ý thái độ, làm hắn hơn nữa bất mãn. Phế vật, nên phải có phế vật dáng vẻ, Diệp Thần thấy được hắn thái độ, lại vẫn giống như là người không có sao như nhau ngồi xuống. Lúc này, chẳng lẽ không phải tìm cái lý do rời đi? Hắn nhìn về phía Huyền Huyết Tâm nói, Huyết Tâm, ngươi mang người này tới nhà làm gì? Nếu để cho Lăng Huyền gia Huyền Tần Thương công tử biết chuyện này, có thể sẽ đối với ngươi có cái gì hiểu lầm. Diệp Thần ánh mắt hơi chớp, hắn nghe Huyền Huyết Tâm nói qua, cái này Huyền Tần Thương là thánh thiên yêu tộc tài tuấn một trong, hơn nữa, xuất thân lại là bất phàm, chỗ ở Lăng Huyền gia, chính là thánh thiên yêu tộc bên trong hạng thứ 7 tồn tại, so với Thương Huyền gia cường đại hơn. Mà người này, chính là Huyền Lục Nguyên là nàng an bài vị hôn phu. Nhưng Huyền Huyết Tâm nhưng đối với Huyền Tần Thương không có hứng thú chút nào, ngược lại, đối hắn làm người có chút không ưa. Nghe lời ấy, Huyền Huyết Tâm khóe miệng, hiện lên một tia cười lạnh nói cha, ta lần này mang Diệp Thần trở về, chính là muốn nói cho ngươi, Diệp Thần là người đàn ông của ta, mà ta đã quyết định, ngày mai cùng Diệp Thần cử hành đám cưới. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng khách, đều tựa như bị khí lạnh đóng kết vậy. Huyền Lục Nguyên diễn cảm, ngay tức thì cứng ngắc. Liền liền Huyền Thanh Thanh nguyên bản trên mặt nụ cười cũng là bỗng nhiên đọng lại. Lời như vậy, cũng không phải là trò đùa à, không thể nói bậy bạ. Huyền Lục Nguyên cùng Huyền Thanh Thanh căn bản không có nghĩ tới mình thương yêu nhất một đứa con gái, sẽ nói ra như vậy một phen tới. Trong chốc lát, óc cũng hỗn loạn. Cùng một cái càn khôn cảnh 3 tầng thiên tồn tại kết hôn. Nếu như truyền đi, toàn bộ Thương Huyền gia cũng sẽ lâm vào là trò cười đi. Huyền Thanh Thanh vội vàng kéo Huyền Huyết Tâm tay khuyên nhủ,
Huyết Tâm à, ngươi còn nhỏ, loại chuyện này ngươi không hiểu, không nên vọng động, nghe cha mẹ, được không? Huyền Huyết Tâm nhưng là đem Huyền Thanh Thanh tay hất ra nói, nương, ta tâm ý đã quyết, ngày mai, bỏ mặc các ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ cùng Diệp Thần lập gia đình, như muốn cưỡng bức ta, sẽ có hậu quả gì không, các ngươi hẳn rất rõ ràng. Huyền Thanh Thanh nghe vậy, mắt đẹp không khỏi run rẩy một tí, lần trước, Huyền Huyết Tâm từ đầu đến cuối không chịu đồng ý gả cho Huyền Tần Thương, Huyền Lục Nguyên không thể nhịn được nữa dưới tự mình ra tay chế trụ Huyền Huyết Tâm. Dự định cưỡng ép đem đưa đến hôn lễ bên trên. Nhưng, Huyền Huyết Tâm thân là thánh thiên yêu tộc ở giữa trình độ cao nhất yêu nghiệt một trong, mặc dù thực lực không đạt tới Huyền Lục Nguyên, có thể, huyết mạch lực, so với Huyền Lục Nguyên càng kinh khủng hơn. Yêu tộc nhất chú trọng huyết mạch, Huyền Huyết Tâm huyết mạch mạnh lại là hóa giải Huyền Lục Nguyên lưu ở trong người cấm chế, lúc này, liền muốn cưỡng ép tự bảo. Mặc dù, cuối cùng vẫn bị ngăn cản, nhưng, vậy sau này, Thương Huyền gia liền không dám cưỡng bách nữ Huyền Huyết Tâm làm bất cứ chuyện gì. Giờ phút này, Huyền Lục Nguyên nhưng là cả người hơi thở cuồng bạo, trán gân xanh cuồng loạn, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn trừng mắt nhìn Huyền Huyết Tâm, giận dữ hét, Huyết Tâm, người coi như muốn cùng là cha giận dỗi, cần gì phải cầm mình chung thân đại sự làm trò đùa. Một phế vật như vậy, lại tại sao có thể xứng với ta Huyền Lục Nguyên con gái? Chỉ là Diệp Thần bước vào Thương Huyền gia. Đối với Huyền Lục Nguyên mà nói chính là một loại sỉ nhục, huống chi, còn muốn đón dâu con gái hắn. Loại chuyện này, từ trước đến giờ chú trọng mặt mũi Huyền Lục Nguyên tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Huyền Huyết Tâm nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng nói, làm trò đùa. Một khắc sau, nàng đột nhiên ngồi ở Diệp Thần trong ngực, cử chỉ vô cùng được thân mật, hai người thân thể cơ hồ đều không có bất kỳ kẻ hở nào. Huyền Huyết Tâm cười mỉa nhìn Huyền Lục Nguyên nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là đùa giỡn hay sao? Ngươi, Huyền Lục Nguyên thật là phải bị giận điên lên à? Chuyện này nếu như bị Huyền Tần Thương biết, sợ rằng, Thương Huyền gia cùng Lăng Huyền gia quan hệ đều phải trở nên ác liệt à? Trong chốc lát, Huyền Lục Nguyên cặp mắt ứ máu, sắc mặt dữ tợn, đột nhiên, hắn đưa mắt chuyển đến Diệp Thần trên mình. Tiểu tử đáng chết này kết quả cho con gái đổ cái gì mê hồn canh, tại sao vô cùng ưu tú Huyền Huyết Tâm sẽ vừa ý loại phế vật này? Âm một tiếng, một đạo vô cùng là uy áp kinh khủng từ Huyền Lục Nguyên trên mình, bộc phát ra, hướng Diệp Thần nghiền ép đi. Diệp Thần thấy vậy, đôi mắt híp một cái, nhưng lại vậy không có gì đặc biệt phản ứng. Huyền Lục Nguyên quả thật rất mạnh, hắn hôm nay xa không Huyền Lục Nguyên đối thủ, nhưng uy áp. Chỉ là uy áp, đối với Diệp Thần mà nói, lại không có bất kỳ uy hiếp. Lấy hắn thể chất, muốn bằng vào uy áp liền chấn nhiếp hắn. Ít nhất cũng phải chân chính vượt qua còn chân cảnh tồn tại. Mặc dù, hôm nay bát phân tam pháp đã không đủ để phán đoán Huyền Lục Nguyên cái này cùng tồn tại chân chính thực lực, nhưng, Diệp Thần vẫn có thể biết đại khái, Huyền Lục Nguyên ở còn chân cảnh bên trong, có lẽ coi như cao cấp cường giả, nhưng, hẳn còn không có bước vào cao hơn tồn tại, tối đa, cũng chỉ là còn chân cảnh đỉnh cấp tồn tại thôi. Vì vậy, Huyền Lục Nguyên uy áp đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Huyền Huyết Tâm mắt đẹp trầm xuống, trong cơ thể yêu lực cũng là cực nhanh vận chuyển, một đạo cực mạnh uy áp đồng thời bộc phát ra, mặc dù không bằng Huyền Lục Nguyên, nhưng, thay Diệp Thần chặn đối phương uy áp nhưng cũng không khó khăn. Huyền Lục Nguyên thấy vậy, hơn nữa căm tức, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần địa đạo, thằng nhóc, ngươi đến từ gia tộc nào. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần có cái gì nghĩ không an phận, Huyết Tâm không phải ngươi xứng với người, hiểu không? Nếu như... Ngươi thật cùng Huyết Tâm lập gia đình, như vậy, bất luận là Lăng Huyền gia vẫn là ta Thương Huyền gia cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Phía sau ngươi gia tộc, cũng là muốn bởi vì ngươi chịu đựng tai họa ngập đầu. Hiện tại, bổn tôn cho một mình ngươi cơ hội, cút, cũng cam kết kiếp này lại cũng không cùng Huyết Tâm gặp mặt, như thế, bổn tôn ngược lại là có thể tha ngươi một mạng. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt nhưng là như cũ vô cùng rửng rưng. Tựa như căn bản nghe không hiểu Huyền Lục Nguyên uy hiếp vậy, nhàn nhạt nói, gia tộc. Ta cũng không phải là thánh thiên yêu tộc người. Huyền Lục Nguyên cùng Huyền Thanh Thanh nghe vậy, mặt mũi ngay tức thì cứng ngắc, thần sắc bộc phát khó coi. Liền thánh thiên yêu tộc đều không phải là. Thánh thiên yêu tộc gần đây lấy huyết mạch là kiêu ngạo là tự hào, cho nên, nhìn tổng quát lịch sử cũng cơ hồ không có thánh thiên yêu tộc cùng ngoại tộc lấy nhau ví dụ. Đối với không thánh thiên yêu tộc, thậm chí còn là giống vậy Huyền yêu tộc người,
Thánh thiên yêu tộc ngoài miệng mặc dù không biết nói, nhưng, sâu trong nội tâm đều là xem thường. Ở bọn họ xem ra, trừ thánh thiên yêu tộc ngoài ra huyền yêu tộc người, cũng chẳng qua là sơ đẳng dân tộc thôi, mà hiện tại, con gái mình, Thương Huyền gia kiêu ngạo liền muốn gả cho một cái như vậy rác dưới bên trong rác dưới. Giờ phút này, liền liền mới vừa thần sắc có chút chần chờ Huyền Thanh Thanh cũng là lắc đầu một cái. Nếu như nói, Diệp Thần là thánh thiên yêu tộc, cho dù ra đời thiếu chút nữa, nàng nói không chừng còn có thể tiếp nhận, dẫu sao, Diệp Thần tuổi còn trẻ cũng đã là càn khôn cảnh ba tầng thiên tồn tại, tiềm lực vẫn có một ít, thật tốt đào tạo nói không chừng cũng là một cái có thể tạo tài. Có thể liền thánh thiên yêu tộc đều không phải là. Như vậy, Diệp Thần từ huyết mạch thượng liền đã không có thành công có thể. Huyền Lục Nguyên thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống, nếu không phải bởi vì huyền huyết tâm tính cách, hắn hiện tại thì phải trực tiếp ra tay đem Diệp Thần giết. Ngay tại bầu không khí có chút gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây lúc đó, một tên phụ nữ trung niên từ ngoài cửa đi vào đối với Huyền Lục Nguyên nói, lão gia, xin bớt giận. Huyền Lục Nguyên cùng Huyền Thanh Thanh thấy người đàn bà này đều là ánh mắt sáng lên, nàng tên là Huyền Bích, mấy đời đều là Thương Huyền gia người làm, đồng thời, cũng là huyền huyết tâm bà vũ cùng chiếu cố hắn lớn lên người làm, toàn bộ Thương Huyền gia trên dưới cũng đối với Huyền Bích khá là tin cậy. Liền liền từ trước đến giờ không phục dạy dỗ huyền huyết tâm, nếu như Huyền Bích mở miệng vậy sẽ nghe tới mấy câu. Huyền Lục Nguyên mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, Bích Di, người mau khuyên nhủ huyết tâm con bé này. Nàng là phải đem bổn tôn tức chết à? Huyền Bích nói, lão gia, phu nhân, mời hai vị rời đi trước, nô tỳ sẽ cùng tiểu thư thật tốt nói một chút. Huyền Lục Nguyên cùng Huyền Thanh Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng, vẫn gật đầu một cái nói, được, Bích Di, nơi này liền giao cho ngươi. Dù sao, lấy huyền huyết tâm tính cách, bọn họ ở chỗ này vậy không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, phòng khách bên trong liền chỉ còn lại có Huyền Bích, Huyền Huyết Tâm, cùng Diệp Thần ba người. Huyền Bích đóng cửa lại, đối với Huyền Huyết Tâm lộ ra vẻ cười khổ nói, thất tiểu thư, ngươi thật đúng là làm khó nô tỳ, nếu như ngươi cùng nô tỳ thương lượng chuyện truyền vào lão gia trong tai, chỉ sợ là không tránh được trách phạt. Diệp Thần thần sắc động một cái, cô gái này lại là Huyền Huyết Tâm an bài tới. Huyền Huyết Tâm cười nói, Bích Di đối với chuyện này, thấy thế nào? Huyền Bích trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, hôm nay, lão gia cùng phu nhân nhất định sẽ không đồng ý chuyện này, mà tin tức sợ rằng rất nhanh liền sẽ truyền vào Lăng Huyền gia, ngày mai, Huyền Tần Thương sợ rằng liền sẽ đích thân tới đến phủ gây khó khăn Diệp công tử. Nàng ánh mắt hơi chớp nói, nếu như Diệp công tử có thể đang đối mặt Huyền Tần Thương lúc đó, hiện ra đầy đủ tiềm lực, chuyện này, cũng chưa chắc không có bất kỳ hy vọng nào. Huyền Huyết Tâm cau mày nói, có thể. Vậy Huyền Tần Thương thực lực thậm chí so ta còn muốn cao hơn một nước. Diệp Thần thần sắc động một cái, xem ra cái này Huyền Tần Thương cũng là một tên thiên phú và thực lực ở trong đám người tuổi trẻ thuộc về kinh khủng tồn tại. Huyền Bích cười nói, Huyền Tần Thương thực lực tuy mạnh, nhưng, tuổi đã đến gần thiên tuế, nếu như cùng Diệp công tử động thủ, không phù hợp hắn thân phận, cho nên, Huyền Tần Thương sẽ không đích thân ra tay. Vừa nói, nàng ánh mắt lóe lên đánh giá Diệp Thần nói, nếu như giữ tiểu thư nói, Diệp công tử thật có như vậy nghịch thiên thiên phú võ đạo, ngày mai, chưa chắc không có hy vọng. Huyền Huyết Tâm nghe vậy, nghiền ngẫm cười một tiếng nói, Bích Di, người đi nói cho cha ta biết nương, Diệp Thần thực lực không kém gì bất kỳ còn chân cảnh sơ kỳ tồn tại, tiềm lực vô địch, xa không bất kỳ thánh thiên yêu tộc thiên tài có thể so sánh, nếu như Diệp Thần có thể chứng minh mình thiên phú, liền để cho bọn họ cho phép chàng hôn sự này. Bích Di mắt đẹp bên trong, thoáng qua lau một cái vẻ rung động, có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thần, càn khôn cảnh sơ kỳ, có chiến thắng còn chân cảnh sơ kỳ tồn tại thực lực. Cái này cùng thiên phú, đủ để đem một đám thánh thiên yêu tộc thiên tài dẫm ở dưới chân liền à. Diệp Thần nghe vậy có chút im lặng, Huyền Huyết Tâm hiện tại thổi đi ra châu, cũng đều phải hắn tới thực hiện, bất quá, lấy hắn bây giờ thực lực, đổ cũng không sợ. Huyền Lục Nguyên cùng Huyền Thanh Thanh ngồi ở trong phòng, ở bọn họ trước mặt, một tên phụ nữ trung niên đang ở nói chút gì. Huyền Lục Nguyên nghe vậy, vui vẻ cười to đứng lên nói, cái này liền thánh thiên yêu tộc đều không phải là phế vật tiểu tử vô địch tại còn chân cảnh sơ kỳ. Tốt, rất tốt, nếu như hắn thật có thể làm được, ta liền đồng ý cửa hôn sự này. Hắn trên mặt hiện lên vẻ châm chọc nói, xem ra, huyết tâm con bé này là thật bị thằng nhóc này che đôi mắt, bất quá, ngày mai,
ở Tần Thương công tử trước mặt không biết hắn còn có thể hay không chứa đủ đi. Ha ha, đáng chết phế vật, mơ ước ta thương Huyền gia con cưng, nhưng mà phải trả giá thật lớn. Đêm đến, Diệp Thần ngồi ở trước bàn, sắc mặt có chút cổ quái, ngay tại lúc này, một đạo dịu dàng đáng yêu giọng nữ vang lên nói, phu quân, làm sao còn không nghỉ ngơi? Chẳng lẽ, người muốn cho ta độc thủ giường trống sao? Giờ phút này, trong phòng duy nhất một cái giường lớn bên trên, nhưng là nằm một tên cô gái tuyệt đẹp, đang cười mỉm nhìn Diệp Thần. Cô gái này, bất ngờ là vậy Huyền Huyết Tâm. Hơn nữa, hôm nay Huyền Huyết Tâm đã cởi ra liền áo khoác, áo ngủ bằng gấm dưới lộ ra lau một cái trắng nõn vai, nhìn vô cùng mê người. Diệp Thần cười khổ nói, Huyết Tâm tiên tử, người nhất định phải và ta ở trong một phòng nghỉ ngơi. Huyền Huyết Tâm cười nói, người muốn đi gian phòng khác ngủ, tự nhiên cũng có thể, bất quá, nếu là bị cha ta phát hiện, người ta chỉ là quan hệ hợp tác, sợ rằng lập tức liền sẽ giết ngươi. Diệp Thần lắc đầu một cái, đối mặt Huyền Huyết Tâm hắn luôn có một loại thua ở người phụ nữ này cảm giác. Bất quá nếu là đám cưới giả, càng giống như là một loại giao dịch, hắn tự nhiên không thể nào làm ra cử động thất thường gì. Huyền Huyết Tâm nhìn Diệp Thần bưng ngồi ở trước bàn, không có động tĩnh hình dáng, mặc dù mặt lộ vẻ nụ cười, mắt đẹp bên trong nhưng là mơ hồ lóe lên vẻ thất vọng, thầm mắng một tiếng gỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, một tiếng phượng hót liền ở Thương Huyền trong phủ không hưởng dậy, cái này phượng hót vang lên ngay tức thì, Huyền Lục Nguyên, Huyền Thanh Thanh cùng với Thương Huyền ra một ít trưởng lão Vân, rối rít thân hình chớp mắt, xuất hiện ở trước viện, hướng bầu trời bên trong nhìn. Chỉ gặp một đầu toàn thân kim màu đỏ, khí độ vô cùng uy nghiêm, quanh thân lửa cháy mạnh chảy hỏa phượng, từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong viện. Hỏa phượng trên lưng đi xuống một cái tóc đen xanh mâu. Mặt mũi như kiếm gọt dìu đục vậy, vô cùng là anh tuấn, nhưng ánh mắt cũng không so lãnh ngạo chàng thanh niên. Cái này chàng thanh niên cả người hơi thở cuồn cuộn dị thường, giơ tay nhấc chân tới giữa, lại là mơ hồ tản mát ra vương giả uy thế. Huyền Lục Nguyên thấy như thế nam tử, lúc này, chính là mặt đầy nụ cười nghênh đón tới nói, Tần Thương công tử, thật lâu không gặp. Người này, chính là Lăng Huyền gia Huyền Tần Thương. Huyền Thanh Thanh, cũng là mỉm cười nói, Tần Thương. Một đoạn thời gian không thấy ngươi, người hơi thở lại cường đại. Huyền Tần Thương hướng về phía hai người mỉm cười hành lễ nói, Tần Thương gặp qua Lục Nguyên Thúc, xanh di. Rồi sau đó, hắn trong mắt bỗng nhiên thoáng hiện lau một cái hàn mang nói, Lục Nguyên Thúc, nghe nói, Huyết Tâm trở về, còn mang về một người đàn ông. Thấy cái này tia hàn mang, Thương Huyền ra tất cả mọi người là trong lòng rét một cái, Huyền Lục Nguyên vội vàng nói cái này. Huyết Tâm cái đứa nhỏ này. Ra đời không lâu, bị tiểu nhân lừa dối, hồ đồ nhất thời, hy vọng Tần Thương công tử, có thể tha thứ nàng. Huyền Tần Thương nghe vậy, sắc mặt bộc phát lạnh như băng. Trên thực tế, lấy thiên tư của hắn cùng Lăng Huyền gia gia thế, hắn có thể tìm được bối cảnh tốt hơn cô gái làm người phụ nữ mình, nhưng, hắn từ trước đây thật lâu liền vô cùng là si mê Huyền Huyết Tâm. Cho dù Huyền Huyết Tâm nhiều năm như vậy, đối với hắn luôn là thờ ơ, hắn vậy cho tới bây giờ không có đổi tim qua. Vì đòi hắn niềm vui, không biết xuống nhiều ít thời gian. Có thể hiện tại, Huyền Huyết Tâm nhưng mang theo cái phế vật đến liền cứt chó cũng không bằng càn khôn cảnh tiểu tử về nhà. Hắn Huyền Tần Thương, là thánh thiên yêu tộc thiên tài, Lăng Huyền gia kiêu ngạo, chẳng lẽ, còn không bằng một cái càn khôn cảnh, thậm chí đều không phải là thánh thiên yêu tộc phế vật. Cái này bảo hắn như thế nào có thể nhẫn? Huyền Tần Thương âm thầm siết chặt hai quả đấm, lạnh giọng nói, Lục Nguyên Thúc. Huyết Tâm bị lừa dối không phải là lỗi của nàng, thằng nhóc kia bây giờ ở đâu? Ta đây là muốn xem, kết quả là người nào so ta Huyền Tần Thương ưu tú hơn. Huyền Lục Nguyên cùng Huyền Thanh Thanh nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng, bọn họ sợ nhất chính là Huyền Tần Thương giận cá chém thất tại Huyền Huyết Tâm à. Bây giờ nhìn lại, Huyền Tần Thương đối với Huyền Huyết Tâm say đắm còn ở bọn họ dữ liệu bên trên. Ngay tại lúc này, ca kêu. Một miếng cửa phòng mở ra. Đám người theo bản năng hướng vậy gian phòng nhìn. Giờ khắc này, tất cả mọi người óc đều là ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất có núi lửa bộc phát. Bọn họ từng cái con người run run, thân thể cứng ngắc, liên tim đập đều tựa như muốn ngưng à. Giờ phút này, từ trong phòng đi ra một nam một nữ, chính là Huyền Huyết Tâm cùng Diệp Thần. Thương Huyền ra đám người, cằm đều phải rớt xuống đất. Hai người đêm qua lại là cùng ở một phòng.
Mấu chốt nhất là, một màn này còn bị Huyền Tần Thương thấy được à? Ầm một tiếng vang thật lớn. Cơ hồ là hai người đi ra ngay tức thì, Huyền Tần Thương trong cơ thể chính là bạo phát ra một cổ vô cùng là kinh khủng yêu khí. Hắn chặt chẽ cắn răng, đôi mắt ứ máu nhìn Huyền Huyết Tâm cùng Diệp Thần, ánh mắt đều tựa như muốn lửa. Người phụ nữ mình và người đàn ông khác lưu lại ở trong phòng qua một giả. Mặc dù hắn nhìn ra được, Huyền Huyết Tâm cần phải vẫn còn thân xử tử, nhưng, dù vậy, đối với bất kỳ người đàn ông mà nói, đây vẫn là một kiện không cách nào tiếp nhận chuyện à. Huống chi, đừng nói là qua đêm, Huyền Tần Thương liền đến nay mới ngưng, cũng còn không có cùng Huyền Huyết Tâm ở một cái gian phòng qua à. Hắn thân thế hiển hách, tư chất nghịch thiên, thuở nhỏ chính là thiên chi kiêu tử vậy tồn tại. Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn cái gì sẽ có cái đó, cơ hồ không có người dám đối với hắn nói một cái chữ không. Nguyên bản, hắn cho rằng Huyền Huyết Tâm không chấp nhận mình, là bởi vì là tánh tình lãnh đạm, cái này hắn có thể tiếp thụ, hắn tin tưởng bất luận là bực nào băng cứng cũng luôn có hòa tan một ngày. Có thể hiện tại, Huyền Huyết Tâm lại và một người đàn ông, một cái ở hắn trong mắt và con kiến hôi không khu người đàn ông khác qua đêm. Bất kỳ người đàn ông thấy một màn này, sợ rằng cũng sẽ muốn hộc máu đi. Liên liên Diệp Thần nhìn Huyền Tần Thương ánh mắt đều có chút thương hại. Huyền Tần Thương cả người run rẩy, cơ hồ thì phải không nhịn được, trực tiếp đối với Diệp Thần ra tay đem nghiền giết, nhưng, chỉ có một chút lý trí, để cho hắn khắc chế. Thánh thiên yêu tộc là rất chú trọng danh tiếng, đặc biệt là xem hắn cái loại này bị đám người chú ý yêu nghiệt, không cần phải vì một tên phế vật, hư mình danh tiếng. Có thể để cho hắn như thế thả qua Diệp Thần. Hắn như thế nào có thể cam tâm? Huyền Tần Thương ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt sát ý cuồng trào, người này phải chết. Huyền Lục Nguyên cũng là mặt giận dữ, quát to, Huyết Tâm. Người đây là, người làm sao có thể và thằng nhóc này sống chung một phòng? Huyền Huyết Tâm cười nói, hôm nay, ta cùng Diệp Thần liền muốn thành hôn, làm sao không có thể sống chung một phòng? Sau khi cưới, ta còn dự định vì phu quân có bầu quá nhiều bảo bảo đây. Huyền Tần Thương nghe vậy, hai tay xương cốt rắc rắc vang dội, xương tay đều phải bị hắn bóp nát à. Mình cầu mà không phải người phụ nữ, ngay trước mình mặt kêu người khác phu quân, còn nói cấp cho người đàn ông khác sinh đứa nhỏ. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, có thể nhìn đến hiện tại đã là một cái kỳ tích. Diệp Thần ngược lại có chút không biết làm sao, cái này Huyền Huyết Tâm như ở trái đất vòng nghệ thuật phối hợp. Tất nhiên là Oscar cao nhất nữ diễn viên. Một cái đám cưới giả diễn và thật như nhau. Huyền Tần Thương cố đè xuống lửa giận, đối với Huyền Huyết Tâm hỏi, Huyết Tâm, ta không rõ ràng, ta Huyền Tần Thương so thằng nhóc này kém ở nơi nào. Huyền Huyết Tâm lạnh lùng nói, kém ở nơi nào. Huyền Tần Thương, người bất quá là hơn tu luyện mấy năm thôi, cũng xứng và ta phu quân như nhau. Ta nói cho ngươi, nếu như nói, ta phu quân là chín rồng thần trên trời. Ngươi tối đa chính là rãnh nước bên trong cá trạch thôi, cái gì thánh thiên yêu tộc thiên tài, ở ta phu quân trước mặt cũng chỉ có thể quỳ. Huyền Tần Thương nghe được cái này lần làm nhục, khí được khuôn mặt đều phải biến hình, hắn giận dữ ngược lại cười nói, cá trạch. Chỉ có thể quỳ, một cái càn khôn cảnh phế vật, chỉ cần ta nghĩ, một cái hô hấp là có thể để cho hắn đi chết. Huyết Tâm, ngươi không muốn u mê không ngộ, ta không biết hắn đối với ngươi nói cái gì, nhưng, ta có thể bảo đảm. Thằng nhóc này là tên lường gạt, hắn chính là một phế vật thôi. Liền liền Thương Huyền ra tất cả mọi người nghe không nổi nữa. Huyền Huyết Tâm đây là điên rồi à? Thật tốt thiên chi kiêu nữ, làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Một cái càn khôn cảnh, vẫn là càn khôn cảnh ba tầng thiên giác dưới, có thể so sánh Huyền Tần Thương càng yêu nghiệt. Căn bản không có đảm nhiệm đạo lý nào có thể nói. Đám người không khỏi được rối rít khuyên nhủ, Huyết Tâm. Người thiên tư mặc dù xuất chúng, nhưng, dẫu sao ra đời không lâu, trên thế giới này, tên lường gạt rất nhiều. Đúng vậy, Huyết Tâm, không nên bị tiểu nhân lợi dụng. Thằng nhóc này, còn rồng thần. Hắn là rồng thần, heo nái cũng có thể lên trời. Đáng chết tiểu tử, lừa dối ta Thương Huyền ra người, người biết chết rất thảm. Nghe được đám người nói, Huyền Tần Thương sắc mặt mới hỏa hoãn một phần, hắn mỉa mai nhìn Diệp Thần một mắt. Ha ha, lừa được Huyền Huyết Tâm thì thế nào? Ở những người khác trong mắt, ngươi vẫn là cái thằng hề. Rồi sau đó, hắn đối với Huyền Huyết Tâm nói, Huyết Tâm, ngươi nghe được, cũng không phải là ta một người như thế cho rằng, thanh tỉnh một chút đi. Có thể, Huyền Huyết Tâm nhưng chỉ là dửng dưng nói,
Hạ Trùng không thể tiếng nói băng. Sắc mặt của mọi người cũng khó coi. Thằng nhóc này mặc dù thực lực không làm sao, nhưng lừa gạt người phụ nữ xem ra quả thật không đơn giản. Lại, đem một cái tốt tuyệt thế yêu nghiệt tẩy não thành ngu si. Ngay tại lúc này, Huyền Huyết Tâm đột nhiên mở miệng nói, cha, nếu như Diệp Thần có thể chứng minh mình tiềm lực, người có thể hay không đồng ý chàng hôn sự này? Chứng minh tiềm lực? Huyền Tần Thương nhìn về phía Huyền Lục Nguyên nói, có ý gì? Huyền Lục Nguyên nghe vậy, vô cùng mỉa mai cười một tiếng nói, Tần Thương công tử, thằng nhóc này, nghe nói có vô địch tại còn chân cảnh sơ kỳ tiềm lực, cũng chính là liền còn chân cảnh ba tầng thiên cũng không úy kỵ. Ha ha, bổn tôn sống nhiều năm như vậy, cũng không có gặp qua như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, thật là mở rộng tầm mắt hà. Huyền Tần Thương nghe vậy, hai tròng mắt sáng lên, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn, hắn đang giàu không có lý do gì đối với Diệp Thần động thủ đâu. Hiện tại tốt lắm, thích trang đúng không? Ha ha, vậy hãy để cho ngươi gắn cái đủ. Lúc này, Huyền Tần Thương cũng là khinh thường cười một tiếng nói, có phải hay không yêu nghiệt ta không biết, nhưng, ta biết là yêu nghiệt không phải thổi phồng lên. Nói hay, Huyền Lục Nguyên vỗ tay cười nói, họ Diệp tiểu tử ta đây là thật là tò mò, người muốn như thế nào chứng minh mình tiềm lực. Nếu như, người thật sự là có thể vô địch tại còn chân cảnh sơ kỳ, như vậy, ta ngược lại có thể đồng ý ngươi cùng Huyết Tâm hôn sự. Huyền Huyết Tâm khẽ mỉm cười, nhìn về phía Huyền Tần Thương nói, Huyền Tần Thương, ngươi đâu? Ta, Huyền Tần Thương cặp mắt híp lại nói, có ý gì? Huyền Huyết Tâm có chút cân nhắc nói, nếu như Diệp Thần chứng minh mình tiềm lực, ngươi làm thế nào? Huyền Tần Thương sắc mặt lạnh lùng nói, ta nên làm cái gì? Huyền Huyết Tâm ngưng mắt nhìn Huyền Tần Thương nói, nếu như Diệp Thần chứng minh mình tiềm lực, ta hy vọng người ta sau này lại không có bất kỳ bất hòa. Đây cũng là Huyền Huyết Tâm đám cưới giả một trong những mục đích. Huyền Tần Thương nhàn nhạt nói, nếu như hắn thất bại thì sao? Huyền Huyết Tâm nói, vậy ta liền đồng ý cùng ngươi thành thân. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là ánh mắt sáng lên. Nguyên bản, còn có chút lãnh ngạo tức giận Huyền Tần Thương cũng là ngay tức thì biến thành vẻ mừng rỡ như điên. Ở hắn xem ra, Huyền Huyết Tâm cũng không phải là đối với Diệp Thần phế vật này có ý gì, chỉ là ước mơ cường giả thôi. Sở dĩ, bây giờ cùng Diệp Thần như vậy thân cận, là bởi vì bị thằng nhóc này dùng quỷ kế lừa dối. Chỉ cần mình có thể vạch trần phế vật ngụy trang, Huyền Huyết Tâm có lý do gì không chọn mình. Tốt, quá tốt. Xem ra, hắn còn phải cảm tạ cái này thằng hề, để cho tự có được đền bù mong muốn cơ hội. Huyền Lục Nguyên cùng với Thương Huyền gia tất cả mọi người là mặt lộ vẻ nụ cười, hướng về phía Huyền Tần Thương gật đầu liên tục, tựa như đã đem Huyền Tần Thương làm người một nhà để đối đãi. Không có một người cho rằng Diệp Thần thật sự có thể chứng minh mình. Đây là, Huyền Lục Nguyên âm thầm đối với Huyền Tần Thương nói, Tần Thương công tử, vạch trần thằng nhóc này chuyện, liền giao cho ngươi, ngươi thấy thế nào, như vậy thứ nhất, cũng có thể ở Huyết Tâm trong lòng lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Huyền Tần Thương cười chúm chím gật đầu nói, đa tạ Lục Nguyên thúc tác thành. Suy nghĩ một chút, làm hắn cầm lừa dối Huyền Huyết Tâm phế vật dẫm ở dưới chân, chứng minh ai mới là chân long lúc đó, Huyền Huyết Tâm đối với hắn cái nhìn vậy sẽ hoàn toàn thay đổi chứ. Một khắc sau, hắn liền nhìn về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi nói, ngươi vô địch tại còn chân cảnh sơ kỳ. Thật, Diệp Thần nhàn nhạt nói, ngươi, có thể thử một chút. Huyền Tần Thương nghe vậy, nụ cười bộc phát âm lãnh, dữ tợn. Đồ đáng chết còn muốn trang. Ta đây muốn xem, ngươi có thể trang tới khi nào. Cứ như vậy để cho Diệp Thần chết, thật giống như có điểm quá tiện nghi hắn. Không chỉ có muốn cho Diệp Thần chết, còn muốn cho hắn vô cùng khuất nhục chết. Huyền Tần Thương đảo trong mắt một vòng, đột nhiên, sinh lòng một kế. Hắn chợt quay đầu, hướng về phía sau lưng còn ở hỏa phượng trên mình người làm cao giọng nói, người đâu, đi Lăng Huyền gia đem tiểu kim mang đến. Lửa kia phượng trên mình người làm nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó, mặt hiện vô cùng là nghiền ngẫm nụ cười, gật đầu nói, ưng. Lúc này, liền điều khiển hỏa phượng hướng Lăng Huyền gia đi. Mọi người tại đây nhưng là có chút nghi ngờ. Tiểu kim, là cái gì? Không lâu lắm, lửa kia phượng liền lần nữa hạ xuống, mà ở hỏa phượng phủ xuống ngay tức thì, một tiếng vô cùng cao vút sủa bỗng nhiên vang dội toàn bộ Thương Huyền phủ. Chỉ gặp, một cái bóng ngay tức thì từ hỏa phượng trên lưng bốc lên, rơi vào Huyền Tần Thương bên người.
Đám người hướng bóng người kia nhìn, còn người hơi co lại, chỉ gặp, bóng người kia bất ngờ là một đầu một người cao, cả người lông vàng, hai lỗ tai nhọn dài, răng nanh sắc bén, tựa như cự lang tồn tại. Huyền Lục Nguyên tròng mắt sáng lên, hắn nhớ ra rồi, nghe nói, Huyền Tần Thương có cái yêu thích, đó chính là thích nuôi chó. Vì vậy, hắn góp nhặt rất nhiều huyết mạch cường đại loài chó yêu thú, làm vì mình thú cưng. Mà đây cái lông vàng chó sói, chính là trong đó, nổi danh nhất một cái. Cái này chó sói tuy là chó, nhưng, tuyệt không thể so với bất kỳ mãnh thú phải kém à, còn chân cảnh yêu thú yêu máu ẩn dục, cùng Huyền Lục Nguyên cùng hưởng thụ tài nguyên tu luyện, huyết mạch nghịch thiên, thực lực ở như vậy dưới, có thể so với còn chân cảnh ba tầng thiên tồn tại. Huyền Tần Thương đem cái này lông vàng chó sói mang đến là dụng ý gì? Huyền Tần Thương sờ một cái vậy lông vàng chó sói chó gánh, vô cùng là mỉa mai nhìn Diệp Thần cười nói, Diệp công tử, ngươi nói ngươi vô địch tại còn chân cảnh. Không biết, là ngươi lợi hại, vẫn là ta nuôi được chó lợi hại. Có thể hay không mời Diệp công tử thay giáo ta dạy dỗ huấn con chó này? Ừ, nếu như Diệp công tử thành công, như vậy ta Huyền Tần Thương liền buông tha huyết tâm. Đám người nghe vậy, đều là ha ha phá lên cười. Huyền Tần Thương, ngón này thật là khéo à. Cái này lông vàng chó sói, tuyệt không phải một cái càn khôn cảnh tích chữ tại có thể chiến thắng. Vượt cấp mà chiến. Cái này phải càng nhiều thiếu cấp. Gần như hai cái đại cảnh giới liền à. Có thể nói, Diệp Thần đã định trước muốn bị mất mặt. Trọng yếu nhất chính là, một cái được gọi là vô địch tại còn chân cảnh sơ kỳ, tiềm lực vô địch rồng thần, bị một con chó nghiền ép. Như vậy tức cười, như vậy buồn cười, không cách nào hình dạng à. Cho dù Diệp Thần còn sống, cũng chỉ có thể cả đời, làm cái thằng hề liền chứ. Cái này so với Huyền Tần Thương tự mình ra tay, đánh bại Diệp Thần muốn buồn cười nhiều à. Hay, 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 tất cả người, đều là xem cười nhạo vậy nhìn Diệp Thần, mong đợi hắn trả lời như thế nào. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là lắc đầu nói, không được. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh lại. Trong mắt mọi người khinh thường hơn nữa đậm đà, không nghĩ tới, Diệp Thần lại là dù muốn hay không liền trực tiếp cự tuyệt. Phế vật này, không phải mới vừa rất bình tĩnh sao? Rất tự tin sao? Còn nói ngươi có thể thử một chút sao? Hiện tại làm sao kinh sợ, rụt, liền một con chó đều sợ. Liền liền Huyền Huyết Tâm đều là khẽ cau mày. Nàng biết, Diệp Thần thực lực không cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc, cho nên trước hỏi thăm qua Diệp Thần hôm nay thực lực trình độ, Diệp Thần thành thật trả lời. Huyền Huyết Tâm mặc dù phóng đại một ít, nhưng, cũng không có quá nhiều. Chí ít, đủ để nghiền ép điều này lông vàng chó sói. Chẳng lẽ, Diệp Thần nói với nàng láo? Chẳng lẽ, hắn trên thực tế căn bản không có như vậy thực lực? Trong chốc lát, Huyền Huyết Tâm mắt đẹp bên trong lóe lên vẻ thất vọng cùng vẻ giận dữ. Nếu như, Diệp Thần thật sự là một cái ăn nói lung tung tiểu nhân, như vậy, lần này, hắn sợ rằng không cách nào trở lui toàn thân. Nàng hiện tại coi như muốn bảo vệ Diệp Thần cũng không làm được à. Hơn nữa, liền liền chính nàng đều phải bởi vì Diệp Thần trang mà tự mình hy sinh suốt đời hạnh phúc. Mặc dù, Huyền Huyết Tâm rất phản nghịch, nhưng, có chính nàng nguyên tắc, nàng đã nói sẽ làm được. Huyền Tần Thương nghe vậy, bộc phát đắc ý, nghiền ngẫm cười nói, Diệp công tử, người không phải vô địch còn chân cảnh sơ kỳ sao? Làm sao, liền một con chó cũng không dám đánh đâu. Con chó này có đáng sợ như vậy không? Thương Huyền ra đám người rối rít châm chọc nói, đối với Tần Thương công tử mà nói, là chó, đối với có vài người mà nói, nhưng là thần giống vậy tồn tại à? Ha ha, chó là muốn xem chủ nhân, Tần Thương công tử chó. So một ít cái gọi là rồng thần có thể còn đáng sợ hơn nhiều à. Các ngươi nói rồng thần bị chó ăn hết một màn, khẳng định, rất cường tráng xem chứ. Huyền Lục Nguyên cũng là cười lạnh nói, Diệp Thần, ngươi có thể nói cho chúng ta, tại sao không chịu đối với con chó này xuất thủ không? Diệp Thần sắc mặt từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, nghe vậy nhưng là có chút nghiêm túc mở miệng nói, chó là vô tội, vạn nhất ta ra tay nặng, cầm nó đánh chết, há không thể thương hại. Huống chi, nếu là Tần Thương công tử kêu ta bồi, ta cũng không thường nổi à. Đám người nghe vậy, lại là một hồi cười ầm lên. Tiểu tử này mượn cớ thật đúng là nhiều, một cái càn khôn cảnh phế vật, còn nói gì đánh chết. Đây chính là huyết mạch nghịch thiên,
có thể so với còn thật ba tầng thiên siêu cấp yêu thú à? Diệp Thần đơn giản là ở lòe thiên hạ. Huyền Tần Thương cũng là sắc mặt âm hàn, có chút không nhịn được nói, ta không cần ngươi bồi, được không? Vô tội, ha ha. Hắn trong mắt bỗng nhiên thoáng qua lau một cái tại ý nói, ta nói cho ngươi cái bí mật, tiểu kim thích ăn nhất liền là thịt người, nếu như, nó muốn ăn ngươi, cũng không vô tội chứ. Một khắc sau, Huyền Tần Thương bỗng nhiên quát lên, cho ta đem thằng nhóc này, nuốt ăn. Hắn đã cùng được có chút không nhịn được, không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Thần bị sống cắn chết, kêu khóc cầu xin tha thứ một màn kia liền à. Vậy lông vàng chó sói được chủ nhân mệnh lệnh, cặp mắt bên trong dâng lên vô cùng thị huyết ánh sáng, thu tính đại phát, gào thét một tiếng liền hướng Diệp Thần cuồng phát đi. Hắn quanh thân yêu khí tràn ngập, phương nhào lên đi, liền mang theo một hồi vô cùng là lạnh thấu xương gió tanh sát khí, trong chốc lát, đúng cái thiên địa, tựa hồ cũng đắm chìm trong một phiến quỷ khóc sói tru bên trong, có thể tưởng tượng được, chết tại đây lông vàng chó sói thú vẫn dưới sinh linh, tuyệt không phải số ít. Vậy cả người lông vàng tới giữa quy luật lực điên cuồng phun trào, đúng cái thiên địa cũng làm biến sắc, tựa như giờ khắc này, lông vàng chó sói, mới là thế gian chí tôn yêu thú, cái gì rồng thần, mẽ ngổ cũng chỉ có thể bỏ mạng ở hắn nhào cắn dưới. Yêu thú mặc dù không có linh trí, nhưng, huyết mạch chủng tộc cường đại, bằng vào bản năng liền có thể điều khiển thiên địa quy luật. Cái này lông vàng chó sói, tuy là loài chó, nhưng huyết mạch cũng là vô cùng là mạnh mẽ. Mọi người thấy một màn này, đều là hơi hoảng sợ, lông vàng chó sói thực lực còn ở bọn họ dự liệu bên trên. Đồng thời, khóe miệng rối rít dương lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn, tựa như đã thấy Diệp Thần thân thể, bị răng chó, móng chó tê liệt một màn. Một người thích chứa rác dưới, cuối cùng, bị chó cắn chết, rất thích hợp kiểu chết, không phải sao. Diệp Thần đối mặt vậy nhào tới lông vàng chó sói, nhưng là thần sắc nhàn nhạt, nhìn như tùy ý khoát tay, hướng vậy lông vàng chó sói, một quyền đánh ra.